Chương 191. Một cái khác suy đoán. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thẩm đại nhân, chờ một chút. Hai người mới vừa từ lâm gia chạy như bay đến phủ nha chỗ, liền thấy phủ nha bên ngoài tường như có một người nằm tại nơi đó, trên thân còn cắm vô số như lông trâu châm nhỏ. Trên kim hẳn là tụ tập độc, người này bị châm nhỏ đâm vào địa phương đều biến tím đen. Mà lại, nhìn này trên thân người tán phát còn sót lại khí tức, công lực hẳn là không thấp. Những này là ta tại phủ nha thiết trí cơ quan, không nghĩ tới những này cơ quan đã bị xúc động. Là thẩm đại nhân sở thiết cơ quan. Lấy tình báo của bọn hắn tự nhiên cũng biết thẩm Ngọc tinh thông cơ quan thuật, nhưng không nghĩ tới có thế có mạnh như vậy. Mà lại độc này là thật độc a, à, nhất là khi vượt qua đầu tường, nhìn thấy tình huống bên trong lúc, càng làm cho người kinh ngạc. Bốn năm người, phản phất đang vây quanh phủ nha xoay quanh vòng, đây là dạng gì thao tác. Những người này không phải đến giết người sao, làm sao còn bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm, nói đùa a. À không đúng, đây là kỳ môn động giáp. Trong nháy mắt, Bách Lý Giang liền nhìn ra không đúng, nháy mắt có suy đoán. Nhìn về phía thẩm ngọc phương hướng, cũng lập tức nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị này thẩm đại nhân ngay cả cái đồ chơi này đều biết, mà lại tạo nghệ rõ ràng không thấp. Không phải, cũng không có khả năng đem những này cao thủ vây khốn. Dù chỉ là vây khốn nhất thời nửa khắc, cũng đủ để hít hà. Thật can đảm, cũng dám tại trên địa bàn của ta làm càng. Tay cầm tại trên chui kiếm, thẩm ngọc bỗng nhiên vung ra trong tay kiếm một kiếm này vừa nhanh vừa vội phản phất xuyên thấu thời không tại bên trong bị nhốt có chút tâm phù khí táo mấy người đột nhiên cảm giác thật giống như bị vật gì đáng sợ để mắc tới ngay sau đó một cổ kiếm khí liền phá không mà tới cổ này kiếm khí mười phần đáng sợ cho dù bọn hắn theo bản năng đi ngăn cản mấy người hợp lực phía dưới cũng lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi cương khí vừa vặn dâng lên ngay tại đào kiếm khí này phía dưới dễ dàng sụp đổ kiếm quan ngang qua trước sau có hai cái chính diện người trực tiếp như vải rách bình thường bị xé vỡ nát kia huyết vụ đầy trời nhìn càng chướng mắt. Cho dù không có chính diện ứng đối người, cũng bị kiếm khí dư ba quét ngang, cơ hồ trong khoảnh khắc liền để bọn hắn toàn bộ trọng thương. Kiếm khí xẹt qua, tại những nơi đi qua lưu lại mấy mét chi sâu khe rảnh, hung hăng vạch đến rất xa địa phương lúc này mới ngừng xuống tới. Thẩm Ngọc mang theo Bách Lý Giang đi vào, nhưng cũng không có đem bên trong đều tru sát, mà là cố ý lưu lại người sống. Có một số việc, hắn cũng phải ở trước mặt hỏi một chút mới được bất quá cái này thời điểm bách lý giang vẫn là ở vào chấn kinh bên trong giờ khác này cũng thấy được trong truyền thuyết một kiếm kia quả nhiên là sắc bén làm người ta kinh ngạc đây cũng là hắn tại sao phải lựa chọn cùng vị này thẩm đại nhân giao dịch mà không phải trực tiếp tới cửa muốn người nguyên nhân nắm đấm chính là cứng trắng đạo lý a vạn nhất nếu là đánh nhau cho dù là bọn họ đều là cao thủ cũng chỉ sợ không chịu nổi dạng này một kiếm tại khác địa phương thân phận của bọn hắn có lẽ dễ dùng thế nhưng là tại vị này thẩm đại nhân trước mặt thân phận của bọn hắn thật không nhất định dễ dùng còn tốt bọn hắn lựa chọn kỹ càng tốt cùng vị này thẩm đại nhân nói chuyện, liền trên lệch hiểu chi lấy động tình chi lấy sửa lại. Bằng không, kiếm này chỉ sợ cũng rơi xuống mình trên thân. Thẩm đại nhân, chết. Mới vừa đi đi vào, Bách Lý Giang liền xong thẩm ngọc lắc đầu. Chỉ là quét dọn một chút, hắn liền đã có phán đoán. Những người này ở đây tự biết khả năng bị bắt tình huống về sau, liền toàn bộ uống thuốc độc tự sát, cũng đều là tử sĩ. Lâm Phong đâu? Đi theo ta. Nhìn Bách Lý Giang một chút, nói thật, đối với hắn thẩm ngọc vẫn là có chút không yên lòng. Sự tình ngươi có thể hỏi, nhưng người ngươi không thể mang đi. Rất nhanh, thẩm ngọc liền đi tới Lâm Phong trụ sở. Cái này thời điểm Lâm Phong còn đang ngủ mộng bên trong, phía ngoài tiếng vang không chút nào ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Lâm Phong. Ai? Khi bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm về sau, trên giường Lâm Phong nhảy lên một cái, tay thuận thế liền rút ra dưới gối đầu dao găm, một chút trở nên phi thường đề phòng, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đại nhân. Ngươi. Lâm Phong, ngươi quả nhiên có vấn đề. Nhìn thật sâu đối phương một chút, người bình thường làm sao lại có mạnh như vậy để phòng tâm, vừa vặn kia theo bản năng phản ứng cũng không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng thành. Lâm Phong, vừa vặn Yên Vân Hãng buông vải Lâm gia cả nhà bị diệt, không một người sống. Cái gì? Nghe được tin tức này về sau, Lâm Phong lộ ra phi thường hoảng sợ, ngay cả trong tay dao găm đều có chút cầm không vững. Vị này là Hắc Y vệ điện tiền Ti giáo úy Bách Lý Giang, hắn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi chưa từng làm điều phi pháp, bản quan liền bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hắc y vệ. Một chút ngồi liệt trên giường, Lâm Phong có chút đắng vừa cười vừa nói, ta liền biết, ta liền biết sẽ có như thế một ngày, các ngươi sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Lâm Phong, ngươi là Lâm gia người cuối cùng, ngươi có biết hay không vừa vặn cũng có người muốn giết ngươi, chỉ bất quá bị thẩm đại nhân cơ quan cho cản lại. Chăm chú nhìn chầm chầm Lâm Phong, cái này thời điểm Bách Lý Giang đã không có thẩm ngọc thấy lúc kia cười tủng tiễn biểu lộ. Trở nên lạnh huyết, trở nên người sống chớ gần. Lâm Phong, ngươi phụ thân đem ngươi đưa vào phủ nha, vì hẳn là phòng ngừa nếu như tương lai có như thế một ngày lời nói, thẩm đại nhân cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Cho nên, hắn nhất định đem bí mật của mình cũng bàn giao cho ngươi. Chính là vì phòng ngừa một ngày kia hắn chết, ngươi còn có thể nắm giữ những bí mật này, làm mình co kè mặt cả vốn liếng. Nhưng bí mật của ngươi nếu là một mực cất giấu, thẩm đại nhân có thể bảo đảm ngươi nhất thời, nhưng không cách nào bảo đảm ngươi một thế. Không có bí mật ngươi mới có thể không có chút giá trị, dạng này những cái kia sát thủ cũng sẽ không lại tới tìm ngươi bách lý giang trong lời nói tràn đầy hướng dẫn để thẩm ngọc cảm thấy tốt có đạo lý nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại tất cả đều là sáo lộ tay người ta nắm bí mật tự nhiên là nghĩ đến muốn mượn này đạt được thứ gì nhưng vị này rõ ràng là nghĩ bạch chơi a à. lâm phong ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết đến nói hết ra nói đi năm đó ngươi phụ thân sự tình ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu đại nhân năm đó ta phụ thân xem như bị oan uổng vừa lên đến lâm phong liền lộ ra một nụ cười khổ có một số việc hắn tự nhiên là minh bạch nhưng chính là bởi vì minh bạch mới có thể không cam tâm. Đại nhân liền không có nghĩ tới, chuyện năm đó phải chăng có kỳ quặc. Oan Uẩn, tiếng hắc y vệ người, 10 cái có chín nửa gọi mình Oan Uẩn. Năm đó toàn bộ đội ngũ, sống sót tới chỉ có ngươi phụ thân một người, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy a, à, năm đó xác thực chỉ có ta phụ thân một người còn sống. Ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Giang, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một cổ kinh nghi, lại mang theo mấy phần kiên định. Nhưng đại nhân có hay không nghĩ tới một cái khác suy đoán, năm đó ta phụ thân chỗ cái kia một đội đội ngũ bên trong, những người khác là cái gì thời điểm chết? Lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, cũng là ta phụ thân chính miệng đã nói với ta. Năm đó bọn hắn đi một nửa lộ trình về sau, liền bị người hạ độc. Động thủ chính là cùng một đội mấy người. Ta phụ thân từng tận mắt thấy, mấy người này đem những người còn lại toàn bộ giết chết. Hắn cũng là từng có kỳ ngộ, cho nên đối kịch độc loại hình có kháng tính lúc này mới tránh thoát một kiếp liều mạng đào tẩu lắc đầu lâm phong có chút đắng cười nói nhưng dù cho như thế hắn cũng là người bị thương nặng tại một chỗ tiểu sơn thôn bên trong lặng lẽ dưỡng thương kết quả cuối cùng hắn lại bị hắc y vệ truy nã không có khả năng tất cả tham dự lần hành động này toàn bộ đều là ngàn dặm chọn một tin anh bọn hắn mỗi một cái đều là trung thành cảnh cảnh việc này tuyệt không khả năng đại nhân có thể bị lựa đi ra đương nhiên là trung thành cảnh cảnh nhưng đại nhân không để ý đến một việc trên giang hồ thay mận đổi đào chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng ta phụ thân từng có suy đoán ban đầu áp giải bảo vật người chưa chắc là chân chính bọn hắn ngẩng đầu lâm phong ánh mắt sáng rực nói cũng có khả năng chỉ có cuối cùng những cái kia chết mất mới là bản thân bọn họ chương 192 cái nào không muốn nguồn mê truyện audio com đây không có khả năng lâm phong những lời này giống như một thanh cắm vào hắn trái tim dao găm để bách lý giang cảm thấy một trận ngạt thở hắn lời nói ý tứ bách lý gian tự nhiên nghe hiểu hắn là chỉ năm đó tham dự hành động người bên trong có một bộ phận sớm đã bị thay thế đi những người này ở đây hộ tống bảo vật trên đường đột nhiên xuất thủ hữu tâm tính vô tâm phía dưới dễ như trở bàn tay đem tất cả mọi người giết chết sau đó những người này lại đem bọn hắn thay thế đi người mang theo tới giết đi rơi làm thành sở hữu người gặp tập kích toàn quân bị diệt giả tượng trên thực tế những cái kia động thủ người lại đã sớm thay hình đổi dạng đạo chi yêu yêu về phần lâm phong cha cái kia người sống duy nhất cũng đã thành hình nhân thế mạng. Vì tránh né đuổi giết, hắn bất đắc dĩ ở giữa mai danh ẩn tích, mãi cho đến bây giờ. Cuối cùng, chung quy là không thể tránh thoát đi. Không thể không nói, cố sự này lo diệt bên trên hoàn toàn chính xác không có mau bệnh, mà lại có tương đương có độ tin cậy. Bách Lý Giang mặc dù ngoài miệng không tin, nhưng trên thực tế đối với cái này đã có chút hoài nghi. Lâm Phong, thành công để hắn lâm vào xoắn suýt bên trong, để hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác trong đó thật giả. Giờ khắc này, Bách Lý Giang tâm loạn không đúng. đến cuối cùng, bách lý giang vẫn lắc đầu một cái, khẳng định nói, năm đó áp giải bảo vật đều là ngàn dặm chọn một tinh anh, toàn bộ đều là cao thủ. thân là hắc y vệ điện tiền tiên người, mỗi người bọn họ đều tin thông đuổi bắt tra án, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không thể bỏ qua. ngày xưa đồng liêu bị người thay thế đi, bọn hắn làm sao lại không có chút nào phát giác? đại nhân nói đúng, đây đều là trong cái này cao thủ, hoàn toàn chính xác rất khó để bọn hắn buông lỏng cảnh giác nhưng nếu là bố cục người là lợi hại hơn cao thủ đâu, mà lại đối bọn hắn mọi cử động quen thuộc đâu. Tự hồ đối với Bách Lý Giang không tín nhiệm không ngạc nhiên chút nào, tin tưởng vững chắc chừng 20 năm đồ vật, làm sao có thể bị hắn dăm ba câu liền đẩy ngã. Nhưng có một số việc, mắt thấy không nhất định là thật. Mà Lâm Phong câu nói này, giống như một câu công án, để Bách Lý Giang không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngươi cái gì ý tứ? Đại nhân, có câu nói không biết đại giảng không làm giảng ngẩng đầu nhìn về phía bách lý giang lâm phong chậm rãi nói đại nhân tìm tới ta phụ thân tin tức đến tột cùng có bao nhiêu người biết việc này chính là tuyệt mật ngoại nhân sẽ không tùy tiện hiểu rõ kia đại nhân liền không cảm thấy kỳ quái a à. cười khổ lắc đầu lâm phong ngẩng đầu nói chân trước các ngươi vừa tới nhưng vừa vặn lúc này lâm gia liền bị diệt cửa hết thảy đều tới trùng hợp như vậy đại nhân ta phụ thân thường xuyên nói với ta một câu chính là như hết thảy tất cả đều là trùng hợp kia trùng hợp liền không còn là trùng hợp ngươi nói là đây không có khả năng. Cái này trong nháy mắt, một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ hiện lên ở trong lòng. Lâm Phong ý tứ hắn đã hiểu, hắn là chỉ chân chính làm xuống chuyện này người liền tại bọn hắn điện tiền ti nội bộ, mà lại địa vị tuyệt đối không thấp. Cái này cũng quá mức hoang đường, cái này sao có thể? Đại nhân tự hồ vẫn là không tin tưởng, năm đó ta phụ thân cũng là như thế, hắn cũng là không tin tưởng mình phỏng đoán. Nhưng hắn suy đoán nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ cho ra cái này một cái kết luận. Chính là tại nội bộ bọn họ có người tại gió lùa báo tin thậm chí chính là nội bộ người bố trí cục diện, này mới khiến cục này trở nên hoàn mỹ, thậm chí là không gì phá nổi. Không phải, những người này là như thế nào chính xác tìm tới bọn hắn chỗ, lại là như thế nào cho bọn hắn hạ độc. Lâm Phong, từng câu như là trọng chú ý bình thường, để Bách Lý Giang có chút tâm loạn. Thế nhưng là cái này thời điểm Lâm Phong vẫn không có dừng lại ý tứ, tự như muốn đem trong lòng một mạch toàn nói xong, không nhả ra không thoải mái. Đại nhân cũng đã nói, những người này đều là cao thủ, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú bọn hắn đang hành động thời điểm, thậm chí sẽ không ăn bên ngoài một chút đồ vật, làm sao lại như thế dễ dàng liền bị người hạ bộ. Trừ phi, đây hết thảy đều là người quen làm, mà lại là để bọn hắn không có bất kỳ phòng bị nào người quen. Cái này, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này nói hình như cũng có chút đạo lý, trong lúc nhất thời, bách lý giang mình cũng có chút dao động. Các loại, không đúng, ta làm sao còn để một cái thanh niên cho lắc lư. Cái này một chút, Bách Lý Giang tự hồ kịp phản ứng, người trẻ tuổi này nhưng so sánh mặt ngoài biểu hiện ra muốn xảo trái nhiều, dầm ba câu ở giữa liền loạn hắn tâm, nhân tài a, à, nếu là hắn thân gia có thế trong sạch một chút, mình nhất định đem hắn lĩnh nhập hắc y vệ bên trong. Chỉ là bây giờ nha, đáng tiếc. Bên cạnh Thẩm Ngọc thì là lạnh lùng nhìn xem cái này một màn, một mực không nói lời nào, chỉ là ánh mắt bên trong khó tránh khỏi thêm ra vài tia ngoài ý muốn. Lâm Phong ngụy trang rất tốt, cái này chậm rãi mà nói bộ dáng, cùng ngày thường sợ hãi rụt rè hoàn toàn là hai người hợp lấy nhiều ngày như vậy đến nay, đều là đặt ta cái này diễn đâu. 16-17 tuổi niên kỷ, liền có thể có như thế tâm tính. Lợi hại, thật sự là người không thể xem bề ngoài, tâm kế thứ này quả nhiên cùng tuổi tác không quan hệ. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Lạnh lùng nhìn xem đối phương, Bách Lý Giang mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi đồ vật phải chăng tại tay của các ngươi bên trên. Đại nhân cảm thấy đồ vật khả năng tại ta nơi này a à? Cười khổ lắc đầu, Lâm Phong hai tay một đám, ra hiệu mình cái gì cũng không có mặc kệ đại nhân tin không tin những này chính là ta biết đến tất cả mọi thứ về phần năm đó cha ta bọn hắn chỗ áp giải bảo vật ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thậm chí không biết đó là cái gì phụ thân hắn ngay cả sách cũng không nguyện ý sách bất quá ta tin tưởng đồ vật nhất định không phải ta phụ thân cầm người tin tưởng người tin tưởng có làm được cái gì trong ánh mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất quang mang để bách lý giang cả người nhìn qua đều có chút đáng sợ mặc kệ như thế nào, cái này đồ vật chúng ta hắc y vệ nhất định phải đạt được, không thể tùy ý nó lưu lạc giang hồ. Cái kia. Cái này thời điểm, bên cạnh thẩm ngọc có chút hiếu kỳ tra xét đầy miệng hỏi, thuận tiện hỏi một chút, các ngươi nói tới đồ vật đến tột cùng là cái gì? Không biết thẩm đại nhân nhưng từng nghe nói qua thất hiếu tinh thạch. Thất hiếu tinh thạch. Lắc đầu, thẩm ngọc phi thường khẳng định nói, không có, hoàn toàn không có ấn tượng. Thất hiếu tinh thạch, kia là năm đó lạc tinh cốc truyền thừa chí bảo. Mở ra trong tay quạt xếp, bách lý giang trên mặt lộ ra không hiểu thần thái giống như hồi ức giống như cảm thán thẩm đại nhân khả năng cũng không biết lạc tinh cốc cái này lạc tinh cốc chính là truyền thừa ngàn năm đỉnh cấp đại phái ngàn năm ở giữa một mực sừng sững không ngã bọn hắn dựa vào chính là cái này thất hiếu tinh thạch nghe đồn khối này thất hiếu tinh thạch có chứa đựng công lực chuyển đổi lực lượng chi kỳ hiệu mỗi một đời lạc tinh cốc cốc chủ tại lâm chung trước đó đều sẽ đem công lực trót vào trong đó mà mượn nhờ thất hiếu tinh thạch đời tiếp theo cốc chủ liền có thể hoàn mỹ tiếp nhận đời trước công lực, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền có thể trở thành giang hồ đứng đầu nhất cao thủ. Ồ! Mượn nhờ thất khiếu tinh thạch làm ở giữa môi giới, liền có thể hoàn mỹ đem lên một nhiệm kỳ công lực truyền thừa xuống tới. Như công hiệu là thật, vậy cái này kiện đồ vật hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một kiện chí bảo. Giang hồ chi lớn, vì bảo nhiều, quả thật để người mở rộng tầm mắt. Thẩm đại nhân khả năng không biết, là tinh cốc cốc chủ cũng không phải là tuyển ra đến hoặc là chỉ định, mà là từ thất khiếu tinh thạch quyết định. Ai có thể đạt được thất khiếu tinh thạch tán thành, người đó là lạc tinh cốc cốc chủ. Mà lại, lên làm một nhiệm kỳ cốc chủ sau khi ngã xuống, đợi tiếp theo cốc chủ đề cử thời điểm không chỉ có là lạc tinh cốc người có tư cách, thậm chí lạc tinh cốc bên ngoài người cũng có cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được tán thành, mặc kệ hắn bối cảnh như thế nào, xuất thân như thế nào, đều sẽ bị lạc tinh cốc lập tức ủng lập làm cốc chủ, việc này chưa bao giờ có sơ hở. Nói đến nơi này, ngay cả Bách Lý Giang cũng không khỏi không bội phục lạc tinh cốc quyết đoán bọn hắn thậm chí liền thế lực đối địch đệ tử, cũng dám ủng lập làm cốc chủ, dạng này quyết đoán cũng khó trách có thể truyền thừa ngàn năm mà không ngã. Bất quá, dạng này tin tức cũng làm cho Thẩm Ngọc rất là ngoài ý muốn, ngay cả phía ngoài không muốn làm người đều có thể ủng lập làm cốc chủ. Lạc tin cốc người, chẳng lẽ liền không sợ trà trộn vào cái gian tế. Cái này thất hiếu tinh thạch, thật có thể có như thế công hiệu. Đương nhiên, trong truyền thuyết, liền có một cái tay trói gà không chặt thi rất thư sinh, trong lúc vô tình đi tới lạc tinh cốc, đạt được thất hiếu tinh thạch tán thành, lập tức liền bị ủng hộ vì cốc chủ. Không đến thời gian một năm, người này liền nhảy lên trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, công lực thậm chí không so sánh với một nhiệm kỳ lạc tinh cốc cốc chủ trên lệch bao nhiêu. Thẩm đại nhân, ngươi nói, bảo vật như vậy cái nào không đồng tâm, cái nào không muốn. Một khi vật này chảy vào giang hồ, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Chương 193 Ngươi là thực có can đảm nghĩ. Nguồn Mê truyện audio.com Hoàn toàn chính xác loại bảo vật này rất dễ dàng để người động tâm. Có thế tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền để một cái thư sinh tay trói gà không chặt nhảy lên trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, công lực thậm chí không so sánh với thế hệ trước chênh lệch. Mặc dù không biết lạc tinh cốc cốc chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có thế truyền thường ngàn năm mà sừng sững không ngã thế lực, công lực không phải chỉ đại tông sư, bởi vậy có thể thấy được thất khiếu tinh thạch đáng sợ. Đối với những người giang hồ này tham niệm, thẩm ngọc sớm đã từng gặp qua. Một cái hắc hỏa tộc không biết thật giả bảo tàng, liền để nhiều người như vậy tre già măng mọc, tranh đến đầu rơi máu chảy. Muốn biết lúc ấy tới vẫn chỉ là một bộ phận, còn có càng nhiều người trên đường, còn chưa chạy tới đâu. Giống như vậy có thể để cho một cái để người thường nhảy lên mà trở thành đỉnh tim cao thủ bảo vật, khi lưu lạc đến trên giang hồ tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, đến thời điểm máu chảy phiêu sử đều là nhẹ. Cho nên triều đình muốn không chỉ có là một cái có thể dễ như trở bàn tay, cùng cùng không ngừng tạo nên cao thủ bảo vật. Mà lại càng quan trọng hơn là ổn định, một cái ổn định giang hồ, một cái ổn định thiên hạ. Đây cũng chính là hắc y vệ vì sao đối món bảo vật này coi trọng như vậy, thậm chí 20 năm qua từ không đoạn tuyệt tìm kiếm. Chờ một chút. Rất nhanh, Thẩm Ngọc liền ý thức được vấn đề, ngay sau đó hỏi, "Nhưng đã đây là Lạc tinh cốc truyền thừa ngàn năm bảo vật, kia chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bọn họ liều mạng a?" À? "Tự nhiên không sợ, bởi vì Lạc tinh cốc đã không tại." "Không có ở đây." "Ngươi ý là, truyền thừa ngàn năm thế lực tiêu vong?" "Đúng vậy a, à, có được thất khiếu tinh thạch Lạc tinh cốc, vốn là khả năng một mực sừng sững không ngã." có thể thành cũng bởi vì nó, bại cũng bởi vì nó. Tự nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, Bách Lý Giang khắp khuôn mặt là cảm thán, lại tự như đang dễu cợt lấy cái gì đồng dạng. Cái này mập mạp, sắc mặt biến ảo cũng quá nhanh chút. Thẩm đại nhân có chút chỗ không biết, năm đó lạc tinh cốc thế nhưng là ra một cái thiên tài, kia là một cái chấn kinh thiên hạ, không, là hoành ép một thời đại thiên tài. Hoành ép một thời đại. Có như thế khoa trương A. Đối với Bách Lý Giang, thẩm ngọc cảm giác nghe một chút liền tốt, thật giống như người khác có tên hào đồng dạng, cái gì thiết quyền trấn gian năm loại hình, khoác lát thành phần chiếm đa số, cũng không thể thật tin. Thẩm đại nhân, người này ngút trời kỳ tài, không tại thẩm đại nhân phía dưới, lấy không đến 20 tuổi chi linh liền đã thành tựu đại tông sư, trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Sau đó, người này dần dần khiêu chiến trong cốc cao thủ, chờ đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã trở thành lạc tinh cốc thứ nhất cao thủ. Về sau người này ngay tại chưa từng ra tay, không người biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu một năm kia đúng lúc gặp lạc tinh cốc lão cốc chủ qua đời lạc tinh cốc đề cử mới cốc chủ người này không có chút nào ngoài ý muốn đạt được thất khiếu tinh thạch tán thành được đề cử vì mới cốc chủ nhưng cái này về sau thẩm đại nhân tuyệt đối nghĩ không ra hắn làm cái gì ồ bách lý giang nói như vậy thành công đưa tới chú ý của hắn giờ khác này tại thẩm ngọc trong đầu hiện ra tới là các loại não tàn tự dết lẫn nhau hoặc là thiếu niên nằm gai nếm mật dốc lòng báo thù các loại loại hình cố sự lạc tinh cốc nghiễm nhiên chính là cái kia tại các loại cố sự bên trong bị đánh ngã nhân vật phản diện thế lực lớn dạng này cố sự không hiểu cũng làm người ta có chút hưng phấn thẩm đại nhân vị này mới cốc chủ cự tuyệt tiếp nhận thất khiếu tinh thạch truyền thừa hắn cảm thấy bằng chính hắn thiên tư không được bao lâu đồng dạng có thể trở thành lịch đại mạnh nhất cốc chủ đây là tự tin của hắn kia là thuộc về thiên tài tự tin nhưng nếu muốn trở thành cốc chủ nhất định phải tiếp nhận truyền thừa đây là lạc tinh cốc ngàn năm không đổi quy củ cho nên hai người bọn họ tranh chấp chấp không hạ. Nói đến nơi này, Bách Lý Giang lắc đầu, trên mặt ý trào phúng càng thêm rõ ràng. Cuối cùng lạc tinh cốc người tại người này luyện công thời điểm, vụng trộm đem thất khiếu tinh thạch để vào. Lại về sau, nghe nói người này liền điên rồi. Điên rồi. Không sai, người này không chỉ có công lực tăng vọt, mà lại trở nên lục thân không nhận, đại khai sát giới, toàn bộ lạc tinh cốc không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, vết chóc kéo dài tốt mấy ngày, to như vậy lạc tinh cốc như vậy trên giang hồ xóa tên, thất hiếu tinh thạch cũng từ đó biến mất không thấy gì nữa. Liền cái này. Dạng này cố sự cũng không thoải mái, cũng không chập trùng, cái này nếu là viết thành cố sự hoàn toàn xoa bình. Toàn bộ liền thuộc về mình tìm đường chết, chẳng cách người khác. Lúc đầu hảo hảo một cái thiên tài, ép cùng thế hệ người trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên. Dạng này thiên tài, chỉ cần không phải nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau đó chính là thỏa thỏa một phương đại lão. Lại cố gắng một chút, nói không chừng có thể mang theo lạc tinh cốc nâng cao một bước. Dạng này tương lai đại lão, không tranh thủ thời gian ông đùi còn chờ cái gì đâu. Kết quả khiến cái này lão ngoan cố nhóm dừng lại tao thao tác, không chỉ có lạc tinh cốc không có bay lên, ngay cả ngàn năm gia nghiệp cũng theo đó tiêu tán. Chật chật, cũng khó trách bách lý giang như thế cảm thán. Một tay bài tốt đánh nát như, mình đem mình cho đồ chơi chết, lạc tinh cốc phen này thao tác đoán chừng làm cho cả giang hồ cũng vì đó chấn kinh không qua sông trên hồ mình nội bộ có mâu thuẫn nhiều, đem môn phái dày vào tan thành từng mảnh cũng không phải không có. Nhưng giống lạc tinh cốc chơi như vậy, đoán chừng thực tình không nhiều. Kia thất khiếu tinh thạch đâu, các ngươi là ở đâu phát hiện? Là tại đại khái hơn 20 năm trước, có một vị ngư dân tại đầm lầy sông bắt cá thời điểm, trong lúc vô tình mò được thất khiếu tinh thạch, này mới khiến món bảo vật này một lần nữa hiện thế. Tên này ngư dân không biết cái gì thất khiếu tinh thạch, chỉ cho là là phổ thông bảo thạch, liền đem tinh thạch bán nhập trong tiệm cầm đồ, vừa vặn nơi này là ta hắc y vệ một chỗ cứ điểm, cho nên liền bị cái này mai thất khiếu tinh thạch liền bị ta hắc y vệ bỏ vào trong túi. Sau đó, ta điện tiền ti triệu tập chung quanh tinh nhuệ nhất nhân thủ, phụ trách hộ vệ dạng này bảo vật vào kinh thành. Kết quả, liền phát sinh sự tình phía sau. Trong tay quạt xếp vừa thu lại, Bách Lý Giang trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, thất khiếu tinh thạch biến mất không thấy gì nữa, phụ trách hộ vệ tinh nhuệ cao thủ trừ một cái lâm nam sơn bên ngoài, đám người còn lại toàn bộ bị giết chuyện này chúng ta tra xét truy tra 20 năm, tuyệt không cho phép tái xuất sai. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Giang liền nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt sáng rực phản phất muốn đem hắn xuyên thấu, trong mắt lộ ra một cổ không hiểu uy nghiêm thần sắc. Bọn hắn được không dễ dàng thông qua dấu vết để lại, mới tìm được Lâm Nam Sơn chỗ. Nguyên Lai tưởng rằng tìm được hắn, đã tìm được thất khiếu tinh thạch, kết quả vừa tới nơi này, liền phát hiện Lâm Nam Sơn cả nhà bị giết, tất cả manh mối đều đoạn mất. Cũng may, hắn còn có một cái con riêng, mà lại cái này con riêng tự hồ sau con trai trưởng còn muốn thủ coi trọng. Bất quá đối với Lâm Phong, hắn chỉ có thể tin một điểm. Bất quá hắn nói cũng không phải không có đạo lý, hết thảy đều cần chậm rãi điều tra. Nhưng nếu là thật sự là nội bộ bọn họ có vấn đề, sự tình coi như phiền toái. Bọn hắn không chỉ cần phải phòng người khác, còn muốn phòng người một nhà, một cái không cẩn thận, toàn bộ nội bộ cũng có thể lòng người bàn hoàng. Có một số việc là thật tâm phỏng tay, không tốt tiếp a, à, Thẩm đại nhân, Lâm Phong ta cần mang đi ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần thẩm đại nhân gật đầu, vàng bạc châu báu, mỹ nhân quyền lợi, chúng ta đều có thể cho. Đại nhân, ta nguyện ý cùng bọn hắn trở về. Không đợi thẩm ngọc gật đầu, bên cạnh Lâm Phong liền đã xen vào nói nói, ngươi. Đại nhân. Cười khổ một tiếng, Lâm Phong có chút đắng chát chát nói, bây giờ ta đã bị để mắt tới, lúc nào cũng có thể bị giết. Đại nhân tuy mạnh, mà dù sao chỉ có một người. Chỉ có hắc y vệ bên trong, mới có thể hộ ta an toàn. huống chi, chuyện năm đó ta cũng muốn biết chân tướng. Cha ta gánh vác tội danh 20 năm, ta muốn cho hắn tẩy thoát tội danh, mời đại nhân thành toàn. Ngươi nghĩ rõ ràng, kia thế nhưng là hắc y vệ, mà lại là hắc y vệ bí ẩn nhất điện tiền Ti. Tiếng ở trong đó, bản quan có thể bảo vệ không được ngươi. Đại nhân, ta đã nghĩ rõ ràng. Khẳng định nhẹ gật đầu, Lâm Phong sau đó ngẩng đầu cười một tiếng, nói không chừng ngày sau gặp lại đại nhân thời điểm, ta cũng đã là hắc y vệ ngươi. Ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Chương 194. Suy đoán. Nguồn Mê audio.com hoàn toàn bình thường, thật là nhìn không ra đến a à. Lâm gia một trận đại hỏa liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới. Tại Bách Lý Giang mang theo Lâm Phong sau khi đi, hắn cái này hai ngày còn cố ý lật nhìn những năm này ghi chép, vụ án các loại, cuối cùng cái gì cũng không có tra được. Lâm gia Yên Vân Hãng buông vải, giữ khuôn phép trung thực kinh doanh, hoàn toàn nhìn không ra đến có vấn đề gì. Mặc dù chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng Thẩm Ngọc luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm dù sao Lâm Nam Sơn là tại Tùng Nam Phủ. Lâm Phong bị Bách Lý Giang mang đi, nhưng đến cùng có phải hay không rời đi Tùng Nam Phủ, Thẩm Ngọc cũng không phải rất rõ ràng. Những người này làm việc quá mức bí ẩn, nói rời đi thật chính là biến mất tại trước mắt, một điểm vết tích cũng không tìm tới, thật không hổ là chuyên nghiệp nhân tài. Chỉ là đối với Lâm Phong nói lời bên trong có mấy phần thật giả, liền không được biết rồi. Kỳ thật cái này hai ngày nghĩ kỹ lại, rất nhiều chuyện đều đáng giá cân nhắc. Lâm Nam Sơn tốt xấu đã từng là hắc y vệ tinh nhuệ, tự thân trình độ không thể nói. Huống chi hắn vốn là bị hắc y vệ điện tiền ti chỗ truy nã, điện tiền ti đáng sợ, không có người so với hắn càng rõ ràng. Dạng này bị truy nã bên trong người, hẳn là thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác bên trong. Dù hắn đã sống tạm 20 năm, nhưng cũng không nên đem hắn tính cảnh giác làm hao mòn thành dạng này. Nếu là có nguy hiểm, Lâm Nam Sơn hẳn là ngay lập tức liền phát giác, cũng kịp thời làm ra phản ứng mới đúng. Nhưng hiện thực lại là hắn bị giết không khỏi quá dễ dàng một chút chung quanh hàng xóm thậm chí đều không có phát hiện cái gì dị thương. Sự tình ra khác thường, cho nên cũng không thể không phòng, ai biết năm đó có phải là Lâm Nam Sơn mình đen ăn đen đâu. Vạn nhất cái này thất khiếu tinh thạch tại Lâm Nam Sơn trên tay, còn bị hắn dẫn tới Tùng Nam Phủ. Một khi tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ khiến gió tanh mưa máu. Hắc hỏa tộc bảo tàng đưa tới gần sống, thẩm ngọc là kiến thức qua, nhưng một lần kia dù sao không có dẫn tới quá nhiều đỉnh tim cao thủ đến đây. Dù sao cái gọi là bảo tàng chỉ là cái nghe đồn, không có được chứng thực, cũng không đáng đến bọn hắn không nể mặt đi đoạt. Đương nhiên nếu là bảo tàng thật tồn tại, bọn hắn nhất định không ngại xuất thủ. Kỳ thật chuyện này thẩm ngọc trong lòng cũng rất rõ ràng, chân chính tương đương hoàng tước những người kia, thế nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ đâu, nhưng thất khiếu tinh thạch không giống, đây là cái thật thấy được sợ lấy đồ vật. Nếu là những cái kia giang hồ lão tiền bối nhóm không nể mặt ra đến không cần, kia thẩm ngọc thật không biết mình đỉnh không chừng ở mà lại thẩm ngọc cũng hoàn toàn tin tưởng, vùng trộm điện tiền tiên người nhất định liền ẩn nút chung quanh chỉ dựa vào lâm phong há miệng liền muốn cho lâm nam sơn tẩy trắng đó là không có khả năng đại nhân đại nhân ngoài cửa truyền đến lương như nhạc thanh âm cũng làm cho thẩm ngọc từ trong nhà đi ra tò mò quan sát lương như nhạc thế nhưng là có cái gì phát hiện đại nhân ti chức cảm thấy chuyện này thật là có chút không đúng a à? đi đến thẩm ngọc bên người lương như nhạc đem chính mình suy đoán nói một chút sau đó mang theo thẩm ngọc đi tới phòng chứa thi thể nơi này nằm trên cơ bản đều là người lâm gia khi một đêm người lâm gia toàn bộ bị giết, ngay cả lão nhân hài tử đều không có bỏ qua. Động thủ người hẳn là tâm hung hăng cây, làm việc quả quyết hạng người. Nhất là lâm nam sơn thảm nhất, kia là bị người một kiếm bêu đầu, rơi vào cái thi thể tách rời hạ trang. Đại nhân ngài nhìn, đây là lâm nam sơn thi thể, mặc dù đã bị đốt không sai biệt lắm, nhưng là lờ mờ còn có thể phân biệt. Cái này có vấn đề gì, ta gặp qua hắn, thật sự là hắn chính là lâm nam sơn. Nhìn trước mắt thi thể, thẩm ngọc lắc đầu. Hắn có thể xác định, cái này nằm người không có dịch dung, tuyệt đối là lúc đầu diện mục. Là một dịch dung đại sư, điểm ấy tự tin và nhãn lực vẫn phải có. Đại nhân, vấn đề vừa vặn ngay tại nơi này. Lúc ấy tại lâm gia đại hỏa phía dưới, thi thể đều bị đốt thành dạng này, nhưng khuôn mặt lại còn có thể phân biệt, đại nhân liền không cảm thấy kỳ quái a. À. Cái này, bị lương như nhạc một nhắc nhở như vậy, còn giống như thật sự là như thế, nháy mắt để thẩm ngọc phát giác một chút không thích hợp địa phương. Hoàn toàn chính xác, theo đạo lý giảng, mặt mũi của hắn cũng hẳn là bị thiêu hủy mới đúng. Đương nhiên, cũng không bài trừ vừa vặn góc độ vừa vặn không có đốt tới khả năng. Không sai, thế nhưng là đại nhân, ngài nhìn nơi này. Đang khi nói chuyện, lương như nhạc trực tiếp vào tay, đem thi thể cho đảo lộn tới. Này trên thân người vết sẹo sâu đủ thấy xương, cái khác thật to nho nhỏ vết thương cũ cũng có mười mấy nơi nhiều. Chật nhìn đi lên, giống như thật sự là trải qua chém vết tinh nhuệ. Mà lại đại nhân ngươi lại nhìn hắn trên thân lưu lại khí tức, để người cảm giác hắn khi còn sống là một cái cao thủ, cho nên sau khi chết mới yên nguyên có một chút đáng sợ khí tức lưu lại. Căn cứ lương như nhạc, thẩm ngọc nhìn kỹ một chút, quả nhiên như hắn giảng như thế, hoàn toàn đối bên trên. Nhưng cái này không càng chứng minh, đối phương chính là Lâm Nam Sơn A, à, như nhạc, những này có cái gì không đúng A. À? Đương nhiên không đúng. Lắc đầu, lương như nhạc nhíu mày nói đến hắc y vệ nhất âm hiểu ẩn tàng, nhất là Lâm Nam Sơn dạng này người, theo đạo lý giảng, hắn hẳn là đem che giấu mình khắc vào xương mới đúng. Cho nên, hắn vết thương trên người sẹo hẳn là nghĩ biện pháp che lấp rơi mà lại tuyệt không thể để cho người nhìn ra hắn là cái cao thủ cho dù là chết rồi khí tức cũng nên là nội liễm cho nên ti chức hoài nghi người này một thân công lực sợ là dùng dược vật sinh sinh thúc đi lên đối phương cũng không phải không muốn nội liễm mà là không cách nào nội liễm chỉ có thể tận khả năng làm được tưởng tượng đem lâm nam sơn thi thể lật qua nhìn một chút sau đó lương như nhạc khẳng định nhẹ gật đầu lại nhìn về phía thẩm ngọc phương hướng Ti cảm thấy, Lâm Nam Sơn bị một kiện bêu đầu không phải ngoài ý muốn, mà là đối phương hẳn là cũng cân nhắc đến những này. Cho nên, đối phương cuối cùng liền dứt khoát trực tiếp đem bêu đầu, chỉ để lại có thể phân biệt bộ dáng đầu lâu, mà để đại hỏa thiêu hủy thi thể, lấy triệt để đem thi thể thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là bọn hắn nhìn tính vạn tính, nhưng không có nghĩ đến đại nhân thiên sương quyền, đúng là ngành sinh sinh tại một lát bên trong đem đại hỏa toàn bộ dập tắt. Lúc này mới, đem hết thảy đồ vật đều bảo lưu lại xuống tới. Ồ! nhíu mày, thẩm ngọc cũng không nghĩ tới trong này còn có nhiều đồ như vậy sau đó có chút nghi ngờ hỏi cho nên cho nên dựa theo ti chức suy đoán đây cũng là cái thế thân chân chính lâm nam sơn chỉ sợ là đào chi yêu yêu ti chức cảm thấy lâm nam sơn hẳn là từ một loại nào đó con đường biết được điện tiền tiên người muốn tới bắt hắn cho nên dứt khoát tự biên tự diễn dạng này tiết mục về sau lại lưu lại lâm phong cái này con riêng đến nhiễu loạn ánh mắt lấy thuận tiện chính hắn nhanh chóng thoát thân thế thân ngón tay nhẹ nhàng tại ván giường bên trên điểm một cái chiếu lương như nhạc trong lời nói ý tứ lâm nam sơn mới là đây hết thảy bố cục người cũng không đúng a à, lâm nam sơn thật có như vậy lòng dạ ác độc ngay cả mình người nhà đều có thể mắc cũng không nháy toàn giết chết người nhà đại nhân ngài cảm thấy những cái kia nhất định là người nhà của hắn a à, chưa hẳn a à. hoàn toàn chính xác chưa hẳn hít mắt lương như nhạc lời nói mặc dù không nói thấu nhưng thẩm ngọc là thật minh bạch lâm nam sơn lý thay mặt chọn cương tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ lâm gia yên vân hãng buông vải lúc này mới sống tạm đến nay nhưng nếu là nguyên chủ không có bị giết chỉ là một mực bị nuôi đâu chính là vì một ngày kia cái này thế thân có thể phát huy được tác dụng thay mình đi chết như đây hết thảy suy đoán đều là thật vậy cái này lâm nam sơn thật là liền khó lường là cái lão âm bất quá kỳ thật những chuyện này cũng cùng mình không có gì quá lớn quan hệ chỉ cần hắn không hòa hòa phổ thông bách tính thẩm ngọc quản hắn sống hay chết đâu nhưng nếu là đối phương tại tùng nam phủ nhất lên gió tanh mưa máu vậy hắn liền không thể không rút kiếm dạng này người nhất là tự tư vì tự vệ vì bản thân chi tư nhưng mà cái gì đều làm được cho nên tốt nhất biện pháp kỳ thật vẫn là không thể lưu chương 195 phá cảnh nguồn mê truyện audio com kèn két cơ quan xúc động thanh âm lập tức truyền đến để cách đó không xa thẩm ngọc mảnh kinh lập tức hướng bên này chạy như bay đến cơ quan này mở ra thanh âm là bắt nguồn từ khố phòng, theo đạo lý giảng, nơi đó chỗ tồn đồ vật cũng không trân quý, cũng không về phần để người vùng trọng xâm nhập. Duy nhất khả năng làm cho người mơ ước, cũng chỉ có gần nhất mới cất giữ trong kia, những cái kia từ lâm gia tìm ra đồ vật, có người đoán chừng là muốn từ bên trong tìm tới thứ gì. Trong khố phòng thẩm ngọc bố trí cơ quan kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng thắng ở bí ẩn, chủ yếu tác dụng vẫn là cảnh báo làm chủ. Chỉ cần đối phương chạm đến trong khố phòng đồ vật, liền sẽ dẫn phát liên tiếp tiếng vang, từ đó để người lập tức phát giác giờ phút này khố phòng mấy cái người áo đen đang đối mặt nhìn nhau bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới liền cái này phá địa phương còn có thể có cơ quan tại vừa vặn chân trước bọn hắn vừa đem đồ vật cẩn thận cầm lên chân sau chung quanh liền vang lên cơ quan liên động thanh âm thanh âm rất lớn mà lại truyền đi rất xa không được bao lâu liền sẽ có người chạy tới cái này cũng không khỏi quá phát rồ chút ít vậy mà tại nơi này đều thiết trí cơ quan hơn nữa còn là như thế ẩn nấp khiến người ta khó mà phòng bị cái này cần là cỡ nào âm hiểm cỡ nào không có cảm giác an toàn người mới có thể như thế phòng người. Đi. Trong nháy mắt, mấy người liền làm ra lựa chọn, lập tức liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là ngay tại cái này thời điểm, chung quanh cửa phòng, chỗ cửa sổ đều có thật dày thép tắm rơi xuống, lập tức liền phong bế đường đi của hắn. Không được. Tình huống như vậy để mấy cái người áo đen sắc mặt đại biến, một người trong đó dưới tình thế cấp bách trực tiếp hướng về phía trước vung ra một chưởng, một chưởng này lại căn bản không có đem thép tắm xuyên thấu, chỉ là lưu lại một đạo không cạn không sâu chưởng ấn, sau đó người này cải biến huy chưởng phương hướng, một chưởng đánh vào bên cạnh trên vách tường. nháy mắt, tường thật dày trên vách liền lưu lại một đạo cực sâu chưởng ấn, bất quá vách tường cũng không có vỡ vụn. tránh ra, nương môn chít chít, chưa ăn cơm à? đẩy ra người kia, một tay cầm đại đao rõ ràng có chút hung hãn cường tráng người áo đen trực tiếp tiến lên đi hai bước. đao, cứ như vậy nằm ngang ở chính hắn trước người, chậm rãi dơ lên, chậm rãi tụ lực. cuối cùng, bỗng nhiên dùng sức vung xuống chỉ một thoáng đao khí xẹt qua thật dài đường công, vừa vặn bổ vào vừa vặn viên kia trưởng ấn bên trên, nháy mắt liền đánh ra một cái khe. Không gì hơn cái này mà thôi. Một tia cười khẽ nổi lên khuôn mặt, sau đó người này không ngừng cố gắng, liên tiếp mấy cái, trực tiếp đem khố phòng trên vách tường bổ ra một cái thật to lỗ hổng, đủ để dung nạp bọn hắn nhanh chóng thông qua. Bụi đất nổi lên bốn phía bay lên, lại khó nén bọn hắn lúc này trên mặt đắc ý. Chỉ là lắp kính tương tự như giữ bọn họ lại, sợ không phải đang suy nghĩ cái rắm ăn. Bất quá, không đợi bọn hắn trên mặt đắc ý tiếp tục bao lâu, liền triệt để ngưng kết tại trên mặt. Bụi đất tản mát, lộ ra ngoài cửa hang vậy theo hiếm có thể thấy được thân ảnh mơ hồ, ngay tại cầm kiếm mà đứng. Bộ dáng kia, giống như là tại nơi này chuyên môn chờ bọn hắn đưa tới cửa đồng dạng. Tùng Nam phủ tri phủ, cầm kiếm song tuyệt, thẩm nọc. Rất nhanh phân biệt ra được đạo thân ảnh này, mấy cái người áo đen tự lầm bầm thanh âm bên trong, lộ ra một chút lạnh mình. Người tên, cây có bóng, đối phương có thể trong thời gian thật ngắn xông ra lớn như thế danh hiệu, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, là dẫm lên bao nhiêu người máu tươi cùng hài cốt bên trên vị. Nguyên lai cơ quan này lớn nhất công hiệu không phải là vì đem bọn hắn vây khốn, mà là phát ra âm thanh giao người. Chỉ cần cái này tiểu tri phủ vừa đến, nhưng so sánh cái gì cơ quan đều dễ dùng. Sợ cái gì, dù sao đều là giống nhau kết quả. Ta liền không tin, hắn thật có mạnh như vậy giơ lên đao trong tay, vừa vặn cầm đao vung chặt người lại lần nữa nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về phía thẩm ngọc. Đao phong gào thét, phản phất vọt tới vô tận sát cơ. Vụt. Tại đối phương đao sắp đến gần thời điểm, thẩm ngọc trốt cục xuất kiếm. Một kiếm này, nhanh như lôi đình, mảnh như liệt hỏa, sáng lạng như pháo hoa, để người khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đối mặt một kiếm này, người đối diện ngay cả dãy dụ đều làm không được, tự liền người đeo đao cùng nhau bị đánh đoạn toàn bộ quá trình thuận lợi, liền phản phất tại các đậu hũ bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Ta còn tưởng rằng là cái cao thủ, không nghĩ tới chính là cái củi mục. Thế nào, các ngươi ai muốn bên trên? Nhẹ tay nhẹ khoát lên trên chui kiếm, hàm ẩn sát ý ánh mắt đảo qua mỗi người. Đã các ngươi nhiệt tình như vậy ngàn dặm tặng đầu người, vậy bản quan liền không khách khí nhận. Bất quá không đợi thẩm ngọc động thủ, người đối diện liền từng cái sắc mặt tím đen nhanh chóng đổ xuống. Lại là uống thuốc độc tự sát, những người này rốt cuộc là ai? Nguyên bản, Thẩm Ngọc còn muốn lấy bắt lấy hai cái người sống. Chỉ cần người sống, luôn có thể có biện pháp để hắn mở miệng. Nhưng chưa từng nghĩ những người này làm việc như vậy quả quyết. Thấy tình huống không đúng, những người này căn bản sẽ không cho người khác bắt sống cơ hội, mà là lựa chọn trực tiếp nuốt kiến huyết phong hầu kịch độc. Dạng này tử sĩ, cũng không phải bình thường gia đình có thể có, càng sẽ không tùy tiện phái ra. Trừ phi lâm gia những vật này, có bọn hắn chỗ đặc biệt quan tâm cùng cần. Có ý tứ, xem ra lâm gia cái này chồng phế phẩm bên trong vẫn là có chút đồ tốt, bất quá tiền đồ trước đó không vội. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được 50 năm nội lực. 50 năm nội lực, đại tông sư chi cảnh liền tại tối nay. Hít sâu một hơi, thẩm nọc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một thân lực lượng đã trèo đến cực hạn. Nhưng đến tối đỉnh phong về sau khí thế của mình lại khó tăng lên nửa phần, liền phản phất gặp một loại nào đó ngăn trở. Mặc dù chỉ là cách xa một bước, lại phản phất lạch trời khó mà vượt qua, để người thật sâu ngạc thở. Hắn tại trạng thái này cũng có một đoạn thời gian, liền chênh lệch kia lâm môn một cước. Bây giờ, một cước này đến rồi. 50 năm nội lực điên cuồng rót vào, liền giống như tại trong nháy mắt rót vào một tệ thuốc trợ tim, khiến thẩm ngọc kia trì trệ không tiến công lực lại lần nữa tiêu thăng. Trong cơ thể hắn phượng huyết, cũng tại cái này một cổ bỗng nhiên bạo tăng lực lượng bên trong, không ngừng cùng huyết mạch trong cơ thể va chạm tương dung, lấy cực nhanh tốc độ bị hấp thu giờ khắc này thẩm ngọc cảm giác phản phất thân thể của mình mỗi một chỗ đều tại chịu đựng rèn luyện đến cái này một bước đối thân thể khai phát gần như đến cực hạn mỗi một khối cơ bắp mỗi một nhanh xương cốt đều tại trải qua thiên truy bách luyện các vị trí cơ thể tạp chất cũng theo chân khí phun ra nuốt vào bị bài xuất bên ngoài cơ thể cho hắn dán lên thật dày một tầng trong nháy mắt thẩm ngọc toàn thân khí thế liền tăng mạnh giống như vạn mã bôn đằng thế không thể đỡ nhất cổ tác khí ở giữa khi bình chướng vô hình phản phất đang cổ lực lượng này phía dưới đều vỡ vụn. Trong lúc nhất thời phong vân khuấy động, nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời trong chốc lát biến sắc, cùng phong đột khởi, lấy thẩm ngọc làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Có cây chập chờn, tiếng gió vung vút không dứt bên tai. Liền phản phất tại thời khắc này, chung quanh nên đón cùng phong mưa rào, kinh đào hải lãng. Một luồng khí tức đáng sợ, bay thẳng mây xanh, phản phất có từng đạo kim quang vẫy xuống, khiến hết thảy tất cả sinh mệnh đều rung lẩy bẩy đại tông sư, đây chính là đại tông sư chi cảnh A. Bỗng nhiên tránh ra con mắt, cảm thụ được đục trên thân hạ truyền đến lực lượng cường đại, thẩm ngọc khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười khẽ. Thân cùng thiên địa tương hợp, vạn vật cùng ta cùng tồn tại, một hít một thở đều phản phất ẩn chứa huyền diệu quy luật, trong lúc giơ tay nhất chân không phản phất có uy năng lớn lao, đây chính là đại tông sư. Nhất là kia thể nội chân khí, càng là như ung dương đại hải vô cùng vô tận, tựa như vĩnh viễn không khô kiệt. Giờ khắc này, có mấy người tự hồ cảm thấy kia phong vân biến ảo bầu trời động tác trên tay trì trệ không tự chủ được đồng thời hướng bên này nhìn lại đại tông sư tân tấn đại tông sư có thể có như thế dị tượng người này tuyệt đối bất phàm cái kia phương hướng hẳn là phủ nha phương hướng đi là tùng nam phủ tri phủ thẩm ngọc không nghĩ tới trước đó hắn lại không phải đại tông sư mà lại vừa vào này cảnh liền có thể có như thế dị tượng quả thật là kỳ tại ngút trời người trẻ tuổi kia khó lường a à. tay cầm tại trên chui kiếm thẩm ngọc hít sâu một hơi nhưng cuối cùng không có rút ra trong tay kiếm thử một chút uy lực như thế nào lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác mình cường đại nếu là xuất kiếm thậm chí có thế mạnh hơn trước đó mấy lần chung quanh đều là nhà mình địa bàn nhưng không nhìn được một kiếm làm hỏng rất đáng tiếc liền đợi đến có tới cửa khiêu chiến còn có thể để hắn buông ra chút tay chân chương 196 chúng ta không nói tình cảm nguồn mê truyện audio com Lâm gia lưu lại vật phẩm bên trong đến tột cùng có cái gì đặc thù. Tại thu nạp một thân khí thế về sau, Thẩm Ngọc liền đem tâm tư lại đặt ở trong khố phòng, chủ yếu là nhìn hướng về phía Lâm gia vật phẩm. Những này tử sĩ không có khả năng vô duyên vô cớ tới, Lâm gia đồ vật tám thành chính là mục tiêu của bọn họ. Mà Lâm gia có thế có đồ vật gì, làm cho người ta ngấp nghé đâu. Tại Thẩm Ngọc trong lòng, kỳ thật đối với cái này đã có một chút suy đoán, nhưng là không phải thật sự còn có đợi nghiệm chứng tay hướng về phía trước có chút duỗi ra, thuộc về lâm gia vật phẩm bị một cổ cự lực kéo tới nửa không trung, liền như thế lẳng lặng phiêu phụ ở trước mắt. Sau đó vô số kiếm khí lấy thẩm ngọc làm trung tâm bay vụt, tất cả mọi thứ đều tại kiếm khí phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Vàng bạc châu báu, đồ chơi văn hóa tranh chữ, tại trong nháy mắt đều thành một đống rác rưởi. Bất quá những này cũng không đáng tiền gì, nát cũng liền nát, không có gì tốt đau lòng. Lâm gia chỉ là mở hạng buôn vải, cũng không phải mở hầm phiếu hào, thân gia rất có hạn. Ông vô số kiếm khí quét ngang vô số châu báu, lại tại một khối trăm vàng trước mặt phản phất như gặp phải khó mà chống cự đồ vật, nháy mắt vỡ vụn. Trăm vàng phía trên một cổ sức mạnh đáng sợ xuất hiện, chui này trăm vàng tại cổ lực lượng này phía dưới vỡ vụn như là các mịn bình thường, chỉ có trăm vàng bên trên khảm nạm bảo thạch nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Bảo thạch màu đỏ thắm sát ngoài vỡ vụn, lộ ra bên trong như hồng ngọc ống ánh sáng long lanh nội hạch, tươi đẹp kỳ mục, trong đó phản phất ẩn chứa hoạt bát sinh mệnh lực đồng dạng. Trong này lực lượng to lớn, bàn bạc, phản phất biến cả bình thường vô biên vô tận, nhìn không thấy cuối. Đứng tại khối này ngọc thạch trước người, như ngưỡng mộ cao vạn trượng núi bình thường, để người không tự chủ được cảm thán mình nhỏ bé, từ đấy lòng sinh ra một cổ không hiểu kính sợ. Mặc dù lúc này thẩm ngọc trên giang hồ đã coi như là một phương cao thủ, nhưng ở lực lượng như vậy hạ, vẫn là lộ ra tương đương nhỏ yếu. Cổ lực lượng này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh bảo thạch bên trên quang mang tiêu tán, bảo thạch rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này chẳng lẽ chính là thất khiếu tinh thạch? đi lên trước, đem bảo thạch giữ tại trong tay, thẩm ngọc tả hữu tường tận xem xét tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn cho rằng cái gọi là thất khiếu tinh thạch, làm gì cũng là to bằng miệng chén, kém nhất cũng phải có trẻ sơ sinh to bằng nắm đấm đi. Kết quả hắn hiện tại cầm trong tay cái này, chỉ có nho kích cỡ tương đương. Nói không phải vừa vặn thứ này thả ra lực lượng như thế to lớn, thật rất khó đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Sau một khắc, Thẩm Ngọc đột nhiên cảm giác như có một dòng nước nóng từ trong bảo thạch tràn vào trong thân thể, lại nhanh chóng rụt trở về mà về sau, thất khiếu tinh thạch đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, so trước đó còn chói mắt hơn gấp 10. Huy hoàng mà ống ánh, liền phản phất mặt trời bình thường, để người không dám nhìn thẳng. Cho dù chung quanh tia sáng sáng tỏ, cũng vẫn như cũ cái này ngăn không được cái này hào quang chói sáng. Hết thảy chung quanh tại đạo tia sáng này phía dưới, đều chiếu rọi có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải chỗ hắn tại khố phòng bên trong, chung quanh cửa sổ cùng đại môn đều bị thật dậy tắm sát phong lao, chỉ sợ đạo tia sáng này nhất định sẽ chiếu hướng ra phía ngoài, đâm trách bầu trời, một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, thậm chí tự như từ trong bảo thạch hiện ra một cổ không hiểu thanh âm, phản phất đang thuần thuần hướng dẫn lấy thẩm ngọc đi thu nạp trong đó lực lượng. Mà lại hắn thậm chí có một loại áo giác, chỉ cần mình nguyện ý, bên trong lực lượng rất tùy tiện liền có thể bị mình hấp thu. Không thể không nói, giờ khắc này tâm hắn động, nhưng là những thứ không biết tại không có xác định là không phải thật sự vạn vô nhất thất trước đó, thẩm ngọc cũng không dám tùy tiện nếm thử chỉ có không tham lam, cậu lấy mới có thể đi được xa, lòng tham không được. Vạn nhất cái này cảm giác chỉ là áo giác của hắn đâu, như thế lực lượng cường đại phản về phía dưới, hắn nhưng chưa hẳn có thể chịu đựng được. Bất quá, Thẩm Ngọc vẫn là đắc ý đem đồ vật nhét vào đều bên trong. Hoặc là nói vận khí tốt đâu, nằm cũng có cái gì mình bay đến trong miệng tới. Không thể không nói, Lâm Nam Sơn quả nhiên là can đảm cẩn trọng, vậy mà lại tướng tinh thạch đặt ở như thế dễ thấy nhưng lại vừa vặn không sẽ chọc cho người hoài nghi địa phương. Ai có thể nghĩ đến người người tranh đoạt thất khiếu tinh thạch, sẽ giấu ở một cây phổ phổ thông thông trăm vàng bên trong. Nếu là thẩm ngọc nhớ kỹ không sai, căn này trăm vàng có lẽ còn là lâm gia chủ mẫu trên đầu mang cái kia. Bất quá, bởi vậy xem ra lâm phong nói tất cả đều là giả, hắn phụ thân căn bản không phải bị oan uổng, không phải bọn hắn năm đó áp giải thất hiếu tinh thạch làm sao lại rơi vào hắn trong tay. Năm đó, hắn tất nhiên là động tâm tư, cho nên mới lên sát tâm, tàn sát tất cả tùy hành động bạn, đem thất hiếu tinh thạch chiếm làm của riêng. Chỉ cần thu nạp bên trong lực lượng, trong thời gian ngắn liền có thể trở thành thiên hạ đỉnh tim cao thủ. Dạng này cho dù là điện tiền ti tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, thất khiếu tinh thạch cũng không phải ai cũng tán thành. Bằng không, lạc tinh cốc cũng sẽ không có chỉ cần có thể đạt được thất khiếu tinh thạch tán thành, liền có thể trở thành tân nhiệm cốc chủ quy cũ. Chính là bởi vì muốn lấy được thất khiếu tinh thạch tán thành cần thiết người cực kỳ hạ khắc, lạc tinh cốc mới không cách nào tự quyết đề cử cốc chủ bằng không, bọn hắn cần gì phải phiền toái như vậy, thậm chí liền thế lực đối địch người đều dám tôn làm cốc chủ. Mà Lâm Nam Sơn vì thất hiếu tinh thạch mà phản bội điện tiền ti, kết quả phát hiện kết quả là công giả tràng, cái gì cũng không có được. Có thể tưởng tượng lúc ấy hắn tâm, nhất định là oa lạnh oa lạnh. Bất quá căn này trăm vàng đã xuất hiện tại nơi này, nói cách khác, Lâm Nam Sơn cũng không phải là mình đi. Như hắn thật sự là ve sầu thoát xác, mình vùng trộm chạy đi, tuyệt không có khả năng đem đồ vật rơi xuống. Đại nhân, đại nhân liền ở thời điểm này, Lương Như Nhạc vội vàng mà đến, tại phía sau hắn còn có trước đó tới qua Bách Lý Giang. Vừa nhìn thấy hắn, Thẩm Ngọc liền có một loại muốn tránh một chút cảm giác. Liền biết những người này nhất định không có rời đi tụng Nam Phủ, mà lại bọn hắn không xuất hiện thì cũng thôi đi, xuất hiện nhất định có việc. Những chuyện này, vẫn là không lẫn vào tốt, phiền phức rất. Vừa thấy mặt, Bách Lý Giang liền cười tủng tỉm chắp tay nói, Thẩm Đại Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đừng, bản quan quan nhỏ, không chịu nổi. Bản quan nơi này cũng rất bận, nếu là không có việc gì bản quan liền không chiêu đãi chờ một chút thẩm đại nhân ta lần này tới là có việc muốn nhờ điện tiền ti điều số lớn tinh nhuệ hộ tống thất khiếu tinh thạch thượng kinh ta nghĩ mời thẩm đại nhân có thể trong bóng tối tùy hành hộ vệ một hai các ngươi tìm tới thất khiếu tinh thạch cái này một chút để thẩm ngọc có chút mộng không đúng bọn hắn tìm tới thất khiếu tinh thạch vậy mình trong tay là cái gì hàng giả phản phẩm mặc dù trong lòng có chút lộn xộn, nhưng Thẩm Ngọc trên mặt nhẹ như mây gió lắc đầu, không tốt ý tứ, không hứng thú. Thẩm đại nhân, thực không dám giấu giếm, chúng ta hộ tống thất khiếu tinh thạch là giả. Chuyện này chỉ có số rất ít người biết, đây chỉ là một tuần kịch mà thôi, vì bắt được chân chính phía sau màn hắc thủ. Chúng ta cần một cái cao thủ, một cái chân chính cao thủ tọa trấn, nhưng từ trong kinh điều đã tới đã không kịp. À, nhưng cái này có quan hệ gì tới ta? Bản quan nơi này còn có chuyện quan trọng phải xử lý, người tới, tiễn khách nói đùa, đây không phải nghĩ kéo hắn xuống nước a, à, nghĩ hay lắm. Mình ở nhà thảnh thơi thảnh thơi, cần gì phải lội các ngươi kia vũng nước đục, chờ một chút, thẩm đại nhân, ta biết thẩm đại nhân không thích tiền tài mỹ nhân, quyền lực địa vị. Ta thích, ta rất tục. Trên mặt mặc dù không có chút trung động nào, nhưng thẩm ngọc trong lòng lại là ngon ngoe muốn động. Cái đồ chơi này ai không thích, nhưng có nhiều thứ hắn cầm phỏng tay, vẫn là không cần lên tham niệm tốt, Bất quá chúng ta điện tiền ti trong lúc vô tình tra được một cái có quan hệ thẩm đại nhân tin tức, thẩm đại nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thẩm đại nhân giết thiên huyết giáo giáo chủ, còn lại giáo chúng cơ hồ điên cuồng. Bọn hắn cộng đồng quyết định ai có thể giết được thẩm đại nhân, người đó là tân nhiệm thiên huyết giáo giáo chủ. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía thẩm ngọc, bách lý giang quơ quơ trong tay quạt xếp, chậm rãi nói, mà lại, theo ta điện tiền ti điều tra, bọn hắn ngay tại mưu đồ một trận đại sự, mục tiêu trực chỉ thẩm đại nhân ngươi. Một khi bọn hắn thành công, không chỉ có thẩm đại nhân có nguy hiểm cái này toàn thành bách tính cũng sẽ có nguy hiểm đây coi như là giao dịch a vâng nhà gật đầu bách lý giang thu hồi nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng ngươi đàm giao dịch mới có khả năng hợp tác cùng ngươi đàm giao tình giữa chúng ta có cái trắm giao tình đừng đến thời điểm tình báo tốn không ngươi còn chưa tới hỗ trợ kia không gà bay trứng vỡ sao cho nên chúng ta không nói tình cảm chỉ nói giao dịch điện tiền ti cũng là người của triều đình chuyện trọng yếu như vậy các ngươi không nên sớm nói cho bản quan a à. bản quan nguy không nguy hiểm ngược lại chỉ là phụ cái này một thành bách tính các ngươi cũng dám để qua một bên không để ý thẩm đại nhân hiện tại ta tự thân khó đảm bảo làm sao bảo đảm người khác chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nhìn thẩm đại nhân thông cảm tốt tốt rất nhìn chầm chầm đối phương một chút thẩm ngọc lạnh lùng nói cái này giao dịch bản quan đồng ý bất quá còn muốn thêm một cái điều kiện đó chính là thiên huyết giáo sự tình điện tiền tiên nhất định phải toàn lực tương trợ còn có, sớm nói xong, nếu là gặp bản quan cũng không giải quyết được đối thủ, ta cũng sẽ không cùng chết. Thẩm đại nhân yên tâm, chỉ cần thẩm đại nhân đồng ý, tình báo chúng ta hai tay dâng lên, mà lại thế tất toàn lực tương trợ. Nếu là thật sự gặp được khiến thẩm đại nhân cũng nhức đầu cao thủ, thẩm đại nhân tự vệ cũng là tình lý bên trong, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều nhận. Chương 197 chênh lệch thời gian không nhiều lắm Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm đại nhân, chính là nơi này, đây chính là chúng ta tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Tại giao dịch sơ bộ đạt thành về sau, Bách Lý Giang trực tiếp mang theo Thẩm Ngọc đi tới một chỗ bí ẩn trạch trong vườn, mấy đạo cải lộn thanh âm từ bên trong truyền ra. Ai có thể giết Thẩm Ngọc, người đó là chúng ta Thiên Huyết giáo tân nhiệm giáo chủ, đây là chúng ta trước đó liền quyết định. Mặc kệ như thế nào, người này nhất định phải giết, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cái rắm, các ngươi chẳng lẽ không biết mấy vị khác trưởng lão đã liên hợp đến cùng một chỗ? đang chuẩn bị xử lý một kiện đại sự a, một khi để bọn hắn hoàn thành, nói không chừng giáo chủ chi vị liền bị bọn hắn cướp đi. Quả nhiên là thiên huyết giáo người. Chỉ là ở bên ngoài thoáng nghe một chút, Thẩm Ngọc liền đã đoán được thân phận của đối phương. Chỉ cần giết mình liền có thể trở thành thiên huyết giáo giáo chủ, là ai cho bọn hắn tự tin. Mà lại nghe bên trong những người này trong lời nói ý tứ, chỗ này cứ điểm người, rõ ràng không biết những người khác tính toán vạch kia một trận đại sự đến tột cùng là cái gì cái này chết mập mạp tâm nhãn rất xấu, mang mình tới chỗ này thiên huyết giáo cứ điểm, rõ ràng là hướng hắn khoe khoang một chút thực lực. Đây chính là tại nói cho hắn biết, chỉ cần bọn hắn điện tiền tiên nguyện ý, tùy thời đều có thể đem thiên huyết giáo người một mẻ hốt gọn. Nhưng chỗ này cứ điểm người hết lần này tới lần khác đối thiên huyết giáo mưu đồ hoàn toàn không biết gì cả, cái này chết mập mạp đơn giản là muốn dùng chuyện này treo hắn, sợ hắn nửa đường không bỏ gánh không làm. Thu thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy bách lý gian người coi như có thể đâu, phi, cá mè một lứa. Thẩm đại nhân, lễ vật này không biết Thẩm đại nhân còn hài lòng. Hài lòng, nếu là thiên huyết giáo trưởng lão càng nhiều một chút, bản quan sẽ càng hài lòng. Một điểm sắc mặt tốt không cho, Thẩm Ngọc trực tiếp rút kiếm đẩy cửa vào. Mặc dù không có đạt được mình nhất muốn, nhưng xử lý những người này có thể được không một lần đánh dấu cơ hội, cái này cũng không tính đi không. Đại môn bị thô bạo mở ra, người ở bên trong lập tức giật mình, nhao nhao giận không kềm được nhìn lại. Đồng thời, sở hữu người theo bản năng nắm lên riêng phần mình vũ khí một cổ nhàn nhạt sát khí bắt đầu hiện lên. Vô luận hôm nay xông tới chính là ai, đều tuyệt không thể lưu. Ngươi là ai? Chờ một chút, đây là. Trong những người này tự hồ có người từng thấy thẩm nọc, cho nên khi hắn vừa mới tiến tới thời điểm, liền lập tức có người kinh hô, đây là tùng nam phủ tri phủ thẩm nọc. Cái gì, là hắn? Khi biết được người đến là ai về sau, bên trong thiên huyết giáo đệ tử lập tức dọa đến thở mạnh cũng không dám, vừa vặn ngang tàn đã sớm biến mất không còn tâm tích nói đùa, cái này thế nhưng là đem bọn hắn giáo chủ đều xử lý tồn tại. Chỉ bằng bọn hắn những người này, đánh một chút miệng pháo còn có thể, nhưng thật muốn động thủ, sợ là ngay cả để người rút kiếm tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời, sở hữu người nghĩ không phải làm sao đối mặt, lại là không hẹn mà cùng nghĩ đến làm sao đào tẩu. Một hai ba. Tám người, cũng xem là không tệ. Nhẹ gật đầu, thẩm ngọc tay cầm tại trên chui kiếm. Trước mặt hắn mấy người này, võ công cũng không tính là yếu, hẳn là ít nhất cũng là thiên huyết giáo trung tầng cầm đầu một vị lão giả càng là tông sư cảnh cao thủ hẳn là thiên huyết giáo trưởng lão nghĩ đến chỗ này cứ điểm chính là vị này thiên huyết giáo trưởng lão cùng mình dòng chính thủ hạ chuyện thương lượng địa phương tám vị cao thủ đại thu hoạch a không được khi nhìn đến thẩm ngọc muốn rút kiếm động tác về sau mấy người này nháy mắt quá sợ hãi gần như đồng thời lựa chọn quay người chạy trốn cho dù là vị kia tông sư cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ trên thực tế tại thẩm ngọc xuất hiện một khắc này lão giả này liền đã bắt đầu lặng lẽ lui lại để cho mình thủ hạ đè vào phía trước nhất không có biện pháp khi đối diện người trẻ tuổi này xuất hiện tại trước mặt thời điểm cho người cảm giác liền giống như người thường bình thường 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 không có gì lạ nhìn không ra một điểm cao thủ đặc thù chật nhìn đi lên đục trên thân hạ đều là sơ hở thế nhưng là cẩn thận quan sát sau lại phát hiện mỗi một chỗ sơ hở cũng có thể là cạm bẫy dạng này kỳ quái cảm giác hắn đã từng chỉ ở giáo chủ trên thân được chứng kiến hắn nhưng quá rõ ràng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt này không thể địch lại gặp được dạng này đối thủ, trừ đem hết toàn lực chạy bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chạy. Chạy trốn được a à? Nhìn xem hướng khác biệt phương hướng đào tẩu người, thẩm ngọc chỉ là có chút cười một tiếng, giết các ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Rút kiếm, thu kiếm, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, bình thường cao thủ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia tàn ảnh, thậm chí nếu là nhãn lực không mạnh đều không nhìn thấy kia rút kiếm động tác. Kinh khủng kiếm khí lập tức giáng lâm, phản phất càng quét hết thảy, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong trong chốc lát nguyên bản chạy bên trong mấy người triệt để từ nửa không trung té xuống tới máu tươi tiêu xạ vẫy xuống bọn hắn thân thể cũng bởi vì quán tính lao ra thật xa mới hung hăng ném xuống đất một kiếm tám vị cao thủ toàn quân bị diệt ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có sau đó thẩm ngọc nhìn cũng không nhìn trực tiếp trời đi cho dù hắn còn không có nhập đại tông sư thời điểm những người này ở đây dưới kiếm của hắn cũng không có khả năng sống sót đến hắn có cái này tự tin hệ thống đánh dấu đánh dấu thành công thu hoạch được huyễn cảnh chi thuật hoa trong gương, trăng trong nước. Hoa trong gương, trăng trong nước. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên thêm ra tin tức, để Thẩm Ngọc không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, hắn lần này đánh dấu đạt được huyễn thuật rất tốt rất cường đại. Cái này đã không thể xưng là huyễn thuật, mà hẳn là xưng là huyển cảnh. Trong chốc lát liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa chế tạo gần như hiện thực bản huyển cảnh, để người hoàn toàn phân không rõ hư ảo cùng hiện thực, chính là về phần trầm mê trong đó mà không biết. Ảnh hưởng phạm vi cùng cường độ, ở chỗ thi thuật giả công lực cảnh giới. Lấy thẩm ngọc hiện tại cảnh giới cùng lực lượng tinh thần, huyễn cảnh bao phủ phương viên ngàn mét cũng không thành vấn đề. Dùng tốt, tuyệt đối là cái đại sát khí. Nếu là hữu tâm tính vô tâm, dạng này huyễn thuật đủ để cho người chết vô thanh vô tức. Cho dù là đối phương có chỗ phòng bị, đối mặt dạng này phản phất giống như chân thực huyễn cảnh, cũng vẫn là khó lòng phòng bị. Thẩm đại nhân, chúng ta tiểu lễ vật đã đưa đến, đón lấy đến liền nên ngươi đưa ta nhóm đoạn đường. Thẩm đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, những này thiên huyết giáo người chúng ta điện tiền ti bao hết. Mặc cho bọn hắn có muôn vàng thủ đoạn, tại ta điện tiền ti trước mặt cũng bất quá như vậy, muốn diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tự tin như vậy. Từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, thẩm ngọc thuận miệng trả lời một câu, vậy vạn nhất ta bên này rời đi thời điểm, thiên huyết giáo người vừa vặn liền muốn hành động đâu. Chẳng phải là không người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Cái này thẩm đại nhân yên tâm, nơi này có chúng ta người nhìn chầm chầm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm nếu là ra nửa điểm sơ xuất, mạng của chúng ta toàn bồi thường cho ngươi. Vỗ bộ ngực, Bách Lý Giang lớn tiếng hướng thẩm ngọc cam đoan, liền chênh lệch cho hắn theo cái huyết thủ ấn. Đầu năm nay cầu người làm việc, là thật không dễ dàng a, à, nói hết lời, cuối cùng là đem thẩm ngọc cho ổn định. Rất nhanh, điện tiền ti tinh nhuệ đội ngũ liền tề tựu, bắt đầu hướng về kinh thành phương hướng đi đến. Mà thẩm ngọc cùng Bách Lý Giang thì là ở phía sau, âm thầm vụng trộm đi theo. Liên tiếp đi hai ngày, cái này cùng nhau đi tới tự hồ cũng không có vấn đề gì, tự như Bách Lý Giang lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bất quá, hai người trải qua hai ngày này đi đường, ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Thẩm Đại Nhân, uống một hớp rượu đi. Vừa đi, Bách Lý Giang một bên hướng Thẩm Ngọc ném đi một cái hồ lô rượu tới. Mở ra cái nắp, một cổ mê người mùi rượu bay ra, chỉ là hương rượu này là đủ chứng minh rượu này có giá trị không nhỏ. Thật không hổ là điện tiền tiên người, có tiền. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Thẩm Ngọc trên thân đeo tỷ độc Ngọc Châu bên trên sáng lên chói mắt màu đỏ, rượu này không chỉ có độc, mà lại có vẫn là độc bên trong chi độc. Ngẩng đầu nhìn một chút Bách Lý Giang, mà lúc này đối phương ngay tại ngụm lớn uống vào mình trong hồ lô rượu. Tại sau khi uống xong, còn hướng về phía Thẩm Ngọc dơ cao lên hồ lô rượu, ra hiệu hắn cùng một chỗ. Lặng lặng nhìn đối phương, một hồi lâu về sau, Thẩm Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, yên lặng dơ lên trong tay hồ lô, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Thẩm Ngọc còn đem hồ lô đổ tới miệng hướng xuống, nhưng bên trong rượu một giọt cũng không có chảy ra, bị uống không còn một mảnh. Nhìn thấy cái này một màn, bên cạnh nguyên bản còn cùng hắn vừa nói vừa cười bách Lý Giang, khóe miệng lại lặng lẽ lướt lên một tia đường cong. Khi trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười, để hắn nhìn thật thà trên mặt nhiều hơn mấy phần giả hoạt cùng âm tàn. Thời gian không sai biệt lắm a. À? Chương 198. Nếu không chờ một chút. Nguồn Mê truyện audio.com. Cái gì không sai biệt lắm? Không có gì, chỉ nói là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên đi đường. Vậy thì đi thôi. Đem trong tay hồ lô rượu ném về cho Bách Lý Giang, Thẩm Ngọc liền chuẩn bị đứng lên. Nhưng vừa vặn đứng lên hắn, đột nhiên cảm giác thân thể một trận lay động, cả người phản phất có chút hư thoát. "Thẩm đại nhân, ngươi làm sao?" Một thanh đỡ lấy Thẩm Ngọc, Bách Lý Giang lập tức ân cần nói, "Thẩm đại nhân, ngươi không sao chứ?" "Không biết vì cái gì, cảm giác có chút không đúng lắm." "Chờ một chút, ngươi làm gì?" Cái này thời điểm, Bách Lý Giang đột nhiên hướng Thẩm Ngọc trên thân độ một đạo chân khí. Đạo này chân khí cũng không có lực sát thương, lại phản phất dẫn đốt trong cơ thể hắn kịch độc, trong chốc lát bộc phát. Một cổ đáng sợ độc tố tại thể nội điên cuồng tướng ngược, làm sao cũng áp chế không nổi. Mà Bách Lý Giang lại là tại cái này thời điểm lặng lẽ sau đó lui, một thân khí thế cũng nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Bách Lý Giang, ngươi vậy mà là đại tông sư? Đúng vậy a, à, ta là đại tông sư, rất kỳ quái a. À. Vì cái gì? liều mạng vận công ngăn chặn không ngừng bạo tẩu độc tố thẩm ngọc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía đối phương cuối cùng là vì cái gì nào có nhiều như vậy vì cái gì các ngươi những người này làm gì luôn hỏi vì cái gì ngoan ngoãn đi chết không tốt sao bách lý giang ngươi lão là nói cho ta ngươi có phải hay không từ đầu tới đuôi đều đang gạt ta cho nên năm đó thất hiếu tinh thạch cũng không phải lâm nam sơn trọng đi mà là các ngươi ra tay đúng cũng không đối phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay bình thường bách lý giang không để ý chút nào đem hết thảy đều bạo lộ ra động thủ đích thật là Lâm Nam Sơn, hắn cũng không oan uổng. Nhưng hắn một điểm con tư sinh của hắn nói rất đúng, chỉ bằng Lâm Nam Sơn một người, làm sao có thể giết được Tùy Hành nhiều như vậy cao thủ, là chúng ta ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Ta hiểu được. Cái này một chút, Thẩm Ngọc Tự Hồ nghĩ thông suốt rất nhiều, sau đó cười khổ nói, cho nên nói, năm đó Lâm Nam Sơn là thật làm phản, mà lại sau lưng của hắn có điện tiền ti cao tần. Nghĩ đến, Lâm Nam Sơn người sau lưng chính là các ngươi a. À? năm đó lâm nam sơn thủ các ngươi mệnh lệnh tàn sát đồng bạn cướp đoạt thất hiếu tinh thạch kết quả cuối cùng hắn tham niệm cùng một chỗ mình cầm thất hiếu tinh thạch chạy để các ngươi gà bay trứng vỡ ba ba đem trong tay quạt xếp vừa thu lại phủi tay thời khắc này bách lý giang không nói ra được cao ngạo trước đó biểu hiện ra chất phát giờ phút này sớm đã là biến mất không thấy gì nữa trên mặt chỉ còn lại một cổ uy nghiêm chi sắc còn lộ ra mấy phần đối thẩm ngọc thưởng thức quả nhiên những này vừa thấy mặt liền một mặt cười tủng tỉm người biểu hiện cực kỳ thật thà đều phải cẩn thận phòng bị không phải nói không chừng cái gì thời điểm liền rơi vào bọn hắn đào hố bên trong thông minh thẩm đại nhân ngươi quả nhiên là rất thông minh nhưng ngươi có biết hay không càng là người thông minh rất dễ dàng nửa đường chết yểu năm đó lâm nam sơn tự mình cầm đi thất khiếu tinh thạch để chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng kém chút để ta bại lộ hắn ngược lại là có thế tránh vừa trốn chính là hai mươi năm tự hồ muốn đem mình trong lòng nói hết ra, Bách Lý Giang khó được cùng Thẩm Ngọc nhiều lời thật lâu. Hừ, Lâm Nam Sơn rất cảnh giác, hắn đã nhận ra chúng ta đến, cho nên khi đêm liền muốn ve sầu thoát xác. Bất quá hắn coi là thiên y vô phùng, kỳ thực sớm đã bị ta khám phá. Ta cố ý chờ lấy hắn đem cả nhà giết, lúc này mới xuất thủ muốn bắt lấy hắn. Người A, à, dù sao cũng phải vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt, có cái gì so cái này tới trừng phạt càng lớn đâu. Bách Lý Giang, ngươi là thật là độc ác. Trước mắt cái này cười tủng tỉm mập mạp, là thật hung ác. Hắn rõ ràng biết Lâm Nam Sơn muốn ve sầu thoát xác, cho nên thật sớm liền đến, lại liền nhìn như vậy lấy Lâm Nam Sơn đem nhà mình người toàn giết. Chờ hắn giết sạch, lúc này mới nhảy ra. Có thể đối tại Lâm Nam Sơn mà nói, mình sợ dĩ với người nhà đồng thủ, kia là nghĩ đến tự vệ. Nhưng bây giờ, người ta đã sớm tới, vậy mình người nhà chẳng phải là giết phí công. Bách Lý Giang nói đúng, không có cái gì sau so cái này càng khiến người ta bực mình. Kia Lâm Nam Sơn đâu, rơi vào các ngươi trong tay a. Không có lắc đầu, Bách Lý Giang cũng hơi có chút bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng là vạn vô nhất thất, nào nghĩ tới hắn còn có mấy phần thủ đoạn, vậy mà từ trùng điệp vây quanh ra đời sinh trốn. Lúc gần đi, còn dẫn đốt dấu ở lâm gia hạ phích lịch lôi hỏa. Như thế tiếng nổ mạnh to lớn, một chút đưa ngươi dẫn tới, để chúng ta không cách nào đối trốn ở trong đám người lâm nam sơn hạ thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể tìm được trước hắn sau cùng con riêng lâm phong. Nào nghĩ tới, cái này lâm phong cái gì đều không biết, bạch bạch chậm trễ công phu nói đến nơi này bách lý giang lại liếc mắt thẩm ngọc một chút sau đó có chút cười một tiếng nhưng về sau ta tưởng tượng cái này thất hiếu tinh thạch lâm nam sơn chưa hẳn đặt ở mình trên thân hắn là cái người thông minh cũng là to gan người dạng này người can đảm cẩn trọng hắn rất rõ ràng đồ vật tại mình trên thân không an toàn bằng không một khi bị bắt đồ vật nếu là bị chúng ta cầm tới hắn hẳn phải chết cho nên ta kết luận đồ vật nhất định còn tại lâm gia nhưng lâm gia tất cả mọi thứ đều bị phủ nha người lấy đi giấu ở phủ khố bên trong cái này một chút, thẩm ngọc cũng hiểu cho nên, những cái kia trọng nhập phủ khố người là ngươi phái. Không sai, những điều kia thật là ta người, ta cũng không nghĩ tới thẩm đại nhân sẽ cẩn thận như vậy, ngay cả phủ khố bên trong đều thiết đầy cơ quan cạm bẫy, để bọn hắn một chút bại lộ. Bọn hắn bại lộ, tất nhiên sẽ chọc cho ngươi hoài nghi, cho nên ngươi nhất định sẽ dò xét lâm gia đồ vật. Lúc ấy ta liền tại phụ cận, quả nhiên, cũng không lâu lắm liền có một cổ lóe lên một cái rồi biến mất đặc thù lực lượng xuất hiện nói đến nơi này bách lý giang ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng liền như thế chăm chú nhìn chằm chằm thẩm ngọc nhìn nhìn hắn đều cảm giác có chút toàn thân run rẩy cổ lực lượng này mặc dù rất ngắn nhưng ta cảm nhận được kia là thất khiếu tinh thạch lực lượng thẩm đại nhân hiện tại cái này tinh thạch ngay tại tay ngươi lên ta hiểu được nguyên lai hết thảy cũng là vì thất khiếu tinh thạch cái này một chút thẩm ngọc tự hồ đem tất cả mọi thứ đều nghĩ thông rồi không khỏi cảm giác có chút buồn cười cho nên thiên huyết giáo mưu đồ là giả như lời ngươi nói âm thầm hộ tống kỳ thực câu cá cũng là giả cái này tất cả mưu đồ đều chẳng qua là muốn đem ta dẫn vào cạm bẫy bên trong không sai thẩm đại nhân a à, ngươi cũng không nghĩ một chút thiên huyết giáo giáo chủ đều bị ngươi dết chỉ bằng những người còn lại đều là năm bè bảy mảng, căn bản không dám cùng ngươi tranh phong bọn hắn bất quá hô hô khẩu hiệu mà thôi ngươi đây cũng tin nhìn về phía thẩm ngọc phương hướng bách lý giang ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng phản phất đối thẩm ngọc dạng này cao thủ tương đương coi trọng chỉ là đáng tiếc mặt ngươi lại thế nào thông minh còn không phải ngoan ngoãn nhảy đến ta đào hố bên trong tới. Thẩm đại nhân, kiếm của ngươi quá nhanh quá mạnh, ngươi không vào đại tông sư thời điểm, ta liền chưa chắc có nắm chắc có thể cầm xuống ngươi. Mà lại ngay tại màn đêm buông xuống, ngươi khi lấy được thất khiếu tinh thạch trước vậy mà một chút vào đại tông sư, mà lại vừa vào đại tông sư, có thể dẫn phát dị tượng như thế, đủ để chứng minh ngươi căn cơ chi thâm hậu. Như thế, ta lại càng không có nắm chắc. Lắc đầu, Bách Lý Giang lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, thẳng nhiên nói, cho nên, bất đắc dĩ ở giữa ta chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng thẩm đại nhân thông cảm. Các ngươi đồng thủ như thế. Không hỏi thêm nữa hai câu. Nhìn xem lặng yên lui ra phía sau Bách Lý Giang, thẩm ngọc một chút liền hiểu hắn ý tứ, đây là chuẩn bị muốn đồng thủ A, à. Bách Lý Giang, nói không chừng, ngươi lại hỏi một chút, ta liền đem đồ vật cho các ngươi, những chuyện này dễ thương lượng. Ha ha ha. Nhìn không được cất tiếng cười to, Bách Lý Giang lui lại tốc độ nhưng lại nhanh thêm mấy phần. Thẩm đại nhân, chuyện tới bây giờ ngươi còn tại đồ nghịch tiểu thông minh, Ngươi cùng lâm Nam Sơn không giống, ngươi rất tự tin, phi thường tự tin. Đồ vật ở đâu đều không an toàn, chỉ có tài chính ngươi trên thân ngươi mới có thể yên tâm. Cho nên, ta kết luận cái này thất khiếu tinh thạch, nhất định bị ngươi tùy thân mang theo. Đại ca, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta tự tin? Con người của ta liền muốn cậu lấy. Mặc dù ngoài miệng sợ một nhóm, nhưng Thẩm Ngọc Tây nhưng cũng lặng lẽ đặt ở trên chui kiếm. Nếu không trò chuyện tiếp hai câu, chúng ta trước đó giao lưu không phải rất vui sướng à? Không cần, Thẩm đại nhân ta sở dĩ là cùng ngươi như thế nói nhảm, chính là vì cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi vận công bức độc. Độc này, tên là truy hồn hương, loại độc này có một cái rất kỳ quái đặc tính, nếu là không vận công ngươi sống còn có thể lâu dài chút. Càng vận công bức độc, cái này độc tố liền tán càng nhanh. Nó sẽ theo công lực của ngươi, tản vào kinh mạch của ngươi đang điền, tản vào ngươi toàn thân huyết nhục bên trong. Bây giờ ngươi, sắc mặt đỏ tía, toàn thân nở, độc này đã vào xương tủy, cho nên không cần lại hàng huyên với ngươi đi xuống. Chờ một chút, nếu không các ngươi chờ một chút. Nhìn xem lui càng lúc càng nhanh Bách Lý Giang, Thẩm Ngọc vội vàng lớn tiếng thét lên, nói không chừng không cần các ngươi động thủ, triệt để độc phát sau ta liền tự mình nằm kia. Ha ha, Thẩm đại nhân công lực như vậy, cho dù độc này lại mãnh liệt nhất thời nữa khắc cũng không giết được ngươi. Không có biện pháp, ta đối Thẩm đại nhân ngươi là thật không yên lòng, ai có thể cam đoan ngươi không có chuẩn bị ở sau. Cho nên, chỉ có chết rơi Thẩm đại nhân mới là để người có thể hoàn toàn yên tâm thẩm đại nhân. Chương 199, đây không có khả năng. Nguồn. Mê truyện audio com Thanh âm gì? Ngay tại cái này thời điểm, thẩm ngọc bên tai tự hồ ẩn ẩn truyền đến chút xì xì thanh âm, không biết vì sao để hắn cảm giác có chút không hiểu tim đập nhanh. Đồng thời, cái này thời điểm Bách Lý Giang cũng đang nhanh chóng lui lại, phản phất hắn nơi này có cái gì đáng sợ đồ vật, muốn cách hắn càng xa càng tốt. Cái này thời điểm, coi như thẩm ngọc có ngốc cũng minh bạch, bọn hắn nhất định là tại nơi này làm thứ gì. Thẩm đại nhân, nơi này thế nhưng là ta vì ngươi chuẩn bị tốt địa phương, phía dưới này bày khắp phích lịch lôi hỏa. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha ha. Cái gì đồ chơi, phích lịch lôi hỏa. Oanh. Không đợi thẩm ngọc kịp phản ứng, theo một đạo to lớn tiếng ầm ầm vang, toàn bộ giữa rừng núi đất trung núi chuyển, tự như tại kinh lịch một trận quy mô to lớn địa chấn. Mặt đất sụp đổ, có cây khuynh đảo, vô tận bụi mù che khuất bầu trời, kia tự như tận thế cảnh tượng để người nhìn trong lòng run sợ. Mà đã sớm lẫn mất xa xa Bách Lý Giang, thì lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bên này, khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Cho dù đối phương thực lực mạnh hơn, tại như thế số lượng phích lịch lôi hỏa phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều như vậy phích lịch lôi hỏa chính diện bạo tạc, đại tông sư cảnh giới là không tránh khỏi. Huống chi, đối phương hiện bây giờ vẫn là thân trúng kịch độc trạng thái, liền không tin hắn còn có thể sống được xuống tới. Đối với vị này Tùng Nam phủ tri phủ, nói là không kiên kỵ kia là giả. Trước đó, hắn tại Hắc Hỏa tộc bảo tàng bên ngoài vung ra một kiếm, Bách Lý Giang cũng đi nhìn. Chỉ là còn sót lại kiếm khí, liền để tâm hắn kinh rung rẩy. Rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một chỉ có tuổi đời 20 người có thể vung ra. Cũng chính là bởi vì một kiếm kia mới khiến cho Bách Lý Giang không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem giả tâm tạm thời một mực áp chế. Trước đó, hắn nói mình không có nắm chắc cầm xuống đối phương, kia là hướng mình trên mặt thiếp vàng. Nói thật, cho dù Thẩm Ngọc còn chưa từng nhập Đại Tông Sư, hắn cũng căn bản đánh không lại. Bây giờ người ta vào Đại Tông Sư, vậy hắn liền càng không phải là đối thủ nếu là cứng đối cứng sợ là sẽ phải để người chém vào chạy trối chết cho nên đối phó thẩm ngọc chỉ có thể trí lấy mà hắn vừa vặn liền có một cái thích động não ưu điểm rất nhanh hắn liền muốn ra dạng này chủ ý cũng thành công để thẩm ngọc vào bẫy mà lại vì để phòng vạn nhất hắn thậm chí còn hứa lấy lời lớn mời một vị đại tông sư đồng thời tới chính là sợ truy hồn hương cùng phích lịch lôi hỏa không muốn mệnh của hắn cuối cùng còn được dùng cao thủ lại bổ thêm một đao đây là tình thế chắc chắn phải chết bọn họ hai vị đại tông sư đồng thời xuất thủ, liền không tin vết không được một cái trọng thương phía dưới thẩm ngọc. Bụi mù dần dần thối lui, lộ ra bên trong chật vật không chịu nổi thân ảnh. Quần áo phế phẩm, tóc cũng tán loạn, toàn thân vết máu, nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ là cầm kiếm mà đứng không chịu đổ xuống. Dù là nhìn lung la lung lay, phản phất một trận gió liền có thể thổi tới, nhưng thủy chung sừng sững tại nơi đó. Tình huống như vậy, cũng nhìn Bách Lý Giang nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn đổ xuống không tốt sao, cần gì phải để bọn hắn động thủ đâu. Phóng. Bỗng nhiên vung tay lên, hai khung xuyên vân nỏ bị thủ hạ đẩy đi lên, vọt thẳng lấy thẩm ngọc. Bất quá kia bay nhanh mà đi mũi tên tuyệt không đem hắn hoàn toàn xuyên thấu, mà là hung hăng đem hắn đánh bay ra ngoài, té gãy tận mấy cái hai người ôm hết đại thủ lúc này mới rơi xuống đất. Nhưng cho dù là dạng này, đối phương như cũ tại vùng vẫy sau một lát, lung la lung lay đứng lên. Suýt nữa quên mất, mời báo đã nói hắn có khổ luyện công phu hộ thể, thật mạnh khổ luyện công phu. Sau đó, Bách Lý Giang nhìn thấy đối phương vậy mà nhanh chóng hướng bọn hắn bên này lao đến. Hiển nhiên, là muốn tại thời khắc cuối cùng đụng một cái, có thể mang đi một cái tính một cái. Vùng vậy dãy chết mà thôi. Lạnh lùng nhìn bên này, lúc này Bách Lý Giang trên mặt viết đầy lạnh khóc, yên lặng đem trong tay quạt xếp ném sang một bên. Sau đó, lặng lẽ rút ra đao trong tay. Tại chung quanh hắn, đột nhiên nhiều hơn không ít thân ảnh. Một đoàn người, tại Bách Lý Giang dẫn đầu hạ, chậm rãi hướng thẩm ngọc phương hướng đi đến. Trong mắt bọn hắn, lúc này thẩm ngọc đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, cũng liền đổ xuống, căn bản không có gì đáng sợ. Dết. Tại hai phe tới gần về sau, Bách Lý Giang nhảy lên một cái, đao trong tay trùng điệp vung xuống. Một đao kia hắn dùng hết toàn lực, vốn cho rằng sẽ còn có chút ngăn trở, nhưng đúng là dễ như trở bàn tay chém trúng đối phương. Máu tươi bão tố tán, cũng kích phát Bách Lý Giang hung ác. Quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, ngày xưa mạnh mẽ đối thủ, cái này thời điểm đã là không chịu nổi một kích. Cái này thời điểm, đương nhiên phải ngồi thắng truy kích. Nhưng lại về sau, Bách Lý Giang liền phát giác có chút không đúng. Hắn đối diện đối thủ, công lực biến tự hồ lơ lửng không cố định. Khả năng một khắc trước rất mạnh, thực lực cảnh giới cơ hồ cùng hắn sắp xỉ như nhau. Thế nhưng là sau một khắc lại sẽ thay đổi rất yếu, yếu căn bản cản không được mình mấy chiêu. Có thời điểm, hắn thậm chí cảm giác đối diện chiêu thức tự hồ có chút quen thuộc. Nhưng bây giờ hắn không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, giang hồ chi đại quen thuộc chiêu thức nhiều dưới mắt trọng yếu nhất chính là làm chết đối phương đang nói. Để Bách Lý Giang không có nghĩ tới là, đối diện thẩm ngọc vậy mà như thế ương ngạnh. Cho dù hắn đem hết toàn lực, chém ra không biết bao nhiêu đau, đối phương chính là sừng sững không ngã. Ngược lại một bên đánh, còn một bên lộ ra cười lạnh, phản phất đang trào phúng lấy hắn. Như thế một mạng, để Bách Lý Giang lửa giận bạo tăng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, liền không tin, bọn hắn còn không đánh chết một cái kẻ sắp chết. Đại Tông Sư chi cảnh cao thủ, mạnh mẽ làm cho người kinh hãi nhất cử nhất động đều ẩn chứa uy năng lớn lao đáng sợ dư ba lấy bọn hắn giao chiến chỗ làm trung tâm gột rửa tứ phương tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt chung quanh núi rừng có cây đều tại giao chiến trong dư âm đều bẻ gãy liên sơn đầu đều phản phất ngạnh sinh sinh bị sang bằng mấy trường thẳng đến cuối cùng ngay cả bách lý giang cũng biến thành tình trạng kiệt sức vùng đau tay càng ngày càng yếu phản phất sau một khắc sẽ ngã xuống bất quá hắn không dễ chịu đối diện thẩm ngọc cũng không chịu nổi một mực tại lung la lung lay Khả năng chỉ cần hắn lại dùng một chút lực, đối phương cũng sẽ đổ xuống. Bất quá kỳ quái, hắn làm sao cảm giác giống như Thẩm Ngọc từ vừa mới bắt đầu chính là như thế cái trạng thái. Giống như ngay từ đầu thời điểm hắn liền có một loại cảm giác, chỉ cần hắn sử dụng lực, đối phương liền có thể ngã hạ. Đến bây giờ, làm sao vẫn là như vậy, ngươi là cắn thuốc đi. Cái này Thẩm Ngọc, làm sao lại như thế khó chơi. Liệt Vân Trảm. Giờ khắc này, Bách Lý Giang biết không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa thế thì hạ tất nhiên sẽ là chính hắn. Cho nên, hắn trực tiếp dùng ra liều mạng đao pháp, phản phất trong chốc lát ngay cả mình cùng nhau nhóm lửa, toàn thân khí huyết như là khói báo động phóng lên tận trời. Một đao kia, tụ tập hắn một thân lực lượng, hắn nhất định phải thắng. Đao khí ngưng cương, trực tiếp vạch ra mấy chục mét. Trùng điệp bổ vào đối phương trên thân, trong chốc lát đối diện thẩm ngọc hộ thể cương khí trực tiếp cáo phá. Cái này thời điểm thẩm ngọc trực tiếp bị một đao đánh ra thật xa, hung hăng đâm vào trên cây, rốt cuộc không thể đứng lên chung quy là ta thắng, ta thắng, ha ha ha. Hai tay gắt gao nắm chặt chui đau, Bách Lý Giang nhịn không được cười ha ha. Mặc dù quá trình khúc chiết chút, nhưng cuối cùng thắng được còn là hắn, thất khiếu tinh thạch chỉ có thể là hắn. Thật sao? Một đạo băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, giống như một đạo sấm sét bình thường, để Bách Lý Giang một chút bừng tỉnh. Ngươi, ngươi không phải. Đây không có khả năng. Mắt nhìn đổ vào phương xa thân ảnh, lại ngẩng đầu nhìn trương này quen thuộc mặt, Bách Lý Giang phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Rõ ràng hắn đều đã đổ xuống, vì cái gì, vì cái gì hắn lại sẽ sống nhảy nhảy loạn xuất hiện ở trước mặt mình. Hoa trong gương, trăng trong nước, vừa vặn bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Chương 200 Ta tại nơi này nghe đâu? Nguồn Mê truyện audio.com Huyễn cảnh, đây không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Giang căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đều là huyễn cảnh, càng không tin tưởng mình tất cả cố gắng đều là giả. Nhưng đối diện vốn nên nên bị mình trọng thương thẩm ngọc, giờ phút này nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền quần áo đều không có nết uống. Cái này cho hắn sung kích, lại làm cho hắn không được không tin. Huyễn cảnh, làm sao có thể? Thật sao? Thương hại nhìn đối phương một chút, thẩm ngọc thẳng nhiên nói, vậy ngươi ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Cái này. Nghe được thẩm ngọc, bách lý giang ngẩng đầu nhìn lên nháy mắt có chút mộng chung quanh núi rừng bị lực lượng khổng lồ phá hư phá thành mảnh nhỏ mà trước người mình nằm tất cả đều là thủ hạ của mình bọn hắn vết thương trên người rõ ràng đều là mình lưu lại đau này tổn thương cùng phía trên lưu lại cương khí hoàn toàn thuộc về hắn hắn tuyệt sẽ không nhận lầm về phần kia nơi xa bị mình đánh bay kia vốn nên nên thẩm ngọc người kia lại là mình mời đến hỗ trợ đại tông sư tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này khó trách hắn sẽ cảm giác thẩm ngọc công lực chợt cao chợt thấp nguyên lai cùng hắn đối chiến căn bản không phải thẩm ngọc mà là thủ hạ của mình cùng cái kia mời tới đại tông sư giờ khắc này bách lý giang trên mặt chỉ còn lại có kinh hoảng cùng không hiểu không có khả năng đến tột cùng là cái gì thời điểm tại ngươi đem rượu cho ta thời điểm ta liền biết bên trong có độc lạnh lùng nhìn đối phương một chút thẩm ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cái này chết mập mập diễn kỹ vẫn là có thể nhưng hắn vậy mà lại đối với mình hạ độc đây chính là bọn hắn lớn nhất nét bút hỏng làm sao lại truy hồn hương vốn là vô sắc vô vị lại lẫn vào rượu ngon bên trong cho dù là dùng độc cao thủ cũng căn bản xong hoàn toàn không có pháp phân biệt không có gì không thể nào thiên hạ này không thể tưởng tượng nổi nhiều chuyện người như thế nào lại toàn bộ biết đúng vậy a à, thiên hạ này không thể tưởng tượng nổi nhiều hơn nghe được câu này về sau bách lý giang lại đột nhiên trở nên tỉnh táo xuống đến trên mặt kinh hoảng giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là trước nay chưa từng có tỉnh táo cùng trầm ổn chỉ bằng vào tâm lý tố chất cái này một khối bách lý giang không hổ là điện tiền ti tinh nhuệ quả nhiên nắm đến siết sao. Có lẽ, trước mắt là huyễn cảnh đâu. Đột nhiên, Bách Lý Giang trong miệng băng ra một câu như vậy, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thẩm Ngọc, có lẽ hiện tại ta nhìn thấy mới là giả, mà vừa vặn trận chiến kia lại là thật. Thẩm Ngọc, ngươi mơ tưởng lừa qua ta, ta tất sát ngươi. Là ai đưa cho ngươi tự tin? Tay cầm tại trên chui kiếm, Thẩm Ngọc đã không có cùng hắn nói nhảm ý tứ. Kiếm quan hiện lên, kim khủng kiếm khí nháy mắt bộc phát, bay thẳng Bách Lý Giang mà đi biết kiếm khí giáng lâm một khắc này, Bách Lý Giang kia tỉnh táo ánh mắt mới bắt đầu biến hóa, biến kinh hoảng, trở nên lúng cúng. Mẹ nó, nguyên lai like đây mới là chân thực. Thế nhưng là sau đó, cái này kinh khủng kiếm khí cũng không có cho hắn thời gian phản ứng, nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Vốn là nó mạnh hết đà hắn, tại cổ này mạnh đến gần như không thể tưởng tượng nổi kiếm khí phía dưới, ngay cả một hơi thời gian đều không có chống nổi. Ánh mắt cấp tốc trở nên tan rã, sinh cơ cũng tại cực tốc tiêu tán. Giờ khắc này, hắn không cam tâm, hắn đem hết thảy đều tính tiến vào, vì cái gì sẽ còn thất bại. Âm. Máu tươi vẫy xuống, bách lý giang trùng điệp ngã trên mặt đất, cùng hắn giả tâm cùng nhau tiêu tán. Mà cái này thời điểm, thẩm ngọc còn nghe được một đạo như có như không tiếng hít thở, lập tức hướng cách đó không xa đi đến, nơi đó còn nằm một vị đại tông sư. Đang đến gần đối phương thời điểm, thẩm ngọc chậm rãi nắm tay đặt ở trên chui kiếm, một thân kiếm thế chậm rãi phóng thích. Thẩm đại nhân, ta vô ý đối địch với ngươi. Mở to mắt, đối phương cực kỳ chật vật nhìn về phía thẩm ngọc giờ phút này hắn đã toàn thân trọng thương ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi càng đừng nói muốn cùng thẩm ngọc đối thả từ nhỏ yếu đến hỗn đến bây giờ hắn cũng không dễ dàng ngày tốt lành mới hưởng thụ không bao lâu hắn cũng không nguyện ý liền như thế chết tại nơi này ngươi đã biết là ta liền chứng minh ngươi là cố ý đối địch với ta ta giờ khắc này hắn thật muốn cho mình một bàn tay để ngươi lắm miệng làm gì vụt kiếm quan hiện lên đối phương còn muốn há mồm nói cái gì bất quá nhưng trong nháy mắt bị kiếm quan bao phủ hoàn toàn, lại không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Xong. nhan nhạt nhìn đối phương một chút, thẩm ngọc sau đó thấp giọng nói, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được lạc hồn châu. Lạc hồn châu, đồ tốt a. À? Mới được đến lạc hồn châu, quấy nhiễu loạn tâm thần tác dụng, thậm chí có thể ma diệt người ý thức. Nếu là tại tranh đấu quá trình bên trong, đột nhiên đến như thế một chút, đối phương tại lạc hồn châu phía dưới tinh thần tan rã, trực tiếp sững sờ tại nơi đó, kia về sau hoàn toàn có thể một kiếm mang đi hắn liên tục không ngừng đem trong tay hạt châu nhỏ thu lại cái này thế nhưng là đồ tốt dùng tốt lắm lời nói có thể lên đại tác dụng sau đó thẩm ngọc không chút do dự bắt đầu ở bọn hắn thân lục soát bắt đầu bách lý giang bọn hắn dù sao cũng là đại tông sư trên thân vẫn là có chút đồ tốt coi như mình không dùng đến lương như nhạc bọn hắn cũng có thể dùng đến chờ một chút đây là thiên huyết giáo cứ điểm đột nhiên thẩm ngọc tại bách lý giang trên thân lục ra được một phần địa đồ phía trên đánh dấu chính là thiên huyết giáo tại các nơi cứ điểm cách nơi này gần nhất liền có một hai nơi sau đó thẩm ngọc còn tại bách lý giang trên thân lục ra được một phong mật hàm nhìn một chút về sau mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bách lý giang sở dĩ sẽ đi vào nơi này kỳ thật không phải hướng về phía lâm nam sơn tới mà ngay từ đầu thì là hướng về phía thiên huyết giáo tới thiên huyết giáo kém chút đem đông ninh quân chiếm lấy triều đình có thể nào không giận, lập tức liền điều động tinh nhuệ nhất điện tiền ti đến đây âm thầm điều tra, tranh thủ đem thiên huyết giáo một mẻ hốt gọn. Kết quả cái này chẳng phải đúng dịp a, à, tại Tùng Nam phủ điều tra thiên huyết giáo thời điểm, Bách Lý Giang trong lúc vô tình tra được Lâm Nam Sơn cái này phản bội hắn nhiều năm người. Tốt, cái này tiểu tử chạy 20 năm, mình sửng sốt một chút tin tức không có đạt được. Kết quả tại nơi này tìm được dấu vết để lại, cái này không phải liền là đạp phá giày sắt không nặc chỗ, tự nhiên chui tới cửa a, à, thiên huyết giáo cũng không nóng nảy đối phó, trước tiên đem lâm nam sơn nhấn tại kia lại nói thất hiếu tinh thạch bảo vật như vậy hắn nhất định phải đạt được cho nên đây hết thảy còn là bởi vì mình giờ khắc này thẩm ngọc không khỏi khẽ cười một tiếng bất quá trong tay phần này thiên huyết giáo cứ điểm địa đồ ngược lại là cho hắn một kinh hỉ bách lý giang người này nhân phẩm khả năng không ra thế nào địa nhưng nghiệp vụ năng lực vẫn là tương đối có thể cách nơi này gần nhất chính là nơi này thu hồi địa đồ thẩm ngọc cũng không quay đầu lại lịch trời đi thẳng đến thiên huyết giáo cứ điểm chỗ đi. Mà lúc này thiên huyết giáo bên trong cứ điểm, một đám người chính vây tại một chỗ, lẫn nhau phát biểu dụng tâm thấy. Hoàn toàn không biết, bọn hắn đã bị người theo dõi. Ta cảm thấy, hẳn là lợi dụng thẩm ngọc người này nhân từ nương tay tâm tính, trực tiếp buộc một phiếu phổ thông bách tính, sau đó uy hiếp hắn trôi qua. Sau đó, chúng ta tại kia mai phục, đem hắn đánh giết. Ta cảm thấy, chỉ cần có thể mai phục thật tốt, chưa hẳn không thể. Ngay tại người này chậm rãi mà nói thời khắc, một người lại buồn bực ngán nằm bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Tình huống như vậy hắn thấy cũng nhiều, đã sớm không hiếm nghe. Những người này mỗi ngày thả miệng pháo, nếu thật là đồng thủ, từng cái sợ không được, các ngươi thật có bản sự này, ngược lại là đồng thủ A. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy xa nhà chỗ thời điểm, lập tức trong lòng giật mình, bị hù kém chút kêu thành tiếng. Một cái thân ảnh quen thuộc, đang đứng tại xa nhà chỗ, chính có chút hăng hái nhìn xem bên này. Sau đó, hắn vội vàng lôi kéo bên cạnh vị này còn tại chậm rãi mà nói đồng bạn, ra hiệu hắn mau nằm miệng. Ngươi kéo ta làm gì? Chính nói chuyện khởi kình đâu, bị người đánh gãy, để hắn rất là tức giận. Bất quá, thuần người này ánh mắt nhìn lại phương hướng, hắn cũng nhìn sang, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền bò đầy cái trán. Thẩm, Thẩm Ngọc. Nói a. À. Lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Thẩm Ngọc một cái tay cầm kiếm, làm sao đều không nói, ta tại nơi này nghe đâu. Chương 201. Một sợi hạo nhiên khí. Nguồn. Mê truyện audio.com tiếp tục a à, các ngươi làm sao không tiếp tục từ trên xà nhà nhẹ nhàng bay xuống thẩm ngọc nhẹ tay nhẹ nắm tại trên chui kiếm lạnh lùng nhìn xem những người này kia vô hình mà sát ý lạnh như băng đã nháy mắt đem nơi này che kín khiến trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống tựa như tại trong nháy mắt khiến nơi này tiến vào mùa đông khắc nghiệt chạy chạy mau trong chốc lát khi cảm nhận được thẩm ngọc sát khí trên người về sau sở hữu người làm ra động tác giống nhau gần như đồng thời nhảy lên một cái hướng về gần nhất cửa ra vào phóng đi cho dù bọn hắn vừa vặn chậm rãi mà nói nói tại muốn làm sao như thế nào đối phó thẩm ngọc nhưng chân chính đối mặt về sau bọn hắn mới phát hiện mình căn bản không có tới đối chiến dũng khí người trẻ tuổi trước mặt này khí tức mênh mông như hải sau không lường được để bọn hắn không có một chút lòng tin cho nên ngay lập tức đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc thẩm ngọc kiếm rõ ràng muốn sau bọn hắn tốc độ chạy trốn nhanh lên không ít bọn hắn lại nhanh lại thế nào nhanh qua kia nhanh như bôn lôi hạo nhiên kiếm khí lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một cổ đau đớn liền tùy theo sông lên đầu. sở hữu người đều không ngoại lệ, toàn bộ từ nửa không trung ngã xuống đất, máu tươi vẫy xuống, nhùm đỏ mặt đất. một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền để bọn hắn nhiều như vậy cao thủ toàn bộ trọng thương ngã gục. cái này đã không phải là đáng sợ có thể hình dung, mà là khủng bố, khó mà chống cự đại khủng bố. buông cười bọn hắn còn tại thương lượng như thế nào đối phó thẩm ngọc, thật tình không biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy đều là tốn công vô ích mà thôi. Yếu như vậy, lãng phí thời gian của ta. Một kiếm công thành, thẩm ngọc cũng không quay đầu lại rời đi, hắn phi thường tự tin, mình một kiếm này phía dưới không có người sống. Tiếp xuống, thẩm ngọc đem từ bách lý giang trên thân vơ vét ra địa đồ cẩn thận so sánh một lần, cũng đem phía trên ghi lại thiên huyết giáo cứ điểm lần lượt đi một lượt. Tại ngắn mũi hai ba ngày bên trong, trên bản đồ thiên huyết giáo cứ điểm, cơ hồ bị hắn nhổ tận gốc. Những nơi đi qua, thậm chí không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm thậm chí thẩm ngọc có một loại cảm giác những này không vào đại tông sư người thực sự là đề không nổi hắn hưng khởi có thời điểm hắn ngay cả trút kiếm đều chẳng muốn nhổ trực tiếp một quyền trôi qua cũng giống vậy quét ngang chẳng biết lúc nào hắn đã trưởng thành đến hoàn toàn không sợ bình thường cao thủ trình độ từ trên bản đồ cái cuối cùng thiên huyết giáo cứ điểm ra giờ phút này thẩm ngọc phía sau đã là một cái biển lửa cái này cảm giác thoải mái hệ thống đánh dấu đánh dấu thành công thu hoạch được một sợi hạo nhiên khí lại là một sợi. Vốn cho rằng đem tất cả thiên huyết giáo cứ điểm toàn bộ rút ra về sau, đem những cơ hội này tích lũy cùng một chỗ, làm sao cũng có thể đánh dấu một đợt lớn. Kết quả lại là cho một sợi, hệ thống cái gì thời điểm như thế trừ. Mà cái này mới được hạo nhiên khí, khi cùng trước đó mình đạt được hạo nhiên kiếm khí có thể có cái gì khác nhau. Rất nhanh, theo ánh ánh bạch quan tràn vào, thẩm ngọc đục trên thân hạ tự hồ lặng yên phát sinh biến hóa, giờ khắc này hắn cũng tự hồ đắm chìm trong kia vô tận hạo nhiên chi khí bên trong con mắt trừng càng lúc càng lớn lúc trước hắn lấy được hạo nhiên kiếm khí nói trắng ra là chỉ là một loại tu hành phương pháp một loại đặc biệt kiếm khí mà hạo nhiên khí thì là khác biệt kia là lấy nhân nghĩa đạo đức chỉ công đến chính bằng phẳng chi ý chí chỗ tẩm bổ mà thành trong lòng ngực chi khí không phải sát xương tranh tranh nhân nghĩa vô song người không thể có to lớn chí cương không kiêu ngạo không tự ti chỉ công đến chính ngoài vật không thể đoạt ý chí mọi loại dụ hoặc khó động tâm, này chi vì hạo nhiên. Trong lòng ngực một điểm hạo nhiên khí, thiên địa ngàn dặm khoái chăn gió. Thiên địa hạo đẳng, sơn hà bao la hùng vĩ, nằm nhì đến chính chi khí mới là hạo nhiên. Nếu là tâm trí kiên định, khí tồn hạo nhiên, tự nhiên có thể chiêu tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Một sợi hạo nhiên khí, đủ để khiến thẩm ngọc tại trên tinh thần đứng ở thế bất bại. Hạo nhiên chi khí, quả nhiên cường đại. Chậm rãi mở mắt, giờ khắc này, một điểm hạo nhiên khí nhập thể, thẩm ngọc công lực tuy không rõ ràng tiến cảnh nhưng khí chất cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất loại này khí bằng phẳng mà to lớn làm hắn trong lúc giơ tay nhất chân không giận mà uy phản phất tự có một cổ hạo nhiên ánh sáng chính cảm giác áp bách mà liền tại cái này thời điểm thẩm ngọc bên tai truyền đến một trận tiếng gió vung vút kia là có người đang nhanh chóng đi nhanh dẫn động gió nhẹ rất nhanh một đội thân mang màu đen cẩm y toàn thân tản ra băng lãnh khí tức người áo đen đã âm thầm đem hắn vây quanh tại trong đó những người này từng cái khí tức không yếu, mà lại hành động ở giữa cơ hội động tác nhất trí, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Khí tức của bọn hắn liên hợp cùng một chỗ cho người hung hãn cảm giác áp bách, rất mạnh. Các ngươi là ai? Tay mò sờ đặt ở trên chui kiếm, đối phương kia băng lãnh sát khí thấu xương hoàn toàn không còn che giấu, rõ ràng là kẻ đến không thiện nha. Chúng ta là hắc y vệ điện tiền ti người, bản tọa điện tiền ti giáo úy bành nham. Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo một mặt điêu luyện khí tức trung niên nhân đi từ từ tới. Thẩm Ngọc, ta hỏi ngươi, ba ngày trước đó ngươi ở đâu, Bách Lý Giang thế nhưng là người giết chết. Ngươi nhưng biết hắn là ai? Không sai, chính là ta giết chết. Không có nửa điểm do dự, Thẩm Ngọc trực tiếp điểm đầu thừa nhận, tiếp theo lại thẳng nhiên nói, giết đều giết, ta quản hắn là ai? Làm càng, Thẩm Ngọc, Bách Lý Giang chính là điện tiền ti giáo úy, ngươi vậy mà giết ta điện tiền ti người, ngươi phải bị tội gì? Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên phải giết hắn, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng. Làm sao, ngươi có ý kiến? hỗn trướng, ngang ngược càng rỡ. Thẩm Ngọc như thế hỗn bất lận thái độ, trực tiếp chọc giận đối phương, người này lập tức ra lệnh, người tới, cho ta cầm xuống. Ta xem ai dám. Lặng lẽ đảo qua bốn phía, Thẩm Ngọc tay nắm chặt trên chui kiếm, một cổ khí tức kinh khủng tùy theo dáng lâm. Cho dù là đối diện bành nham, cũng là mảnh kinh, sắc mặt tùy theo biến đổi. Người trẻ tuổi kia, thật là đáng sợ khí tức. Thẩm Ngọc, ngươi nhưng biết ngươi đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết, ta tại phòng vệ chính đáng ngược lại là các ngươi, vô cớ liền muốn đối với bản quan động thủ, ai cho ngươi lá gan, ai cho ngươi quyền lợi. Ngươi muốn bắt bản quan, nhưng có triều đình cho phép. Nhưng có thủ lệnh. Cái này, đó chính là không có. Nhìn thấy bành nham bộ dáng như thế, thẩm ngọc trực tiếp lạnh lùng cười một tiếng hắc y vệ hoàn toàn chính xác có giám sát địa phương quyền lợi, có thể không khiến nhưng cũng không thể tùy ý bắt mệnh quan triều đình. Ngươi trong tay không lệnh, lại vừa lên đến liền muốn đối với bản quan kêu đánh kêu giết, điện tiền ti là muốn đưa thân vào quốc pháp phía trên, đưa thân vào hoàng triều phía trên A. Hay là nói, ngươi bành nham bành giáo úy, có thể đại diện toàn quyền triều đình. Ngươi ý chí, chính là triều đình ý chí. Ngươi, ngươi chớ có nói bậy. Liên tiếp số hỏi, hỏi bành nham đầu đầy mồ hôi, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Cái mũ này trừ, hắn nhưng vạn vạn mang không dậy nổi. Đồng thời, thẩm ngọc kia quát lạnh chất vấn bộ dáng, tự hồ không giận tự uy, phản phất mang theo vô tận uy áp, càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, liền thân tắm cũng không khỏi công công. Từ khi hắn trở thành điện tiền ti giáo úy đến nay, dù là triều đình các bộ thượng thư, thậm chí là trong quân thống soái, hắn cũng dám chính diện cứng rắn. Nhưng lúc này đây, đối mặt thẩm ngọc thời điểm, hắn lại chẳng hiểu ra sao cảm giác sợ. Khi cảm giác, liền tự như ấu cầu học giống như lúc đối mặt sư trưởng chất vấn, không dám có nửa câu phản bác, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám thở, chỉ có thể khúng núng. Dạng này cảm giác, hắn đã tốt hơn một chút năm cũng không có. Giờ khắc này, Bành Nham phản phất gặp được trên triều đình tam triều nguyên lão Trần Đi Trần Đại Nhân, thẩm ngọc thân ảnh cùng Trần Đi Đại Nhân thân ảnh lại cao độ chồng vào nhau. Chuẩn xác hơn mà nói, là khí chất của bọn hắn phi thường tưởng tượng, thậm chí hắn có một loại ảo giác, tựa hồ thẩm ngọc khí tức trên thân còn muốn càng thêm uy nghiêm một chút. Không. Vội vàng lắc đầu, đem cái này buồn cười suy nghĩ vung ra trong đầu. Thẩm ngọc bất quá là cái có chút danh tiếng người trẻ tuổi mà thôi, hắn gì đức cỡ nào, có thể cùng Trần Đại Nhân đánh đồng. Chương 202, thử nhìn một chút. Nguồn. Mê truyện audio com Thẩm Ngọc. ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, không biết vì cái gì, tại đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, bành nham trong lòng vậy mà dâng lên không hiểu kính sợ cảm giác. Loại này cảm giác tới không hiểu thấu, nhưng là chân chính tồn tại, phản phất thật sâu cắm rễ vào trong tâm chỗ sâu. Người trẻ tuổi này, sợ là rất là không đơn giản. Cưỡng ép đè xuống trong lòng loại kia không hiểu cảm giác, Bành Nham sau đó lớn tiếng nói, Bách Lý Giang dù sao cũng là ta điện tiền tiên người, ta điện tiền ti người còn chưa tới phiên thẩm đại nhân ngươi đến thẩm phán. Bách Lý Giang người này, vì lợi ích một người mà không tiếc thủ đoạn, thậm chí là làm sát kẻ vô tội. Các ngươi điện tiền ti nhưng thủy chung đối với cái này làm như không thấy, đây chính là các ngươi điện tiền ti làm việc phương pháp. Lặng lặng nhìn đối phương, thẩm ngọc thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng cứng rắn, vậy ngươi muốn bách lý Giang giết bao nhiêu người vô tội, ngươi điện tiền ti mới có thể xuất thủ. Kia trong lúc này bị hắn làm hại người lại nên tìm ai tố khổ, kia thế nhưng là từng đầu nhân mạng, các ngươi điện tiền ti gánh chịu nổi a à? bản quan giết hắn hợp tình hợp lý hợp pháp bực này trong ngoài vì gian chi độ người người đều có thể được mà tru diệt làm sao bành giáo úy có gì chỉ thị là muốn cầm xuống bản quan vì kia bách lý gian đền mạng a à? ngươi ta cái này trong nháy mắt bành nham trong lòng ngực một đống lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời hiện tại thẩm ngọc mang cho hắn áp lực quá lớn lớn đến thậm chí để hắn có một loại hít thở không thông cảm giác thậm chí trong lời nói, hắn còn có một loại mình khí thế càng ngày càng yếu ảo giác. Còn không mau tránh ra, ngươi cản trở bản quan đường. Một câu quát lớn truyền đến, để bành nham theo bản năng lui lại mấy bước, tránh ra một con đường. Mà thẩm ngọc, liền như thế nghênh ngang từ bọn hắn trước mắt đi qua. Giờ khắc này, bành nham mặt soát một chút trở nên đỏ bừng, ai có thể nghĩ tới thẩm ngọc một câu hét to, vậy mà để hắn theo bản năng làm theo. Hôm nay trở về, hắn tất nhiên sẽ kinh lịch gia pháp. Không có biện pháp, ai bảo hắn tại một cái tuổi quá trẻ tri phủ trước mặt như thế sợ tới, ném đi mặt của mọi người tử, cũng ném đi đại thống lĩnh mặt mũi. Bất quá, hôm nay sự tình phải nhanh báo cáo, đối thẩm ngọc cái này tuổi trẻ tri phủ đánh giá, chỉ sợ lại muốn thượng hạng mấy cấp bậc mới được. Mà trở về thẩm ngọc, đột nhiên nhiều hơn mấy phần không hiểu cảm giác cấp bách. Hắn hiện tại mặc dù có chút thực lực, nhưng còn xa không đến tối đỉnh phong. Hắn giết bách Lý Giang, thế tất là chọc tới điện tiền ti. Bất quá chuyện này hắn không ân hận, người này tính toán mình, kia giết liền giết điện tiền ti giáo úy chính là đại tông sư kia tại đi lên những người khác đâu hôm nay rơi xuống người ta mặt mũi điện tiền ti người sợ là rất nhanh liền sẽ lại tìm đến tìm tràng tử cho nên hắn cần trở nên càng mạnh mới là chỉ có chính mình đủ mạnh dạng này mới có thể ứng đối hết thảy tại cái này trên giang hồ nắm tay người nào lớn ai nói liền có đạo lý mà thẩm ngọc hiện tại hiển nhiên nắm đấm còn chưa đủ lớn thực lực còn chưa đủ mạnh không đủ để làm cho tất cả mọi người kính sợ thất khiếu tinh thạch trong tay lấy ra hắn trong lúc vô tình đạt được thất khiếu tinh thạch, không biết vì sao, khi hắn muốn mạnh lên thời điểm, ngay lập tức nghĩ tới vậy mà là vật này. Bất quá thứ này công hiệu cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, là tinh cốc các đời cốc chủ có thế tại thời gian ngắn nhất nhảy lên trở thành thiên hạ có ít cao thủ, vật này không thể bỏ qua công lao. Khi thẩm ngọc tiếp xúc thất khiếu tinh thạch đồng thời, tinh thạch nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, bên trong kia sức mạnh vô cùng vô tận phản phất đang dụ hoặc lấy chính mình. Giờ khắc này, hắn trong thoáng chốc có một loại ảo giác, chỉ cần mình phóng khai tâm thần, toàn thân toàn ý cùng thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng đem kết hợp. Hắn liền nhảy lên mà trở thành thiên hạ đứng đầu nhất cao thủ, liền có thể vô địch thiên hạ. Loại này ảo giác thậm chí càng ngày càng mạnh, có một loại muốn ảnh hưởng tâm hắn chí xu thế. Bất quá, thời khắc này Thẩm Ngọc vừa vặn đánh dấu đạt được hạo nhiên khí, ý chí kiên định, đối với cái này hoàn toàn bất vi sở động. Mặc kệ của lực lượng này đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, Thẩm Ngọc từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tuyệt không thể một lần là xong một ngày liền lấy dùng một chút xíu nước chảy đá mòn chậm rãi đem thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng cho mình sử dụng một phương mặt không cần sợ có cái gì tai họa ngầm khác một phương mặt cũng tốt nện vững chắc cơ sở không về phần bởi vì một hơi thu nạp lực lượng quá nhiều thực lực tăng trưởng quá nhanh dẫn đến căng cơ bất ổn huống chi trong này lực lượng dù sao không phải là của mình dung hợp được còn cần cẩn thận cẩn thận mới là chuẩn bị xong hết thảy thẩm ngọc bắt đầu cẩn thận thử nghiệm cấu kết một điểm trong đó lực lượng trong chốc lát phản phất dầu hỏa bên trong lẫn vào một đống lửa, nháy mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ thất khiếu tinh thạch trở nên sôi trào lên, bên trong lực lượng rót ngược vào thẩm ngọc trong thân thể, căn bản không bị khống chế. Đồng thời, kia cổ có thể ảnh hưởng người ý chí thanh âm tự hồ từ đáy lòng sinh ra, từng bước một dụ hoặc lấy người phóng khai tâm thần, đi thỏa hiệp, đi toàn lực tiếp nhận tất cả. Mà cái này thời điểm, mình đáy lòng phản phất xuất hiện một đạo quát lớn, giống như thần chung mộ cổ, để thẩm ngọc đột nhiên bừng tỉnh. Cổ lực lượng này hạo nhiên bao la, chí cương chí chính đây là thuộc về hạo nhiên khí lực lượng tinh thần giờ phút này từ thất khiếu tinh thạch bên trong lại có một cổ lực lượng tinh thần âm thầm tràn vào tại lặng yên không một tiếng động ở giữa lại vùng trọng ma diệt ý thức của mình mà hạo nhiên khí bảo vệ tinh thần của mình tại trong nháy mắt đem một mực ngăn cản bên ngoài mặc cho như thế nào hung mảnh cũng vô pháp xông qua tầng này ngăn trở trong chốc lát nguyên bản thẩm ngọc là nghĩ đến đi thu nạp thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng kết quả cuối cùng biến thành hiện tại hai cổ ý chí tại va chạm giao phong cổ này đột nhiên hiện lên ý thức phản phất cũng không còn che lấp, bàn bạc mà khủng bố, lực lượng tinh thần viễn siêu mình, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá hạo nhiên khí lại giống như trong bóng tối một thanh đóng lửa, một mực bảo vệ sau cùng quang minh. Đến chính chi khí, càng làm cho mình trước nay chưa từng có tỉnh táo, cho dù là núi lở tại trước mà có thế mặt không đổi sắc. Bất quá cổ này quang minh chi hỏa tại kia cổ đáng sợ lực lượng tinh thần không ngừng xung kích phía dưới, cũng có chút chập chờn, thẩm ngọc liền sợ nó một chút dập tắt. Giờ khắc này thẩm ngọc cũng minh bạch, cái này thất khiếu tinh thạch căn bản không phải cái gì truyền thừa mà là bên trong ý thức tại đoạt xá lịch đại lạc tinh cốc cốc chủ sở dĩ sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên trở thành đỉnh tim cao thủ không phải là bởi vì cái này truyền thừa có bao nhiêu ưu tú mà là bọn hắn đã sớm bị đoạt xá chiếm cứ trở thành một người khác nói một cách khác lịch đại lạc tinh cốc cốc chủ mẹ nó căn bản là một người thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng vốn là chính bọn hắn thu nạp lên đến tự nhiên cực nhanh Khó trách bọn hắn ngay cả thế lực đối địch người đều dám tôn làm cốc chủ, chỉ cần tiếp nhận cái gọi là Thất Khiếu Tinh Thạch bên trong truyền thừa, cho dù là kẻ thù sống còn cũng sẽ hoàn toàn biến thành người một nhà. Làm không tốt, dạng này còn có thể phản hố đối phương một đợt. Khó trách đời cuối cùng Lạc Tinh Cốc cốc chủ sẽ điên rồi, như thế thiên tài cao thủ, 20 tuổi liền đã là đại tông sư cao thủ, 30 tuổi đã đánh khắp Lạc Tinh Cốc không địch thủ, thực lực cũng là sâu không lường được. Lạc Tinh Cốc đời cuối cùng cốc chủ thực lực cùng lực lượng tinh thần hẳn là viễn siêu mình bây giờ, có nhất định sức tự vệ đối mặt từ thất khiếu tinh thạch bên trong đột nhiên đánh tới tinh thần ăn mòn lúc ấy hai bên hẳn là kinh lịch quyết tử đấu tranh cuối cùng vì kia tân nhiệm lạc tinh cốc cốc chủ mặc dù không có thua nhưng ý thức cũng cơ hồ bị dày vào sụp đổ lấy về phần triệt để nổi điên lúc này mới tại lạc tinh cốc đại khai sát giới dẫn đến lạc tinh cốc từ trong giang hồ biến mất nhưng bây giờ chỉ bằng vào thẩm ngọc mình lực lượng căn bản là không có cách phản kích chỉ có thể mượn nhờ hạo nhiên khí lực lượng bị động phòng ngự giờ khắc này thẩm ngọc thật muốn cho mình một bàn tay Luôn khuyên bảo mình không cần lòng tham, thiên hạ rất để bánh sự tình ít càng thêm ít, ngược lại là từ trên trời rơi hai khối tảng đá, đập đầu người phá máu chảy sự tình là thường. Làm sao vừa vặn liền nhất thời nhìn không được đâu, cũng không đối, bây giờ suy nghĩ một chút không phải không nhìn xuống, mà là mình đã sớm nhận lấy ảnh hưởng, lúc này mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vậy bây giờ nhưng làm sao xử lý, chẳng lẽ còn muốn chờ thất hiếu tinh thạch bên trong lực lượng tinh thần mình làm hao mòn hầu như không còn a, à? đây không phải nói đùa sao? Chờ một chút. Cái này thời điểm thẩm ngọc đột nhiên nhớ ra cái gì đó từ trên thân móc ra một cái tảng ra tia sáng kỳ dị hạt châu suýt nữa quên mất mình còn có một thứ bảo vật là hồn châu vật này quấy nhiễu loạn tâm thần mạnh mẽ tác dụng thậm chí có thể ma diệt người ý thức tan rã người tinh thần nhằm vào tinh thần ý thức phương diện có vượt qua bình thường tác dụng về phần công hiệu thẩm ngọc còn không có dùng qua hôm nay liền thử nhìn một chút nhìn xem cái này đánh dấu đoạt được đồ vật đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy chương hai trăm ba bọn hắn còn có thể tốt như vậy. Nguồn Mê truyện audio com Thứ này tự hồ hữu dụng, mà lại so với trong tưởng tượng còn muốn hữu dụng. Khi thẩm ngọc công lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào lạc hồn châu bên trong về sau, kia nguyên bản nhìn như thường thường không có gì là ngọc châu, một chút tách ra hào quang chói sáng, một cổ kỳ dị lực lượng cường đại tùy theo hiện lên. Tại cổ lực lượng này phía dưới, thẩm ngọc thậm chí đều cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy. Bất quá cũng may, lạc hồn châu bên trong cổ lực lượng này là mình sử dụng dưới khống chế của hắn, lạc hồn châu lực lượng cùng thất khiếu tinh thạch đụng vào nhau, cái này trong nháy mắt, liền tự như hỏa tinh đụng địa cầu bình thường, trong chốc lát vô hình đóm lửa phản phất đã văng khắp nơi. Kinh khủng tinh thần dư ba lấy cả hai làm trung tâm hướng bốn phía sạch sành xanh, tại cổ này dư ba phía dưới, bên cạnh thẩm ngọc một chút liền nhận lấy xung kích, lập tức cảm giác đầu ông ông. Cũng may trong lòng một sợi hạo nhiên khí, một mực bảo vệ ở hắn tinh thần ý thức. Không chỉ có như thế, tại hạo nhiên chi khí ảnh hưởng dưới, mình ý chí tự như có được bất khuất càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đặc tính, liền phản phất đối mặt ngàn mài vạn kích còn vẫn đứng vững không ngã. Thậm chí ở trong quá trình này, càng là mượn nhờ cổ này dư ba lực lượng không ngừng tôi luyện tinh thần, rèn luyện ý chí, làm cho trở nên càng thêm cường đại, cứng cỏi. Mà đang đối đầu chỉ chốc lát về sau, tại thất khiếu tinh thạch bên trong phản phất truyền đến một trận không cam lòng gào thét cùng tiếng gào thét. Từ vừa mới bắt đầu va chạm lúc, cả hai dặn co không xong, đến một lát sau có thể rõ ràng cảm giác nguồn gốc từ thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng tinh thần tại một chút xíu tiêu tán, là hồn châu đối đầu thất khiếu tinh thạch bên trong ý thức, giống như là thiên nhiên khắc chế bình thường, tại đối mặt lạc hồn châu lực lượng lúc, cho dù bên trong ý thức dãy dụ thế nào đi nữa, cũng chỉ có bị chậm rãi ma diệt phần. Chờ qua sau một lúc lâu, nguồn gốc từ thất khiếu tinh thạch bên trong tinh thần ý thức tự hồ cảm thấy nguy hiểm, một chút rụt trở về. Không còn chủ động tiến công, mà là bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. Cái này một chút, thất khiếu tinh thạch liền tự như xác rùa đen bình thường, để người không chỗ hạ miệng, cho dù là lạc hồn châu cũng chỉ có thể chậm rãi mai mà lại thất khiếu tinh thạch bên trong lực lượng tinh thần quá mức to lớn, vững như sắt thép, cứng rắn giống như ngoan thạch. Cho dù là hồn châu có được làm hao mòn ý chí, tàn trả tinh thần kỳ dị công hiệu. Nhưng đối mặt nghiêm phòng tử thủ, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể hoàn toàn triệt để đem diệt. Bất quá thẩm ngọc thời gian có rất nhiều, hắn có thể từ từ sẽ đến. Ỷ vào lạc hồn châu, nước chảy đá mòn phía dưới, không được bao lâu liền có thể triệt để mẫn diệt rơi thất khiếu tinh thạch bên trong tinh thần ý chí. Dạng này thất khiếu tinh thạch mới có thể chân chính cho mình sử dụng, cũng chỉ có dạng này thất khiếu tinh thạch hắn mới dám thoải mái thu nạp trong đó lực lượng thất khiếu tinh thạch nhất thời nữa khắc là trông cậy vào không lên thẩm ngọc lại đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tùng nam phủ làm điều phi pháp người thu thập dạng này người mới có thể thành công đánh dấu mà đánh dấu càng nhiều mình nội tình cũng liền càng phong phú thế nhưng là toàn bộ tùng nam phủ đầu to sớm đã bị mình thu thập một lần còn lại những cái kia coi như thu hết nhặt một lần cũng quá sức có thể đánh dấu đạt được bao nhiêu đồ tốt không nghĩ tới một ngày kia làm điều phi pháp người ít, ngược lại để hắn có chút nhức đầu. Bất quá cũng không quan hệ, Tùng Nam Phủ không có, vậy liền đi Tùng Nam Phủ bên ngoài. Đơn giản chính là xa một chút, nhiều chạy hai chuyến sự tình mà thôi. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Ngọc lập tức ngựa không ngừng vó bốn phía xuất kích, trực tiếp tiêu diệt các nơi chiếm cứ họa loạn một phương sơn phỉ loại hình. Dạng này không chỉ có nhanh, mà lại đánh dấu chất lượng còn cao. Khoảng thời gian này, Thẩm Ngọc không chỉ có đánh dấu đạt được gần trăm năm công lực, để hắn thực lực nâng cao một bước còn đánh dấu linh tê nhất chỉ, bài vân trưởng, cùng tam phân quy nguyên khí loại hình võ công. Trừ cái đó ra, còn tại tiêu diệt phi vân trọng thời điểm, ngoài ý muốn tính đem mình không gian trữ vật khuếch trương gấp 10, hắn bây giờ có được không gian trữ vật chừng hơn ngàn phương. Cho dù hắn khoảng thời gian này đạt được không ít vạn bạc châu báu tồn tại bên trong, cũng vẫn là nhìn trống rỗng, đều không biết muốn hướng bên trong tồn những thứ gì mới tốt nữa. Đại nhân, đại nhân. Cái này một ngày, thẩm ngọc vừa lúc ở phủ nha bên trong, bùng ba hồi lâu ngẫu nhiên cũng phải thở một ngụm bất quá cái này thời điểm hắn không có nghỉ ngơi mà là ngay tại xoa kiếm Nguyên hồng kiếm sắc bén vô sông vốn không lúc cần phải lúc lâu thẩm ngọc làm như vậy kỳ thật cũng là tại dưỡng kiếm lúc nào cũng cần lâu thời gian sử dụng mới có thể thẳng tiến không lùi cũng chính là ở thời điểm này bên tai liền truyền đến lương như nhạc thanh âm không cần phải nói khẳng định là có chuyện đại nhân trần tiên sinh tới trần tiên sinh hắn lại tới làm cái gì không gặp hắn đến chuẩn không có chuyện tốt lành gì thẩm đại nhân, không mời mà tới, mong rằng thẩm đại nhân thứ tội. Không đợi lương như nhạc ra ngoài đem người chặn lại, Trần Tiên sinh mình đã đi vào rồi. Thẩm đại nhân, ngươi là cái gì thời điểm chọc phải hắc y vệ điện tiền ti rồi? Hắc y vệ điện tiền ti? Các loại, ngươi làm sao biết? Ngươi thật chọc tới bọn hắn rồi. Ngươi có biết hay không ngay cả tổng đốc đại nhân, đều đối với những người này kiên kỵ ba phần. Nhìn thấy thẩm ngọc hiện tại chẳng hề để ý dáng vẻ. Trần Tiên Sinh nhìn không được thở dài một hơi, tổng có chút giận không tranh cảm giác, cũng không biết nói vị này thẩm đại nhân là người không biết không sợ đâu còn đầu sắt đâu điện tiền ti đều là thứ gì người ta thế nhưng là tình báo cùng hành động ông đồm ai bị bọn hắn để mắt tới ban đêm đều ngủ không ngon giấc nhưng vị gia này ngược lại tốt rõ ràng chọc tới bọn hắn còn mặt mũi tràn đầy không quan tâm đại ca ngươi chính là cái tri phủ mà thôi tại người ta trước mặt chính là cái lớn bằng hạt vườn quang bất quá khi thấy thẩm ngọc kia cẩn thận tỉ mỉ xoa kiếm dáng vẻ lúc trần tiên sinh há to miệng nhưng sau đó lại nhắm lại tốt à vị này thẩm đại nhân đã sớm không phải mình trước đó nhận biết thẩm đại nhân người ta hiện tại hoàn toàn chính xác có cứng như vậy vừa vốn liếng mà lại lần này thẩm ngọc cho hắn cảm giác càng đáng sợ ngay từ đầu nhìn thấy đối phương thời điểm chỉ là cảm giác đối phương trở nên thường thường không có gì lạ trần tiên sinh trong lòng rất rõ ràng kia là phản phát quy chân khi lại lần nữa cẩn thận dò xét đối phương khí tức lúc nhưng lại cảm giác tự như mênh mông như hải lại vô hình không chất khó mà nắm lấy mà cái này thời điểm đối phương tự hồ cũng có chỗ cảm giác, liền ngẩng đầu nhìn mình một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để cho mình từ đầu đến chân khắp cả người phát lạnh. Kia ánh mắt đáng sợ, kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm thế càng đáng sợ. Nếu là thật gặp gỡ sự tình gì, cùng lắm thì người ta cái này tri phủ không làm, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải nhiều hiếm có. Có thể đối tại triều đình mà nói, đối với dạng này thiên tài lôi kéo còn đến không kịp, làm sao lại tùy tiện thả hắn chảy vào trong giang hồ tổn thất như thế một cái thiên tài, kia thế nhưng là tổn thất thật lớn. Những thiên tài này luôn luôn có đặc quyền, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, cho dù là triều đình cũng sẽ không làm quá kích sự tình tới. Trần Tiên Sinh gấp gáp như vậy tới, thế nhưng là điện tiền tiên người xuất thủ. Cái này thời điểm, nguyên bản ngay tại lau bảo kiếm thẩm ngọc trốt cục ngừng động tác trong tay. Để cho bọn họ tới, xảy ra chuyện gì, bản quan đến kháng. Thẩm Đại Nhân, lần này khác biệt dĩ vãng. Thẩm Đại Nhân có biết, điện tiền ti thống lĩnh trên triều đình đối thẩm đại nhân một trận mảnh khen hắn nói thẩm đại nhân lấy sức một mình đem thiên huyết giáo tất cả cứ điểm rút ra cơ hồ đem toàn bộ thiên huyết giáo quét ngang công huân rất cao lẽ ra ngợi khen hơn nữa còn nói như thẩm đại nhân bực này nhân tài có thể nào chỉ là khu khu một cái tri phủ đâu những này nghe là lời hữu ích a à, nghe thẩm ngọc đều cảm thấy có chút không đúng bọn hắn còn có thể tốt như vậy có thế bất kể hiềm khích lúc trước trên triều đình cho ta nói tốt thẩm đại nhân làm sao còn không có nghe rõ bọn hắn đương nhiên không có tốt như vậy, bọn hắn đây là tại cho ngươi đào hố đâu. Chương 204 Nhưng ta có hứng thú Nguồn Mê truyện audio com Bọn hắn đây là nâng dết Không chỉ là nâng dết, kỳ thật cũng là đang đánh cược một thanh, nhìn xem thẩm đại nhân có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Lắc đầu, Trần Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ nói, dựa theo bọn hắn ý tứ, thẩm đại nhân hẳn là bị đại lực đề bạc, nhưng ánh sáng bình quét ngang thiên huyết giáo chiến tích còn không thể hoàn toàn phục chúng. Cho nên, trừ cái đó ra thẩm đại nhân cần lại lập một công lúc này mới có thể để người nhìn thấy thẩm đại nhân ngươi trên thân là có bản lĩnh thật sự mà không phải chỉ là nhất thời hảo vận mấu chốt ngay tại cái này khác lập một công lên ồ cái này một chút thẩm ngọc cũng nghe minh bạch hợp lấy tại nơi này chờ lấy hắn đâu khác lập một công cái kia như vậy dễ dàng tám thành liền muốn cho hắn đào hố bất quá hắn đối với cái này không chút nào để ý bọn hắn muốn mình đi vậy mình liền không phải đi a à, nói đùa thân thể hướng bên cạnh một nằm Thẩm Ngọc có chút hững hờ nói, vậy bọn hắn là muốn cho ta lập cái gì công? Bọn hắn muốn để Thẩm Đại Nhân đi bắt địa Bắc Sơn Vực, Thẩm Đại Nhân khả năng có chỗ không biết, bắt cảnh bây giờ ngay tại mất mùa hơn phân nửa bắt Sơn Vực không thu hoạch được một hạt nào, bách tính tất cả đều trôi dạt khắp nơi. Gần nhất lại tra ra triều đình phái phát chẩn tai khoản bị tầng tầng cắt xén, bắt địa hồ tộc lại tại ngon ngoe muốn động. Có thể nói, hiện tại bắt địa hình thức trắc trối phức tạp, mà lại bắt địa nhiều nhiệt huyết hào kiệt chi sĩ, hiện tại bắt địa nạn đói khắp nơi trên đất, liền nhiều lần truyền ra có giang hồ hiệp khách tru sát tham quan, mở kho phát thốc tin tức. Nói đến nơi này, Trần Tiên Sinh một mặt lo lắng, mặt lộ vẻ xoắn suýt nói, trong này đương nhiên là có nhất thời nhiệt huyết hào hiệp, nhưng cũng không thiếu trong đó có mưu đồ làm loạn chi đồ. Vì thế, triều đình liên tiếp phái ra mấy vị khâm sai nghiêm tra tham ô, cứu tế nạn dân, trấn an bách tính. Kết quả, mấy vị khâm sai đều là một đi không trở lại. Mà lại, trong đó còn có hai vị bị những tham quan kia ô lại đã kéo xuống nước, thậm chí cùng những tham quan kia ô lại cùng nhau thịt cá bách tính. Chuyện này lộ ra ánh sáng về sau, trước đó một người bị hắc y vệ cầm xuống đưa về kinh thành thẩm phán, một người khác thì là trực tiếp bị bắt địa những cái được gọi là hào hiệp tru sát. Dết tốt. Nghe được lời như vậy, thẩm ngọc không chỉ có không có cảm thấy một điểm không đúng, ngược lại tự hồ đối với này rất là đồng ý, tham quan ô lại người người có thể tru diệt, dạng này người liền nên thấy một cái dết một cái. Vâng, tham quan ô lại là nên dết, nhưng kia là đại biểu Triều đình Khâm Sai, đại biểu cho Hoàng Triều Chi Uy. Có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Ngọc một chút, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, à, làm sao lại bắt không được trọng điểm đâu. Dạng này người coi như muốn giết, cũng không thể liền như thế động thủ. Người cho dù là âm thầm làm đâu, chúng ta còn có thể biên cái lý do nói là đột phát tật bệnh. Hết lần này tới lần khác muốn như thế cao điệu trước mắt bao người đem người chết sau đó nhẹ nhàng rời đi đây không phải tại trước mặt mọi người đánh mặt a à, chính vì vậy bây giờ trong lúc nhất thời bác địa giang hồ cùng triều đình quan hệ lâm vào trước nay chưa từng có khẩn trương thậm chí có một loại dương cung bạc kiếm thái độ cái này cũng chưa tính cứu tế thuế ruộng bị cắt xén lấy về phần dân đói khắp nơi trên đất kêu ca sôi trào vì mạng sống những này bách tính thậm chí coi con là thức ăn hơi không cẩn thận những cái kia dân đói chính là có thể liệu nguyên liệt hỏa hiện bây giờ bác địa tin tức còn bị đè ép cho nên phía ngoài nghe đồn rất ít, nhưng trên thực tế nơi đó cơ hồ loạn thành một bầy. Trần Tiên Sinh đối Thẩm Ngọc chậm rãi mà nói, mà những tin tức này hắn cũng rất ít biết. Xem ra phong tỏa tin tức phương diện, Triều Đình vẫn là tương đối có một tay. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Trần Tiên Sinh trên mặt biểu lộ càng phát trình trọng nghiêm túc, đây là Thẩm Ngọc lần thứ nhất từ hắn trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Thẩm đại nhân, bây giờ nơi đó đã là đạo vị khắp nơi trên đất, người chết đói khắp nơi, những cái kia tà phái cao thủ càng là đại lượng tràn vào thừa cơ hoành hành không sợ, gây sóng gió. Làm điều phi pháp người đây càng là bất kể số, đại bộ phận địa phương cái kia còn có đạo đức quốc pháp có thể nói. Ngày xưa bắc địa, bây giờ đã là... Ai? Lắc đầu, Trần Tiên Sinh cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, khẩn thiết nói, tóm lại, nơi đó không thể đi. Là như thế này. Những tin tức này rất nhiều, nhiều đến thẩm ngọc cần chậm rãi tiêu hóa. Nhẹ tay điểm nhẹ tại trên chui kiếm, một chút lại một chút, phản phất đang tự hỏi cái gì, khó mà lựa chọn vậy bọn hắn ý là, để ta đi. Không sai, trước đó trên triều đình thảo luận chính là bắt địa sự tình. Sau đó, điện tiền ti mảnh khen thẩm đại nhân, vì chính là đem thẩm đại nhân đẩy lên đi, muốn để thẩm đại nhân đại biểu triều đình đi bắt địa. Nói đến nơi này, Trần Tiên Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Nơi đó hiện tại nơi đó chính là cái thùng thuốc nổ, khả năng một đống lửa, liền sẽ triệt để dẫn đốt bào tạc. Có lẽ chỉ có thể dựa vào đại quân áp cảnh, mới là ổn thỏa nhất phương thức. Có thể nói cái này thời điểm vô luận ai trôi qua, đều không phải nhặt công lao, mà là rõ ràng dùng để cống nồi. Điện tiền ti người không phải tại nâng hắn, rõ ràng là tại hố hắn, mà lại là muốn hố chết hắn. Chỉ cần đi, liền có khả năng để người cho bao lấy. Đương nhiên, thực hiện tại cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Thẩm ngọc người này công lực thâm hậu, mà lại nổi danh đầu sắc, có lẽ hắn đi bắt địa sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem hắn phái qua, có thể giải quyết vấn đề tốt nhất, người kia cũng là bọn hắn điện tiền ti đề cử. Nếu là không giải quyết được, vậy ngươi liền đợi đến cổng nồi đi. À hữu, điện tiền ti đều là kiếm bồn không lỗ, vị này đại thống lĩnh cũng không là bình thường không khéo. Mà tổng đốc đại nhân sở dĩ để hắn tới nhắc nhở một chút, chính là sợ vị này thẩm đại nhân một chút để người lấy lòng hai câu, liền vỗ ngực đồng ý, giống như vậy 20 tuổi người trẻ tuổi, nhất là không nghe được lấy lòng, rất dễ dàng nhẹ nhàng. Bất quá tổng đốc đại nhân hiển nhiên là có chút quá lo lắng, vị này thẩm đại nhân thế nhưng là so trong tưởng tượng còn muốn cẩu, lão thành ngay cả mình đều có chút tự thẹn không bằng. Lấy hắn dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, đây cũng không phải là loại kia bị người dăm ba câu thổi phồng đến mức tìm không thấy nam bắt người. Những cái kia muốn sáo lộ hắn, sợ là có chút khó khăn. Thẩm đại nhân, triều đình mệnh lệnh dưới đến về sau, thẩm đại nhân đại khái có thể cự tuyệt. Yên tâm, thẩm đại nhân hiện tại có cự tuyệt vốn liếng. Cự tuyệt. Ta tại sao phải cự tuyệt? Ngẩng đầu, thẩm ngọc ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần tiên sinh, trần tiên sinh, ngươi vừa vặn nói nơi đó đạo vị khắp nơi trên đất. Làm điều phi pháp người vô số kể đúng bây giờ bắc địa rất nguy hiểm dân đói vô số người chết đói khắp nơi lễ nghi đạo đức sớm đã bị ném đến một bên thậm chí là ăn người đều có thẩm đại nhân ban đầu chỗ bách an huyện cũng từng trải qua thủy tai nhưng nếu cùng thời khắc này bắc địa so sánh đó bất quá là tiểu vu thấy đại vu mà thôi ngươi khả năng mãi mãi cũng không biết cái loại người này lâm vào tuyệt cảnh thời điểm tàn khốc ai khẽ thở dài một cái tự hồ là đang vì bắc địa những cái kia bách tính lo lắng nạn đói khắp nơi trên đất coi con là thức ăn, khả năng chỉ là trên sách mấy câu, nhưng những cái kia đọc sách người vĩnh viễn cũng vô pháp thiết thực cảm nhận được vậy chân chính tuyệt vọng. Như thế, vậy ta liền có hứng thú hơn. Kiếm trong tay cắm ở bên cạnh, thẩm ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tiên Sinh. Như cái này bắt địa thật sự là như thế, vậy ta còn thật sự không đi không được. Cái gì đồ chơi, thẩm đại nhân, chuyện này ta nhưng không thể xúc động a. À. Nhưng ta có hứng thú, ta cũng nhất định phải đi. Tại người khác xem ra, Bắc Sơn vực ở vào tại nạn đói bên trong, đạo đức không có khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng nơi này đối thẩm ngọc mà nói chính là bảo địa. Nếu là thao tác tốt, nói không chừng thời thời khắc khắc đều có thể đánh dấu đạt được ban thưởng, chờ đến kia thời điểm vậy hắn còn không bay lên. Trong lúc nhất thời, thẩm ngọc cũng có chút hưng phấn, tự như nhìn thấy công lực của mình cảnh giới đang phong tạo cực một khắc này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chút can đảm này hắn vẫn phải có. Chương 205 Có thanh kiếm này là đủ rồi. Nguồn Mê truyện audio.com. Thẩm đại nhân, vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Tiên sinh nhìn về phía Thẩm Ngọc, ánh mắt đều có chút biến hóa. Hắn không rõ, mình đem vấn đề đã nói nghiêm trọng như vậy, người trẻ tuổi này không chỉ có không có lùi bước, ngược lại chủ động muốn đi, mà lại ngôn từ khẩn thiết, không giống làm bộ. Người có biết hay không nơi đó là tình huống như thế nào? Chỉ là triều đình phái hạ tuần sát địa phương không sai đều đã có năm cái, trừ cái kia bởi vì tham ô bị cầm súng mang đến kinh thành thẩm phán bên ngoài, còn lại từng cái cũng chưa trở lại những người này vì cái gì ngay cả khâm sai cũng dám động thủ, nói rõ trong này nước không chỉ là sâu, mà lại là sâu không thấy đấy cái chủng loại kia. Trong này đến tột cùng liên lụy bao nhiêu lợi ích gút mắt, đến tột cùng có bao nhiêu thế lực tham dự, thậm chí những thế lực này có hay không liên hợp cùng một chỗ, đều hoàn toàn không được biết. Nhưng duy nhất minh xác biết đến, chính là có người không muốn để cho bác địa nạn đói rất nhanh chìm xuống, bọn hắn sẽ không ngừng ngăn trở hết thảy. Có lẽ có ít người là vì trữ hàng đầu cơ tích trữ, đầu cơ trục lợi lương thực. Có lẽ là vì lợi ích của mỗi người, dùng cái này giành càng nhiều quyền thế địa vị, thậm chí có lẽ là mưu đồ làm loạn. Càng có thể có thế chính là những này đều có, mà lại những thế lực này vì lợi ích của mỗi người, lựa chọn không hẹn mà cùng xuất thủ. Bọn hắn lực lượng tổ hợp lại với nhau, cho dù là triều đình cũng không thể không để ý tới ba phần. Cho nên Trần Tiên Sinh mới phát giác được muốn giải quyết bắt địa tình huống, nhất định phải xuất động đại quân không thể. Lấy quân đội đàn áp hết thảy không phục, lại dựa vào mở kho cứu tế nạn dân, mới có thể thuận lợi đem hết thảy lắng lại. Vị này thẩm đại nhân tuy mạnh, nhưng một người muốn đối mặt nhiều như vậy thế lực chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực cuối cùng sự tình không có giải quyết hết chỉ sợ sẽ còn gây một thân phiền phức điểm này hắn đã nói rất rõ ràng nhưng hắn không rõ cũng hoàn toàn không không hiểu vị này thẩm đại nhân vì sao lại chủ động yêu cầu đi nào có vì cái gì bắt Bác địa bách tính khốn khổ người chết đói khắp nơi coi con là thức ăn người chỗ nào cũng có mỗi ngày chết đói cái này vô số kể bản quan đã biết liền không thể nhìn tới không để ý tới bản quan biết nơi đó rất khó chính vì vậy bản quan mới càng phải đi ta nếu là không đi trong lòng ý khó bình nhìn trần tiên sinh một chút thẩm ngọc có chút hơi ngẩng đầu nhẹ nói cho dù lại khó dù ngàn vạn người ta tới vậy thế nhưng là thẩm đại nhân bắc địa bây giờ thực sự là quá nguy hiểm nơi này tình huống phức tạp đến vượt qua tưởng tượng của ngươi hắn lúc đến từng nghĩ tới vô số loại khả năng lại duy chỉ có không nghĩ tới thẩm ngọc vậy mà nghe xong chủ động muốn đi tổng đốc đại nhân để hắn tới nhắc nhở một chút lấy hắn đối vị này thẩm đại nhân hiểu rõ vốn cho rằng đây là cái mười phần chắc chính sống, ai có thể nghĩ tới cuối cùng người ta sẽ chủ động đi. Hôm nay là không phải mặt trời mọc từ hướng Tây, còn là hắn hiện tại chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ đâu, Trần Tiên Sinh, chính là bởi vì nơi đó nguy hiểm ta mới càng phải đi. Chúng ta người đọc sách chính là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Khó, là khó khăn chút. Nhưng bản quan tin tưởng, có chí ác làm nên. Cho dù là nguy hiểm lại như thế nào, cho dù là chết tại nơi đó như thế nào dư tâm hướng tới, cửu tử mà còn chưa hối hận. Những lời này không chỉ là tại lừa gạt Trần Tiên Sinh, có một bộ phận cũng là biểu lộ cảm xúc. Vì thuận miệng bị chuyện, hắn đã đem mình trong đầu có thể nghĩ ra tới từ nói cái bảy tám phần. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí thành công đem mình thuyết phục, thẩm ngọc cũng cảm thấy mình nên đi. Không chỉ là vì đánh dấu, cũng là vì như vậy đói khổ lạnh lẽo bên trong bắc địa bách tính. Một ít chuyện nếu là không biết thì cũng thôi đi, đã biết, vậy mình liền nhất định phải làm cái gì triều đình vì bắt địa sự tình liên tiếp phái ra mấy vị khâm sai không chỉ có sự tình không có giải quyết mà lại sự tình cũng càng ngày càng khó khống chế cho nên chỉ sợ triều đình đã làm dự tính xấu nhất thẩm ngọc rất rõ ràng đao binh cùng một chỗ chính là máu chảy thành sông cưỡng ép ổn định đồng thời sợ cũng sẽ có từng chồng bạch cốt cho nên hắn càng thấy mình nên đi có lẽ mình khả năng không thành công có lẽ hết thảy cố gắng đều đem uổng phí thế nhưng là thẩm ngọc y nguyên cảm thấy mình phải đi không đi thử thử, ai lại biết mình có được hay không đâu. Nếu là ngay cả làm đều không làm, cố gắng đều không cố gắng. Chính như hắn vừa vặn nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ trong lòng ý khó bình. Cái này thời điểm, trong lòng ngực một điểm hạo nhiên khí tự hồ tới lẫn nhau chiếu rọi. Khi Thẩm Ngọc yên lặng hạ quyết tâm một khắc này, trong lúc nhất thời, hạo nhiên khí mãnh liệt bừng bừng phấn chấn, đem hắn khí chất phụ trợ vô cùng cao lớn. Giờ khắc này Thẩm Ngọc, toàn thân phản phất bao phủ một tầng quang minh chính nghĩa chi khí, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thân ảnh trở nên dị thường vĩ ngạn, để người nhìn tới liền không khỏi sinh lòng kính ngưỡng tôn sùng cảm giác. Từ được đến hạo nhiên khí đến nay, hạo nhiên khí một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thẩm ngọc, mà thẩm ngọc lựa chọn cùng quyết tâm đồng thời cũng sẽ trả lại tư dưỡng hạo nhiên khí. Nếu là trong lòng còn có e ngại, hoặc là đối với cái này nhìn tới không gặp, làm sao lấy gánh chịu cái này chính đại cương trực hạo nhiên chi khí? Thẩm đại nhân, ngươi. Giờ khắc này, thẩm ngọc liền giống như thần chung mộ cổ bình thường, một chút lại một chút phản phất nói đến lòng người chỗ sâu, kích động kia lâu dấu nhiệt huyết. Nhất là cuối cùng hạo nhiên khí dâng lên mà ra kia một mạng, đầy đối với Trần Tiên Sinh xung kích có thể nghĩ, kia là khó mà diễn tả bằng ngôn từ rung động. Nhìn về phía thẩm ngọc thời điểm, hắn vậy mà không tự chủ được hưng khởi một cổ sùng kính chi ý, dạng này cảm giác là hắn trước nay chưa từng có, cho dù là tại đối mặt đông chủ cùng tổng đốc thời điểm, hắn cũng chưa từng dạng này qua. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền hiểu, trước mắt cái này không phải một cái đơn thuần người trẻ tuổi, mà là một cái chân chính đáng giá sinh lòng tôn kính quan tốt, ngược lại là mình tư tưởng nhỏ hẹp. Dạng này quan có thể sẽ tại việc nhỏ bên trên tính toán chi ly, nhưng đối mặt trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, vĩnh viễn là cái thứ nhất xông vào trước mặt. Thẩm đại nhân, ta hiểu được, xin nhận ta cúi đầu. Giờ khắc này, Trần Tiên Sinh phản phất nghĩ thông suốt cái gì, nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, trùng điệp hướng Thẩm Ngọc cúi đầu. Trần Tiên Sinh, đừng. Kéo lên một cái Trần Tiên Sinh, Thẩm Ngọc mặc dù cảm thấy hắn cùng mình kết giao lúc xen lẫn quá nhiều hàng lậu, cho nên về sau liền không thể nào chào đón hắn. Nhưng có thời điểm cũng sẽ phát hiện, tại Trần Tiên Sinh đáy lòng chỗ sâu vẫn là còn có một chút thuần lương người đọc sách nhiệt huyết. Trần Tiên Sinh, nếu là triều đình chọn phái đi ta đi, nhưng có thượng phương bảo kiếm loại hình, có thể lên cảm tham quan, hạ trừng phạt ô lại. Có là có, không chỉ có thượng phương bảo kiếm, tam phẩm trở xuống đều có thể tiền cảm hậu tấu. Hơn nữa còn sẽ có tùy hành vệ đội, tùy thời nghe ngươi điều khiển. Cái này thời điểm, Trần Tiên Sinh không còn xoắn suýt Thẩm Ngọc có đi hay không vấn đề, mà là cẩn thận giúp hắn phân tích bắt đầu. Bất quá nếu là điện tiền ti cố ý khó xử, một khi Thẩm Đại Nhân ngươi đồng ý, chỉ sợ đến thời điểm cái này đội tùy hành hộ vệ liền sẽ là điện tiền ti ngươi. Đến thời điểm liền sợ không chỉ có bọn hắn giúp không lên gấp cái gì, sẽ còn kéo ngươi lui lại, thậm chí có thể sẽ hạ ngán chân. Cho nên một khi Thẩm Đại Nhân ngươi đi, mặt ngươi đúng vấn đề sợ rằng sẽ so người khác còn nhiều hơn. Kia lại như thế nào, ta muốn chính là thanh này có thể giết người kiếm, có thanh kiếm này là đủ rồi tay giữ tại nguyên hồng trên chui kiếm thẩm ngọc trên thân sát khí bừng bừng phấn chấn phản phất mang đến lạnh lẽo thấu xương không biết vì cái gì trần tiên sinh tổng cảm giác lúc này thẩm ngọc mang theo vô tận sát ý hắn phản phất đã thấy bắt địa kia vô tận huyết sắc có thể đoán được vị này thẩm đại nhân nếu là đi cái này dậy vào trình độ sợ là muốn viễn siêu dĩ vãng chương hai trăm sáu chính là loại này cảm giác nguồn mê truyện audio com thẩm đại nhân ngươi thật quyết định không cần lại cân nhắc một chút. Đương nhiên, bản quan đã quyết định, không cần cân nhắc. Chờ Trần Tiên Sinh rời đi về sau không có mấy ngày thời gian, triều đình truyền chỉ người liền đến, những này hẳn là ra roi thúc ngựa mà tới. Mà lại truyền chỉ nội dung cũng làm cho người có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là mở đầu hung hăng ngợi khen, đằng sau mới bắt đầu nói chính sự. Mà lại không phải cưỡng chế hắn đi, mà là để hắn cân nhắc một chút. Nếu là nguyện ý, kia thẩm ngọc lập tức liền trở thành khâm sai, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm lao tới bắt địa nếu là không nguyện ý, vậy liền tiếp tục làm hắn tri phủ, cũng không có quan hệ gì. Mà lại càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là, tại thẩm ngọc nói xong mình nguyện ý đi về sau, đối phương lại sững sờ tại nơi đó. Dựa theo người bình thường phản ứng, cũng đều là thúc giục đi nhanh lên. Nhưng vị này ngược lại tốt, hung hăng để hắn cân nhắc một chút, mới hảo hảo cân nhắc một chút. Cái này có cái gì tốt cân nhắc, bỏ lớn bỏ lớn đánh dấu cơ hội liền bày ở trước mặt, sao có thể không động tâm nha. Thẩm đại nhân, ngươi thật quyết định. Nhìn về phía trước mắt cái này tuổi trẻ tri phủ, đến đây truyền chỉ phùng trì cũng hơi kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới treo đến trên triều đình tranh luận cả ngày người, vậy mà tuổi trẻ như thế quá phận, để người khó có thể tưởng tượng. Mà lại nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này tuổi trẻ trên thân người kia cổ khí chất, loại kia nói không rõ không nói rõ khí chất vậy mà để người không hiểu có một loại tôn kính cảm giác. Loại kia cảm giác tuyệt không phải bởi vì địa vị khác biệt, mà ra vẻ tôn kính, mà là nhìn thấy hắn liền từ nội tâm hiện lên tôn kính. Khi cảm giác, liền tựa như mình gặp được vị kia vì nước vì dân vất vả cả đời, đại công vô tư tam triều nguyên lão trần đi trần đại nhân. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, hắn đã đem bắt địa tình huống tỉ mỉ nói cho hắn một lần, lẽ ra là người cũng sẽ lòng có lo lắng. Nhưng đối mặt đi bắt địa lựa chọn lúc, người trẻ tuổi này vậy mà không chút do dự đồng ý, không có nửa điểm chần chờ. Hắn chẳng lẽ không biết, mình sở dĩ cùng hắn kỹ càng giới thiệu bắt địa tình huống, vốn là muốn để hắn biết khó mà lui a à, thật sâu nhìn xem đối phương, cuối cùng, Phùng Trì lặng lẽ tiến đến Thẩm Ngọc bên tai, nhỏ giọng nói, Thẩm Đại Nhân, kỳ thật, ngươi có thể cự tuyệt. Hắn lần này đến truyền chỉ, kỳ thật cũng không có cưỡng chế đối phương làm thế nào, truyền lại nội dung bên trên cũng nhiều là để hắn cân nhắc một chút mới quyết định, điểm này, liền có thể nhìn ra bệ hạ tâm tư tới. Hy vọng người trẻ tuổi này đi, nhưng lại không nở dạng này nhân tài. Cho nên, không cưỡng chế, toàn bằng chính hắn. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vẫn là không hy vọng hắn đi. Bực này nhân tài chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai sẽ là triều đình tuyệt đối lương đóng. Mà bắt địa quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền không về được. Minh Bạch nhà mình chủ thượng tâm ý phùng trì, đương nhiên muốn hung hăng khuyên hắn, thật không nghĩ đến người trẻ tuổi này ý chí như thế kiên định. Không cần suy tính, phùng công công, ý ta đã quyết. Tốt, rất tốt, triều đình quả nhiên không có nhìn lầm thẩm đại nhân, bệ hạ cũng không có nhìn lầm thẩm đại nhân. Trên mặt nở một nụ cười, cuối cùng, phùng trì lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái tiểu hộp, đưa cho thẩm ngọc. Thẩm đại nhân, đây là bệ hạ muốn ta giao cho thẩm đại nhân đồ vật. Bệ hạ nói, nếu là thẩm đại nhân nguyện ý đi bắt sơn vực, vậy cái này kiện đồ vật liền giao cho thẩm đại nhân ngươi. Ồ, có chút ngoài ý muốn kết quả tiểu học, thẩm ngọc có chút hiếu kỳ mở ra, bên trong lẳng lặng đặt vào một viên lệnh bài màu vàng ống, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây là, đây là bệ hạ lệnh bài, cái này mặc dù không phải điều binh chi hổ phù, nhưng bằng này cũng có thể tạm thời điều động bắt địa kiêu vân vệ tương trợ. Kiêu vân vệ thế nhưng là mạc vũ mạc tướng quân kiêu vân vệ ngẩng đầu thẩm ngọc có chút khiếp sợ nhìn xem đối phương tự hồ có chút không tin tưởng mình lỗ tai đúng vậy thật sự là bọn hắn đạt được trả lời khẳng định thẩm ngọc đột nhiên cảm thấy có chút triểu nặng kia thế nhưng là kiêu vân vệ quả thực có thể xưng là người tuổi trẻ mộng tưởng kiêu vân vệ thống lĩnh mạc vũ phụ thân chính là năm đó bắt cảnh thống binh đại tướng mạc vân sơn chỉ là mạc vân sơn tại trong giao chiến bị thương nặng không đến 40 tuổi liền đã buông tay nhân gian mà Mạc Vũ vì chống lên Mạc Gia, tuổi nhỏ tòng quân, nhiều lần lập chiến công. Càng là tại 10 năm trước bắt cảnh đại chiến bên trong, lấy tuổi mới 20, mang không đến 5.000 già yếu tàn tật độc thủ cô thành. Đối mặt hai mươi mấy vạn đại quân, dựa vào bản thân sức một mình, ngành sinh sinh tại nơi đó chống đỡ hạ mười mấy ngày, chống đến viện binh đến. Bắt cảnh đại chiến, triều đình vốn là hiện ra bại tướng, mà Mạc Vũ lại bằng sức một mình, kiềm chế lực đại lượng hồ tộc tinh nhuệ, khiến triều đình đại quân nắm lấy thời cơ, đại quân áp cảnh đem nhất cử đánh tan cho nên có người xưng mạc vũ vì một tay dơ cao bắt cảnh đơn kỵ trảm hồ lỗ từ đó danh truyền thiên hạ vì vạn người kính ngưỡng sau đó mạc vũ thủ phong tả vệ tướng quân tự tay tổ kiến kiêu vân vệ nghe đồn năm đó kiêu vân vệ tổ kiến thời điểm thiên hạ võ lâm nhiệt huyết chi sĩ nhau nhau tiến về bắt cảnh chính là muốn cùng vị tướng quân trẻ tuổi này kề vai chiến đấu mạc vũ tại bắt cảnh chiêu binh nửa năm đến báo danh không hạ mấy vạn người trong đó không thiếu thành danh nhiều năm võ lâm tiền bối nhưng cuối cùng kiêu vân vệ tổ kiến về sau cũng chỉ có chỉ là trăm người mà thôi cái này trăm người từng cái công lực thâm hậu dũng mãnh thiện chiến từng chính diện nghênh chiến bắt địa hộ tộc tinh nhuệ nhất đại trướng lan kỵ hơn trăm người kiêu vân vệ ngành sinh sinh chính diện phá tan ba vạn đại trướng lan kỵ một trận chiến thành danh trong truyền thuyết kiêu vân vệ sở thuộc đều là tiên thiên trở lên cao thủ thậm chí gần nửa đều là tông sư cảnh cao thủ nghe đồn kiêu vân vệ nhanh như lôi đình liệt như lửa mạnh mạnh như tinh cương càng là tới lui như gió giống như mây, để người khó mà nắm lấy. Những nơi đi qua thay ngang khắp đồng, đến nay chưa bại một lần. Không chút nào khoa trương, thiên hạ người trẻ tuổi, có một nửa trở lên muốn nhập kiêu vân vệ. Trong tay cái này mai lệnh bài, có thể chống đỡ 20 vạn hùng binh, đủ để áp đảo hết thảy. Có cái này một viên lệnh bài, vậy lần này bắt địa chuyến đi, liền không có trong tưởng tượng khó như vậy. Tại đưa cho Thẩm Ngọc lệnh bài cùng bàn giao tất cả mọi chuyện về sau, Phùng Trì liền mang theo người đi, phất phất tay không mang đi một án mây. Bất quá, nhưng lưu lại một đội đội ngũ, làm khâm sai vệ đội. Ý tứ cũng đã rất rõ ràng, ngươi tiếp chỉ cũng không cần đi kinh thành, khỏi phải chậm trễ công phu, trực tiếp xuất phát đi bắt địa đi, triều đình trên dưới đều chờ đợi tin tức đâu. Thẩm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem lưu lại cái kia một đội tinh nhuệ đội ngũ, chừng hơn trăm người chi chúng. Không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, hành tẩu ngồi nằm đều có chương pháp. Những người này từng cái khí tức cường hãn, tuyệt đối đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhìn Thẩm Ngọc còn tương đương hài lòng, bất quá sau đó truyền đến thanh âm quen thuộc, lại đem hắn tất cả ý nghĩ triệt để đánh không có. Thanh âm kia mặc dù chỉ nghe qua một lần, nhưng Thẩm Ngọc vẫn là có chút ấn tượng. Chính là từng có gặp mặt một lần Bành Nham, cái này thế nhưng là hắc y vệ điện tiền ti giáo úy, đại tông sư chi cảnh. Bành Nham, Bành giáo úy, điện tiền ti thật đúng là để mắt ta, vậy mà phái đại tông sư tới làm ta hộ vệ. Đại nhân đáng giá ta điện tiền ti làm như vậy cưỡi ngựa đi tới, Bành Nham chăm chú nhìn chăm chằm Thẩm Ngọc nhìn, ánh mắt sáng rực như muốn nhìn thấu hắn như vậy. Ta rất hiếu kỳ, Thẩm đại nhân tại sao lại đồng ý? Không ai so với hắn càng rõ ràng sự tình ngọn nguồn, tại đại thống lĩnh trong mắt, lần này đề nghị bất quá là gõ vị này Thẩm đại nhân một chút mà thôi. Lấy đối phương hiện tại vốn liếng, đương nhiên là có cái kia cự tuyệt lực lượng. Nhưng chỉ cần hắn cự tuyệt, bọn hắn liền có thể thừa cơ nổi lên, hảo hảo nhờ vào đó gõ một cái người trẻ tuổi này, để hắn đừng như vậy nhẹ nhàng nhưng nhìn tính vạn tính không nghĩ tới hắn thật sẽ đồng ý nếu là hắn không biết nơi đó phát sinh sự tình thì cũng thôi đi điện tiền ti tình báo rõ ràng viết nam hoa vực tổng đốc cố ý phái người tới nhắc nhở qua hắn thậm chí vị kia trong cung đại thái giám còn cố ý lại nói cho hắn một lần đủ để chứng minh lần này đi nguy hiểm nhưng dù cho như thế hắn vẫn đồng ý mà lại là không chút do dự đồng ý bành nham thật rất hiếu kỳ vì cái gì không có vì cái gì chỉ là vì để cho mình suy nghĩ thông suốt chỉ thế thôi ta không biết mình có thể hay không làm được nhưng cũng nên thử một lần. Giờ khắc này thẩm ngọc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương Bắc, cả người phản phất bao phủ một tầng quan mang, tách ra vô tư không sợ hạo nhiên chi ý, cái này một màn cũng làm cho bành nham nội tâm rung lên. Loại này cảm giác, chính là loại này cảm giác. Lúc trước ban đầu gặp mặt thời điểm liền để cho mình từ trong ra ngoài không tự chủ được sùng kính cảm giác. Dạng này thuần túy người, thật tồn tại a à? Chương 207 Dết hay không? Nguồn Mê truyện audio.com thẩm đại nhân lại hướng phía trước nhiều nhất còn có một ngày thời gian chính là bắc sơn vực người có muốn hay không nghĩ một chút không cần chúng ta ra roi thuốc ngựa lại nhanh một chút từ tiếp vào trần tiên sinh sớm truyền tin đến nay thẩm ngọc liền thật sớm đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong chỉ chờ triều đình truyền chỉ người tới đợi cho thu được triều đình ý chỉ thẩm ngọc liền lập tức xuất phát tùy hành cũng chỉ mang tới hà ẩn sơn cùng lương như nhạc hai cái tâm phúc sau đó cùng bành nham chờ người một đường đi nhanh lao tới bắc địa cái này thế giới đặc hữu hỏa lân mã không chỉ có sức chịu đựng cực mạnh mà lại ngày đi mấy ngàn dặm không thành vấn đề một nhóm sở hữu người đều là cao thủ một đường thay ngựa không thay người chỉ dùng mười mấy ngày thời gian liền đến bắc địa biên giới từ nơi này lại hướng bắc chính là bắc sơn vực bắc địa nạn đói tuyệt đại bộ phận là tại bắc sơn vực năm nay bắc sơn vực hơn phân nửa địa khu không thu hoạch được một hạt nào chung quanh hai vực chi địa cũng có tác động đến nhưng ảnh hưởng còn tại khả khống phạm vi bên trong duy chỉ có bắc sơn vực bản thân lương thực sản lượng không coi là nhiều mà lại sau đó rất nhiều địa phương mở kho phát thóc thời điểm lại phát hiện lớn nhất vài tòa kho lúa cơ hồ thâm hụt căn bản không có lương thực có thể dùng ngày bình thường các huyện kho lúa căn bản là trữ lương không nhiều hướng biên cảnh quân đội cung cấp lương còn có thể duy trì được thời khắc mấu chốt liền dựa vào lấy bắc sơn vực vài tòa đại kho lúa phát huy tác dụng nhưng nạn đói mới ra cái này vài tòa đại kho lúa lập tức hiện nguyên hình triều đình hạ lệnh các nơi mở kho phát thóc cứu tế bách tính kết quả không có lương thực có thể dùng. Mà lại hết lần này tới lần khác kho lúa thăm hụt tin tức còn không biết thế nào truyền ra ngoài, lấy về phần khiến cho lòng người bàn hoàng, dân tâm bất ổn. Đông đảo thương hội nhau nhau trữ hàng đầu cơ tích trữ, mua cao bán thấp, bác Sơn vực giá lương thực đã tiêu thăng đến một cái đáng sợ số lượng, nạn đói khắp nơi trên đất, người chết đói khắp nơi. Đối mặt như thế tình huống, bác Sơn vực tổng đốc trực tiếp bị mất chức điều tra, triều đình cũng lập tức điều động khâm sai. Một bên điều phối lương thực, mở kho phát thóc, trấn an nạn dân một bên xét xử tham ô, nghiêm trị gian thương. Thế nhưng là, vị thứ nhất không sai đi không bao lâu liền đột phát tật bệnh mà chết, triều đình tiếp lấy phái ra vị thứ hai, vị thứ hai lại chết không rõ ràng. Cái này một chút, cho dù ai cũng biết trong đó có vấn đề. Triều đình trước sau liên tiếp phái ra năm vị không sai, kết quả nạn đói đều không có đạt được rất tốt giải quyết, ngược lại những này không sai đều gấp đi vào. Không chỉ có như thế, triều đình cứu tế nạn dân chỗ điều động thuế ruộng lại còn bị tầng tầng cắt xén, lấy về phần nạn dân căn bản không chiếm được hữu hiệu cứu tế, lần này triều đình trên dưới là thật không thể nhịn, tiền gì cũng dám cầm, bọn hắn cũng không chê phỏng tay. Mà lại, tình huống này muốn so trong tưởng tượng phức tạp. Bắc Sơn vực tình huống mới ra, hắc y vệ cùng điện tiền ti, bộ môn, chính là về phần đại nội mật vệ, hổ nha vệ các loại, các lộ mật thám nhau nhau nhìn chầm chầm nơi này. Cho dù là dạng này, những người này vẫn như cũ dám đánh chẩn tai thuế ruộng chủ ý, cái này đã không chỉ có là gan lớn vấn đề, sợ là mưu đồ không nhỏ. Mà lại mấu chốt nhất là, bắc sơn vực lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp nơi đều là dân tâm sớm đã đại loạn tinh tinh chi hỏa đã có liệu nguyên chi thế trong đó có một loại thuyết pháp chính là triều đình căn bản không có cứu tế chi tâm cái gọi là điều động chẩn tai thuế ruộng đơn giản là hô hô khẩu hiệu căn bản không có phái phát hạ tới cái gọi là chẩn tai thuế ruộng bị tham ô mất đều chẳng qua là triều đình qua loa lấy cớ mà thôi kỳ thực là muốn nhìn bách tính tươi sống chết đói dạng này truyền ngôn rất buồn cười nhưng rất thật đáng buồn chính là có người tin mà lại tin tưởng có khối người cho dù là bắc địa trong chốn võ lâm cũng có không ít người tin tưởng lời đồn đại này dân loạn manh mối đã lên không ít địa phương đã có người xung kích huyện thành thậm chí là phủ thành dân đói đã dần dần bắt đầu biến thành loạn dân mà chỉ cần đổ máu coi như thu lại không được tay mà lại bắc địa cái gọi là hào hiệp nhóm cũng không nhàn rỗi bọn hắn có vết quan mở kho phát thóc có thì là cướp phú tế bần lấy về phần bắc địa người người cảm thấy bất an trừ cái đó ra còn có số lớn tà đạo cao thủ tràn vào, không ít võ công đều có thể lấy máu tươi cùng oán khí tăng thêm công lực. Bây giờ Bắc Sơn vực tình huống này, đối bọn hắn mà nói chính là tốt nhất sân luyện công, dùng một câu như cá gặp nước để hình dung cũng không đủ. Dù sao nạn đói phía dưới, chết đói người vô số kể, bọn hắn giết mấy cái lại có ai biết. Cho dù biết lại như thế nào, ai còn có tâm lực đến quản bọn hắn chút chuyện nhỏ này. Bắc Sơn vực trước sau nhiều như vậy vấn đề xuất hiện, đủ loại tình huống bại lộ, khiến cho triều đình trên dưới đã từ từ mất đi kiên nhẫn đã có phái binh trực tiếp đàn áp chi tâm. Nếu không phải làm tam triều nguyên lão trần đi trận đại nhân dựa vào lý lẽ biện luận, tăng thêm điện tiền ti đề cử thẩm ngọc ra, chỉ sợ lúc ấy thảo luận cũng không phải là phái không phái thẩm ngọc tới, mà là phái chi kia quân đội đến đây. Nghĩ đến nơi này, thẩm ngọc có chút đắng chát chát lắc đầu. Triều đình điều động lương thảo cần thời gian nhất định, mà khoảng thời gian này liền phải để thẩm ngọc nghĩ biện pháp chống đỡ. Nguyên bản trước đó hắn không gian trữ vật mở rộng gấp 10, còn tại đắc chí. Nhưng bây giờ xem ra, coi như lại mở rộng gấp 10, cũng là còn thiếu rất nhiều. Trước khi đến, hắn liền đã tại Tùng Nam Phủ mua sắm đại lượng lương thực, đem không gian trữ vật tồn tràn đây. Nhưng những này lương thực cùng hàng trăm hàng ngàn vạn dân đói so ra, không khác hạt cát trong sa mạc. Nếu là bình phát hạ đi, ngay cả một ngày thời gian đều nhìn không được. Bất quá bắc địa cũng không phải không có lương, những cái kia đại thương hội, hào cường thân sĩ trong tay tuyệt đối có lương. Thế nhưng là hiện bây giờ bọn hắn thế nhưng là dựa vào cái này phát tài, muốn từ bọn hắn trong miệng đoạt lương, khó dọc theo đại lộ một đường hướng bắc, còn chưa nhập hoàn toàn tiến vào Bắc Sơn vực, chung quanh liền đã bắt đầu dần dần nhiều chút lưa thưa kéo kéo chạy nạn người. Trống rỗng ánh mắt, vẻ mặt mờ mịt, chỉ là nước chảy bèo trôi máy móc hành động, từ bọn hắn trên thân, Thẩm Ngọc chỉ có thấy được chết lặng, căn bản không có chút nào hy vọng cùng một tia nhiệt tình có thể nói. Những này còn không vào Bắc Sơn vực, liền đã nhiều như vậy nạn dân rồi sao? Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối mặt tình huống trước mắt, Bành Nham ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, phản phất đối với cái này nhìn lắm thành quen đồng dạng. Thân là hắc y vệ điện tiền tiên người, những năm này hắn sống to gió lớn thấy cũng nhiều, trước mắt những này bất quá là tiểu tràng diện mà thôi. Trước mắt những này có thể chạy trốn tới nơi này nạn dân, kỳ thật bao nhiêu còn có đường sống, tối thiểu nhất còn có sợi cỏ vỏ cây có thể ăn. Thẩm đại nhân rất nhanh liền sẽ thấy, cái gì là chân chính nhân gian địa ngục, kia là người trong sách chỗ hoàn toàn không thấy được. Ngàn dặm chi địa bãi có bị đào rỗng, thân cây trở nên trụi lũi, khắp nơi tràn ngập đều là tuyệt vọng những cái kia sắp sửa chết đói người, từng cái liền như là cái xác không hồn. Quay đầu nhìn Thẩm Ngọc một chút, Bành Nham muốn từ hắn trên mặt nhìn thấy sợ hãi loại hình cảm xúc, thế nhưng là hắn thất vọng. Tại đối phương trên mặt, hắn không chỉ có không nhìn thấy một chút xíu dị dạng, ngược lại tự hồ nhiều hơn mấy phần kiên định. Thật là lạ, hiện tại người trẻ tuổi kia, giác ngộ đều cao như vậy rồi sao? Tại hướng bắt đi sau một khoảng thời gian, Thẩm Ngọc mang người tại một tòa trang viên ngừng xuống tới. Tại nơi này, bọn hắn thấy được lít nha lít nhít vây quanh vài trăm người dân đói những người này vây quanh ở tòa này không lớn ngoài trang viên không phải tại ăn xin mà là tại giết người tại đoạt lương đoạt a đoạt a đem lương thực cướp đi đem tất cả mọi thứ đều cướp đi ta đây đều là ta giết a giết a đem những này người đều giết một cái cũng không được bỏ qua cho dù cách rất xa thẩm ngọc ta vẫn là nghe được trong trang viên nữ nhân cùng bọn nhỏ buồn hào âm thanh cũng nghe được tranh đoạt quá trình bên trong dân đói ở giữa tiếng đánh nhau tiếng hò hét vì lương thực những này ngày xưa trung thực bản phận bách tính đã vết đỏ cả mắt những người kia đã điên rồi nắm trong tay lấy đau bọn hắn gặp người liền chặt thấy lương thực liền đoạt đói phía dưới dưới tuyệt cảnh người vô luận làm ra cái gì cũng không ngoài ý liệu thẩm đại nhân quay đầu nhìn thẩm ngọc một chút bành nham lặng lẽ rút ra bên hông mình đau sau đó nhẹ giọng hỏi vết hay không cái này trong lúc nhất thời thẩm ngọc cũng có chút do dự nói cho cùng những người này cũng là bách tính thẩm đại nhân nên ngừng không ngừng phản thụ loạn những này đổ máu nạn dân đã không phải là phổ thông bách tính bọn hắn là loạn dân Người xem một chút ánh mắt của bọn hắn trong tay cầm đao bọn hắn làm sao có thể lại buông xuống một khi con đường này đi lên liền không quay đầu lại được dù sao tân vất và khổ trồng trọt ăn xin được đến đồ vật cái kia so được dạng này giành được nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn lại những người này giống như điên cuồng trong mắt khát máu một cái choai choai hài tử trong tay trên đao còn chảy xuống máu tươi máu này đến tột cùng là ai liền không được biết rồi đổ máu nạn dân đã triệt để điên rồi, bọn hắn sẽ làm ra cái gì đều không kỳ quái. Giết, Kẻ giết người, giết, Người phản kháng, dết. Chương 208 Người đoán xem nhìn. Nguồn. Mê truyện audio.com Thẩm đại nhân, đều đã xử lý xong, sự tình cũng đều hỏi rõ ràng. Một đám đói khổ lạnh lẽo bên trong bách tính, đối mặt hắc y vệ tinh nhuệ nhất điện tiền ti, cơ hồ vừa đối mặt liền bị toàn bộ cầm xuống sau đó dùng không có một khắc đồng hồ bành nham liền đã đem trước sau tình huống hoàn toàn hiểu rõ thẩm đại nhân chỗ này trang viên là lô huyện phú thương bàn gia sản nghiệp bàn gia trong nhà ruộng tốt trăm ngàn mẫu thành nội còn có lương cửa hàng vừa gạo hiệu cầm đồ còn có thanh lâu kỹ quán chờ chút có thể nói là lô huyện nhất đẳng thương nhân nói đến nơi này bành nham nhịn không được trào phúng cười một tiếng thẩm đại nhân có biết bàn gia lần này sở dĩ sẽ đến chỗ này trang viên là vì cái gì nói xong không đợi thẩm ngọc nói tiếp Bành Nham mượn chế dẻo nói, bọn hắn là vì tránh né Lô Huyện huyện lệnh. Từ nạn đói đến nay, Lô Huyện huyện lệnh nhiều lần triệu tập bọn hắn những này đại hào thương, để bọn hắn hiến cho lương thực cứu tế nạn dân. Nhưng bọn hắn trữ hàng đầu cơ tích trữ còn đến không kịp, làm sao có thể đem lương thực lấy ra? Lương chỗ này đã trách nát trang viên một chút, Bành Nham tiếp tục nói, bất quá, bàn gia cũng không nguyện ý cùng huyện lệnh xung đột, dứt khoát liền từ huyện trong thành ra, trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Lại một cái, tại huyện thành bên ngoài bọn hắn còn có thể thỏa thích tự dân đói bên trong tìm kiếm một chút tuổi trẻ thiếu nữ, đi tràn đầy bọn hắn tại trong huyện thành mở thanh lâu kỹ quán. Tại cái này nạn đói chi niên, một đấu gạo liền có thể đổi một cái túng mỹ thiếu nữ. Thậm chí, ngay cả lương thực đều không cần ra. Chỉ cần cho một miếng cơm ăn, có là người nguyện ý cùng đi theo. 3. Kiếm trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống, thẩm ngọc cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn chỗ kia trang viên. Lúc đầu còn có mấy phần lòng thương hại, cái này một chút hoàn toàn biến mất vô tung thừa dịp lửa đánh cướp, hoàn toàn chính xác nên giết. Không, thẩm đại nhân sai, nạn đói chi niên có một miếng cơm ăn coi như không tệ. Cho dù là bán thân thể của mình, tối thiểu bọn hắn còn có thể sống sót, cho dù là cậu thả sống sót. Thẩm đại nhân có biết cánh đồng hoang vu này phía trên có bao nhiêu bạch cốt, bọn hắn suốt liên tục bán mình cơ hội đều không có. Phản phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, trong lúc nhất thời, bành nhằm có chút sững sờ tại nơi đó. Nhìn về phía những cái kia dân đói thời điểm, cũng không có trước đó như vậy lãnh khốc, một lúc sau, Bành Nham mới lấy lại tinh thần, nói tiếp, tại dân đói bên trong, bàn gia coi trọng một vị dung mạo đẹp để thiếu nữ, nhưng hắn phụ thân chính là không bán, cái này cũng chọc giận người nhà họ bàn. Cho nên, trong cơn giận dữ, bàn gia chào hỏi gia đình động thủ trực tiếp cướp người. Ai nghĩ đến, lần này đụng phải cái kẻ khó chơi. Đối phương công phu không yếu, phấn khởi phản kháng phía dưới liên sát mấy người. Phía sau, người này lại kích động sở hữu người cùng một chỗ động thủ. Kết quả tiểu loạn biến thành đại loạn, xáo trộn, lại biến thành cướp bóc đốt giết, liền trở thành hiện tại chúng ta nhìn thấy dáng vẻ hư biết được tiền căn hậu quả thẩm ngọc cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng đáng thương người tất có chỗ đáng hận những người này tự mình tìm đường chết lại trách được ai bên trong nhưng còn có người may mắn còn sống sót không có lắc đầu bành nham chẳng hề để ý nói trang viên này bên trong người già trẻ em đều bị đồ không còn một móng ngay cả hài tử bọn hắn đều không có bỏ qua từ trên xuống dưới nhà họ bàn hẳn không có người đào thoát dân đói một khi biến thành loạn dân bọn hắn tàn nhẫn sẽ vượt qua thẩm đại nhân tưởng tượng, người tại trong tuyệt vọng sở tác sở vi, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Biết. Nhẹ gật đầu, thẩm ngọc ra hiệu mình đã minh bạch. Tay tại chui kiếm lên một chút tiếp lấy một chút gõ, tâm tư cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thẩm ngọc rất rõ ràng, giống như vậy tình huống chỉ là một gốc của băng sơn mà thôi. Một ngày không giải quyết nạn đói, không giải quyết vấn đề lương thực, những chuyện này liền hữu duyên cũng sẽ không đoạn tuyệt. Dân loạn cùng một chỗ, đó chính là máu chảy thành sông lại nghĩ đè xuống coi như chẳng nhiều a đơn giản bành nham ngươi lập tức phái người niêm phong bàn gia tất cả sản nghiệp đem trong đó lương thực toàn bộ lôi ra đến cứu tế nạn dân bàn gia cũng không có những này lương thực cũng đừng lãng phí thẩm đại nhân yên tâm vừa vặn ta đã phái người đi làm ồ ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút nhìn điện tiền tiên người tự hồ cũng không có muốn cản trở ý tứ bất quá hắn vẫn là phải cẩn thận chút tốt vậy bản quan liền phân phó ngươi một chuyện khác ngươi lập tức phát động các nơi hắc y vệ, nói cho bọn hắn, liền nói mới tới không sai vì sưu tập đến đầy đủ lương thực, muốn đối tất cả trữ hàng đầu cơ tích trữ gian thương động thủ. Còn có, cái này lô huyện bàn gia chính là cái thứ nhất khai đao đối tượng, không chỉ có bàn gia lương thực bị niêm phong, mà lên trên dưới hạ cũng đều không có người sống. Để bọn hắn đem những này tin tức lặng lẽ lan rộng ra ngoài, nhất định phải nhanh. Đợi lát nữa. Thẩm Ngọc cái này một đợt thao tác để hắn có chút mơ hồ, kém chút để bành nham cho là mình nghe lầm, nào có mình cho mình ném nồi. Lô huyện bàn gia sự tình vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ, như thế kéo một cái, những người kia thật là biết tin. Lưu ngôn phỉ ngữ, nhất là dễ dàng dao động lòng người. Thẩm đại nhân, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ? Sợ cái rắm, có cái gì đáng sợ? Ngẫn đầu, thẩm ngọc trong ánh mắt chỉ còn vẻ kiên nghị, tự như đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Có bản lĩnh để cho bọn họ tới, bản quan hiện tại liền thiếu một cái động thủ lấy cớ đâu. Nhưng, hoàn toàn làm không rõ ràng vị này thẩm đại nhân muốn làm gì, thế nhưng là bành nham vẫn là có chút hảo tâm nhắc nhở một chút thẩm đại nhân ngươi muốn cân nhắc rõ ràng lời đồn đãi như vậy một khi lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an mà một khi bọn hắn cảm thấy nguy hiểm làm ra cái gì đều không kỳ quái dù sao con thỏ gấp còn cắn người đâu ha 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 không sao cả đột nhiên thẩm ngọc lớn tiếng nở nụ cười không biết vì cái gì trong tươi cười có vẻ giống như để người cảm giác có chút gian trá đâu bản quan chính là muốn để bọn hắn sợ chỉ có bọn hắn sợ bản quan mới tốt xuất thủ ngược lại là bành giáo úy ngươi để bản quan có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn bành nham một chút thẩm ngọc nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ vùng trồng chơi ngán chân loại hình nhưng không nghĩ tới hắn lại còn sẽ nhắc nhở chính mình nhìn lần này bành nham cũng không phải là mang theo ác ý tới vị này hắc y vệ đại thống lĩnh đến tột cùng là mấy cái ý tứ thẩm đại nhân yên tâm ngươi cũng không cần đối với chúng ta ông lấy cảnh giác Chẳng tay sự tình can hệ trọng đại không người nào dám lười biếng nửa phần nếu là xảy ra chuyện gì, đại thống lĩnh không tha cho ta, Triều đình không tha cho ta, bệ hạ cũng không tha cho ta. Tốt nhất là dạng này. Thật sâu nhìn đối phương một chút, thẩm ngọc sau đó hỏi, "Cách nơi này gần nhất thành lớn là nơi nào?" "Nơi đó thương nhân lương thực lương thực cỡ nào?" "Cái gì? Là Bạch Nguyên thành." "Nơi đó là bắc sơn vực nổi danh thành lớn, giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt." "Bạch Nguyên thành vốn là tứ phương thông chuyển chi địa, ngày bình thường nơi đó thương nhân lương thực đều sẽ trữ hàng đại lượng lương thực." mà lại nơi đó cách chúng ta nơi này cũng không tính quá xa nghĩ nghĩ bành nham đại thể đánh giá một chút về sau nói nếu là ra roi thúc ngựa một ngày một đêm đủ để đuổi tới nơi đó như thế rất tốt ngẩng đầu nhìn sắc trời thẩm ngọc mượn chào hỏi sở hữu người lớn tiếng nói vậy chúng ta liền đi nơi đó sở hữu người lên ngựa xuất phát cái này mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán nhưng bành nham vẫn là có chút không xác định hỏi một câu thẩm đại nhân chúng ta đi kia làm cái gì làm cái gì có chút cười một tiếng, Thẩm Ngọc thản nhiên nói, Chinh Lương. Chinh Lương. Thật sự là đi Chinh Lương. Những gian thương này trữ hàng đầu cơ tích trữ cố nhiên đáng ghét, khác cũng không phải thuyết phục liền có thể động. Rút dây động rừng A, toàn bộ Bắc Sơn vực thương nhân lương thực đều nhìn xem đâu. Hiện bây giờ cái này nạn đói chi niên, triều đình trong thời gian ngắn đều không đến lương thực, chỉ có thể dựa vào những này thương nhân lương thực đỉnh trước bên trên. Động một cái, coi như đắc tội một đám. Thẩm đại nhân, ngươi không phải thật sự muốn đối những cái kia thương nhân lương thực động thủ đi. Những cái kia cũng không phải người bình thường nha. À, ngươi đoán xem nhìn. Chương 209 Chúng ta có lương. Nguồn Mê truyện audio com Nơi này chính là Bạch Nguyên Thành. Một đường gắn sức đuổi theo, rốt cục tại ngày thứ hai một đoàn người thuận lợi đạt tới Bạch Nguyên Thành. Giờ phút này tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng Thẩm Ngọc chỉ cần không mở miệng, bọn hắn liền không thể nghỉ ngơi những người này cũng không hổ là tinh nhuệ tinh nhuệ hành quân gấp đến bây giờ sửng sốt một người gọi mệt đều không có thậm chí liền đội hình đều không có loạn ngẩng đầu nhìn một chút bạch nguyên thành thẩm ngọc mang theo sở hữu người vào thành sau đó nhìn thấy thành nội tình huống về sau liền không khỏi có chút cảm thán ở ngoài thành mặt thời điểm phía ngoài tường thành nhìn rộng rãi khí quyển cao ngất hùng tráng nhưng sau khi đi vào lại phát hiện bên trong khắp nơi đều là quần áo tả tơi người mỗi người trên mặt đều viết đầy chết lặng bọn hắn không có hy vọng không có một tia nhiệt tình, thậm chí ánh mắt bên trong ngay cả nửa điểm thần thái đều không có. Cửa hàng lưu thư kéo kéo mở ra, mỗi một cái đều là chật vật kinh doanh, vốn nên nên náo nhiệt đường phố phồn hoa cũng không có mấy người bày quầy bán hàng. Ngày xưa tòa này ngày xưa tiếng tâm lừng lẫy phồn hoa chỗ, bắc địa thành lớn, bây giờ tiêu điều tự như hoa cúc xế chiều, để người rất khó đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá đối trước mắt hết thảy, Thẩm Ngọc sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ nhập bắc địa đến nay, tình huống như vậy hắn đã thấy qua quá nhiều. Cho nên, có một số việc mới cần càng nóng lòng một chút. Thẩm đại nhân, vừa vặn ta đã nghe ngóng. Nơi này giá lương thực, một đấu gạo, 5 lượng bạc. 5 lượng bạc, hừ, gian thương, bọn hắn cũng thực có can đảm bán. Hừ lạnh một tiếng, thẩm ngọc quay đầu nhìn về phía sở hữu người, thẳng nhiên nói, bản quan có một ý kiến, nghĩ mời các ngươi hắc y về phối hợp. Đại nhân thỉnh giảng, ngài hiện tại là triều đình khâm sai, mà lại tới thời điểm đại thống lĩnh đã phân phó, các nơi hắc y vệ đều có thể nghe ngươi điều lệnh, toàn quyền phối hợp thẩm đại nhân hết thảy hành động. Như thế rất tốt. Nhẹ gật đầu, thẩm ngọc sau đó hỏi, các ngươi hắc y vệ tại nơi này còn có bao nhiêu người, toàn bộ triệu tập lại, nghe ta hiệu lệnh. Nói xong, thẩm ngọc nhìn thẳng đối phương, cặp mắt kia bên trong bắn ra tràn đầy sát ý ánh mắt, sau đó liền như thế lạnh lùng nhìn xem đối phương, cái này ánh mắt, nhìn bành việc toàn thân run rẩy. Dù là hắn là đại tông sư cao thủ, tại cái này ánh mắt phía dưới cũng có chút lo sợ bất an. Vị này thẩm đại nhân, thật là đáng sợ công lực, Tốt nồng hậu dày đặc sát ý cũng không đúng a, à. chúng ta là người một nhà a, à. ngươi cái này hận không thể ăn mắt của ta thần là mấy cái ý tướng. Thẩm đại nhân, ngươi, bành giáo úy tiếp tục dùng kia băng lạnh ánh mắt nhìn xem đối phương, thẩm ngọc lạnh lùng nói, ta biết các ngươi điện tiền ti đối ta có ý kiến, nhưng là chuyện này các ngươi nếu là dám cản trở, dù là ta liều mạng cũng phải đem các ngươi chém ở dưới ngựa. Tin tưởng ta, ta thẩm ngọc nói được thì làm được. Thẩm đại nhân, chúng ta hắc y vệ chính là bệ hạ thân vệ, chúng ta vẫn là phân rõ nặng nhẹ lần này bành nham cơ hồ vỗ bộ ngực hướng hắn cam đoan sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi bất quá thẩm đại nhân ngươi đến tột cùng có ý định gì các ngươi đây cũng không cần quản từ giờ trở đi nghe ta an bài ngẩng đầu nhìn sắc trời thẩm ngọc sau đó phân phó nói các ngươi hiện tại lập tức đi vào trong thành vị trí tốt nhất thu được mấy cái đại phòng ở sau đó ở bên ngoài chi hơn mấy cái sạp hàng chờ một lúc ta liền sẽ làm một nhóm lương thực cho các ngươi lương thực thẩm đại nhân có thể làm ra lương thực đối điểm này bành việt là tương đương có chút hiếu kỳ bọn hắn cái này trên đường đi thế nhưng là cùng đi, đối phương là cái gì thời điểm lấy được lương thực. Bất quá, có một số việc cũng không cần truy đến cùng, điểm này thân là hắc y vệ điện tiền ti hắn vẫn là hiểu được. Có kết quả liền tốt, hỏi cái gì quá trình A, dễ dàng nhận người hận. Thẩm đại nhân, chúng ta chống lên sạp hàng tới là phát lương A. Không, chúng ta bán lương. Bán lương. Giờ khắc này, bành nhằm kém chút cho là mình nghe lầm. Bán lương, nói đùa cái gì? bọn hắn thế nhưng là triều đình phái xuống tới cứu tế nạn dân, lại muốn bán lương. Chẳng lẽ vị này thẩm đại nhân là khi nhìn đến lương thực lên nhanh giá cả về sau, cũng theo đó tâm động, muốn giống những cái kia gian thương đồng dạng, thừa cơ vơ vét của cải. Bất quá lương thực là người ta, cũng không phải triều đình. Người ta nguyện ý quan minh chính đại vơ vét của cải, bọn hắn cũng không thể ngăn đón. Bất quá cái này một chút, bành nhàm đối thẩm ngọc ấn tượng giảm mạnh còn tưởng rằng đây là một cái chính trực vị quan tốt đâu, nào nghĩ tới lại là cái hất lên quan tốt gia tham quan ô lại, phi. Hừ. Lương thẩm ngọc một chút, bành nham có chút xem thường mà hỏi, thẩm đại nhân, ngươi lương thực chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Cái này, một đấu gạo trước hết định 200 văn đi. 200 văn. Cái này giá cả để bành nham hơi kinh hãi, cái này giá cả nói thực ra cũng không tính cao, nhất là còn như vậy nạn đói năm, hoàn toàn thế nhưng là được xưng tụng là lương tâm giá tiền. Cho dù là bình thường năm, giá lương thực muốn so chi cái này thấp nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều chỉ là hắn không hiểu nhiều lắm đã muốn quan minh chính đại vơ vét của cải làm gì không chừng cao một chút bành nham là thời điểm phát huy các ngươi hắc y vệ tác dụng ngay tại cái này thời điểm bên cạnh thẩm ngọc đập hắn một chút phân phó nói trước đó bản quan không phải đã phân phó ngươi để ngươi đem một chút tin tức lan rộng ra ngoài a à, hiện tại lập tức đi triệu tập tất cả có thế triệu tập nhân thủ liền nói mới tới khâm sai vì sưu tập đến đầy đủ lương thực muốn đối tất cả trữ hàng đầu cơ tích trữ gian thương động thủ còn có trước đó kia lô huyện bàn gia sự tình nhất định phải hảo hảo tuyên truyền nói cho tất cả thương nhân lương thực bản quan vừa đến liền sẽ kê biên tài sản các đại thương hộ nhà bàn gia chính là bọn hắn tấm gương tóm lại đâu đem bản quan làm việc thủ đoạn nói muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác muốn bao nhiêu độc có bao nhiêu độc ta chính là muốn bọn hắn sợ sợ đến thực chất bên trong cái này đơn giản. Truyền một chút lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, đối bọn hắn mà nói bất quá là trò trẻ con đồ vật, hắc y vệ cắm rễ các nơi, trừ bên ngoài đội ngũ bên ngoài, âm thầm xếp vào các nơi mật thám cũng là không ít. Những người này cùng một chỗ phát lực, cam đoan không cần ngày thứ hai toàn thành đều sẽ biết. Thế nhưng là, hắn vẫn là không biết, vị này thẩm đại nhân đến tột cùng là muốn làm gì. Cái này một đợt thao tác, khiến cho người không hiểu ra sao. Còn có, mặt khác ngươi chi những cái kia sạp hàng, Đối ngoại liền nói là cái khác thành lớn đại thương nhân lương thực, vì bán tháo trong tay lương thực mà đến. Nghĩ nghĩ, Thẩm Ngọc tiếp tục nói, làm sao biên chính ngươi nhìn xem xử lý? Nhưng đại thể ý tứ chính là muốn nói cho sở hữu người, chúng ta bán lương là cũng là bởi vì Tân Nhiệm Khâm Sai sắp đến. Vị này Tân Nhiệm Khâm Sai đại nhân thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không cố kỳ gì, nhất định sẽ đối đại gia động thủ. Cho nên mới muốn đem trong tay lương thực toàn bộ bán tháo rơi, tỉnh trở thành vị này Tân Nhiệm Khâm Sai lập uy đối tượng. Như thế, ngươi rõ chưa? vỗ vỗ bờ vai của hắn, thẩm ngọc không nói nữa. Nhưng cái này một chút, bành nham giống như minh bạch đối phương cách làm. Vị này thẩm đại nhân là muốn dùng từ ô phương thức, để những cái kia thương nhân lương thực cảm thấy sợ hãi. Cái này thời điểm, chỉ cần có một người dẫn đầu, liền sẽ dẫn phát bán tháo triều dân. Cùng nó bị mới tới khâm sai đại nhân xử lý, còn không bằng cái này thời điểm mau đem trong tay lương thực đều bán tháo rơi, còn có thể bao nhiêu kiếm một chút. Không thể không nói, cái này phương pháp tự hồ đi được thông, bất quá sau đó vấn đề mới liền đến nhìn thẩm ngọc một chút bành việt sau đó có chút lo lắng nói thẩm đại nhân nhưng chúng ta trong tay cũng không đủ lương thực sẽ lộ tẩy không ta có lương mà lại là rất nhiều lương ý vị thâm trường nhìn đối phương một chút thẩm ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói quất một nhóm người cho ta theo bản quan đi điều lương chương 210 hắn làm sao dám nguồn mê truyện audio com đại nhân ngươi trong tay đến tột cùng có bao nhiêu lương thực nhìn trước mắt chồng chất lương thực bành nhằm có chút không biết nên nói cái gì cho phải hắn đều không biết những này lương thực là thế nào tới cái này hơn nửa ngày thời gian hắn mang người tới tới lui lui vận lương đều mấy lội mỗi một lần đều có hơn ngàn thạch lương thực trong lúc đó hắn cũng kiểm tra qua vận đích thật đều là lương thực nhưng bọn hắn rõ ràng là cùng đi cũng chưa bao giờ thấy vị này thẩm đại nhân đi gom góp lương thảo cho dù là phát một phong thư cũng chưa từng có vậy những này lương thực đến tột cùng là từ đâu mà đến ngươi nghĩ biết quay đầu nhìn đối phương một chút Thẩm Ngọc cao thâm mạc chắc nói, ngươi đoán. Ta đoán cái đầu của ngươi a. À? Có chút im lặng cổng qua đầu đi, không muốn nói liền không nói, ai mà thèm biết. Bành Nham tay thuận thế hướng bên cạnh lương túi vỗ một cái, lập tức sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vội vàng sờ lên, cái này xúc cảm không đúng. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Bành Nham lập tức dùng đao tại lương túi bên trên cắt một lỗ hổng, trước mặt hắn lập tức trở nên bụi đất tung bay. Từ lương trong túi chảy ra căn bản không phải lương thực, mà là bùn cát tại sao có thể như vậy, chúng ta lương thực đâu? Cái này thời điểm, bành nhằm gấp đến độ cái trán đều có chút đổ mồ hôi, hắn vẫn tiến đến thời điểm rõ ràng là lương thực, hắn đều cẩn thận kiểm tra qua, làm sao lại biến thành bùn cát. Cái này một chút, bành nhằm là thật lúng cúng. Ném đi chút lương thực sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhất là hắn dạng này đại tông sư, vốn là triều đình lương đóng, bình thường sẽ không có việc. Nhưng nếu là tại nạn đói chi niên, hơn nữa còn là không mấy trăm họ gào khóc đòi ăn nạn đói chi niên, mỗi cân lương thực đều có thể đại biểu một cái sinh mệnh vậy chuyện này coi như không phải chuyện nhỏ hắn một chút ném đi nhiều như vậy lương thực nếu là bị đại thống lĩnh biết chỉ sợ chắc chắn sẽ lọc vào nghiêm trị không cần nhìn đây chính là chúng ta lương thực nhìn thấy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bành nham thẩm ngọc nhẹ nhàng cười lắc đầu những này chính là nhưng vừa vặn rõ ràng là lương thực làm sao lại biến thành bùn cát nói nhảm ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bản quan có thể làm ra nhiều như vậy lương thực đi ta muốn là có bản lãnh đó còn cần đến tính toán những gian thương này a à? trực tiếp mở kho phát thóc không phải càng tốt hơn. Đập sợ những này chứa bùng các cái túi, thẩm ngọc có chút bất đắc dĩ nói, nói trắng ra là, ngươi một chuyến lội vận nhưng thật ra là một nhóm lương thực. Chờ ngươi đem lương thực vận sau khi đi vào, bản quan lại dùng bùng các đem bọn nó đổi đi, sau đó chân chính lương thực kéo vào ngoài thành để các ngươi tiếp lấy đi đến vận. Làm như vậy chính là để nào thương nhân lương thực nhóm nhìn xem, chúng ta thực lực. Là như thế này a à? Tự hồ minh bạch cái gì, lại hình như cái gì đều không có minh bạch, rất nhanh, bành nhằm liền kịp phản ứng nhưng đến tột cùng là thế nào làm được? Ngươi đoán? Liết qua bành nham, thẩm ngọc mỉm cười. Những này đều dùng chứa đựng không gian vừa đi vừa về chuyển, nhưng chuyện này có thế cùng ngươi nói a à, trên đường đương nhiên là lương thực, nhưng trở về liền bị thẩm ngọc đổi thành bùn cát, sau đó những này lương thực lại dùng chứa đựng không gian chuyên chở ra ngoài, để hắc y vệ người lại từ ngoài thành vận một lần. Cái này cùng cuộn không ngừng lương thực, chính là ép đến lạc đà rơm rạ, ép những cái kia thương nhân lương thực không thể không theo vào bọn hắn giá cả. Ta đoán cái trắm ta muốn là có thể đoán được, còn hỏi cái đầu A. À. Lắc đầu, Bành Nham cũng không nói nữa, dù sao chỉ cần biết lương thực không phải hắn rất là được rồi. Bành Nham, còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đại nhân thỉnh giảng. Để các ngươi hắc y vệ người toàn bộ điều động, nhìn chầm chầm những cái kia đại thương nhân lương thực kho lương, kho lúa, động tác nhất định phải nhanh, vị trí cũng nhất định phải chuẩn xác. Vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể để cho bọn hắn có ẩn tàng lương thực khả năng, đem bọn hắn cho bản quan gắt gao nhìn chầm chầm ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn nhìn thẩm ngọc một chút làm gì ngài đây là dự định ăn cướp trắng trợn a không tốt a thẩm đại nhân có thể hay không cho ta một chút thời gian những người này lương thực ẩn tàng hẳn là rất bí mật nếu là động tác quá lớn chỉ sợ có bại lộ nguy hiểm ta muốn chính là các ngươi bại lộ nếu là không cho bọn hắn biết mình bị để mắc tới bọn hắn làm sao lại sợ không sợ bọn hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện hạ giá đã hiểu ta lập tức an bài cái này một giải thích bành nham liền lập tức minh bạch hoặc là nói những người đọc sách này một bụng ý nghĩ xấu đâu cái này âm hiểm trình độ bọn hắn là vạn vạn sao không lên còn tốt hắn không có cái gì quá xấu tâm tư bằng không để vị này thẩm đại nhân ghi nhớ kia sợ rằng sẽ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn địch tập hộ bên này bành nham mang người bốn phía xuất kích tìm kiếm những cái kia đại thương nhân lương thực kho lương lúc một bên khác điện tiền ti hộ vệ tiếp tục lấy bọn hắn biểu diễn mang theo một nhóm lương thực hướng thành bên trong vừa đi vừa về vận mà khi bọn hắn nhanh đến thời điểm mấy vị người áo đen đột nhiên từ hai bên xuất hiện một chút hướng bọn hắn đánh tới cái này một chút áp giải lương thực điện tiền ti những cao thủ không bình tĩnh cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác hôm nay còn có đuổi tới muốn chết còn cần đến nói nhảm a à, làm hắn chỉ là vừa đối mặt công phu những người áo đen này liền bị đè xuống đất đánh tơi bời đối mặt điện tiền ti tinh nhuệ hoàn toàn không có sức hoàn thủ bất quá những người này mục tiêu lại không phải bọn hắn mà là trên xe lương thực những người áo đen này bất quá là mồi nhữ mà thôi khi tất cả người đều giao chiến cùng một chỗ về sau, chung quanh trên mặt tường đột nhiên thêm ra mười mấy đạo thân ảnh, một mỗi người đều cầm trong tay cường cung. Những người này dương cung bắn tên, mũi tên cũng không có bắn về phía những cái kia hộ vệ, mà là hướng về trên xe lương túi bên này bay vụt mà tới. Hơn 10 đạo mũi tên trực tiếp bắn tại lương túi bên trên, lập tức trắng bóng gạo vung đầy đất đều là, chung quanh dân đói lập tức xông lên phong thưởng, cản đều ngăn không được. Cái này một màn, cũng làm cho chung quanh điện tiền ti những cao thủ biến sắc. Những người này vậy mà bắn lương thực, mặt mũi này đánh, coi như có chút hung ác mà cùng lúc đó tại xưng bên trong một chỗ xa hoa trong trang viên một lão giả tự hồ nghe được chuyện bất khả tư nghị gì sắc mặt trở nên xanh xám cái gì những cái kia đều là thượng hạng gạo ngươi xác định a à. vâng lão gia ta hoàn toàn xác định những cái kia lương trong túi hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là lương thực tại gắn về sau bị những cái kia đám dân quê cướp đi tuyệt không có trộn lẫn bùng các loại hình liền xem như bị cướp những người này cũng tự hồ hoàn toàn không thèm để ý lại đi ra ngoài chở một nhóm, tự như vô bờ bến bình thường, đến bây giờ còn tại hướng thành nội vận đâu. Cái gì? Bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu lương thực? Giờ khắc này, lão giả bao nhiêu có chút không bình tĩnh. Một chuyến tiếp một chuyến, tính xuống tới sợ là đã không còn có vạn thạch. Lại như thế vận xuống dưới, chỉ sợ muốn sao bọn hắn những này thương nhân lương thực cộng lại đều nhiều, nhiều như vậy lương thực đều cái này giá cả bán, bọn hắn trong tay trữ hàng lương thực liền định ở trong tay. Cái mông có chút vô lực ngồi tại vị trí trước, lão giả trước đó còn tưởng rằng là có người dùng chứng nhãn pháp. Những này tới tới lui lui trên xe nói là lương thực, kỳ thực có thể là bùn đất mà thôi. Những người này làm như thế, khả năng liền muốn lừa bọn họ hạ giá. Chờ bọn hắn bán không sai biệt lắm, những người này lại tăng giá, thủ đoạn rất âm hiểm, nhưng lại rất hữu hiệu, bất quá đáng tiếc gặp hắn dạng này kẻ già đời. Cửa hàng bên trên ngươi lừa ta gạt, thủ đoạn có nhiều lắm, giống như vậy cũng bất quá là sơ trung cấp trình độ mà thôi. Gạt được người khác, sao có thể lừa gạt hắn dạng này lão giang hồ? nhưng lại tại hắn tự minh đắc ý, coi là tính toán tường tận hết thảy lúc, vẫn là có người không yên lòng phái cao thủ tiến đến thăm dò một chút. Nào nghĩ tới hơi tiền tội không sao, kết quả những người này vẫn vậy mà thật tất cả đều là lương thực. Nhiều như vậy lương thực vẫn tiến đến tuyệt không phải tại làm làm bộ dáng, chỉ sợ sự tình so với mình nghĩ còn muốn phiền phức. Chẳng lẽ lại đúng như cùng theo như đồn đại như vậy, vị này mới tới khâm sai thật muốn đối bọn hắn những này thương nhân lương thực động thủ. Hắn làm sao dám? Chương 211 Ta có tiền nguồn mê truyện audio com người trẻ tuổi này bọn hắn làm sao dám bây giờ nên làm gì tay không ngừng vuốt ve trên ghế nắm tay lão giả lười nhác hướng về sau nằm tự hỏi đối sách lông mày hơi nhíu lại với nhau hạ giá hắn không cam tâm nhưng đối mặt sáng loáng đại đao hắn lại có chút e ngại không được chuyện như vậy làm sao cho phép nhất định phải viết thư để đại gia liên hợp lại lão gia không xong xảy ra chuyện ngay tại cái này thời điểm một vị quản gia bộ dáng người vội vã mà tới trên mặt còn viết đầy vẻ lo lắng cái gì không xong lão gia ta rất tốt nghe được lời như vậy lão giả kém chút giận dữ nguyên bản tâm tình không tốt hắn hiện tại nhất là không nghe được tin tức xấu nương từng ngày còn có để hay không cho người qua lão gia không phải nói ngài nói là chúng ta cửa hàng chúng ta buôn gạo kho lương các loại địa phương giống như đều bị người theo dõi cái gì bị người theo dõi là ai giống như tự như là h y vệ có chút sợ sợ nói ra cái danh hiệu này sau đó quản gia nhỏ giọng nói lão gia trước đó ta từng cùng h y vệ một cái tiểu đội đã từng quen biết lần này để mắt tới chúng ta người bên trong liền có hắn cho nên rất có thể chính là h y vệ đem chúng ta cho tập trung vào những người kia rõ ràng là kẻ đến không thiện a à, lão gia h y vệ ba tay hướng bên cạnh bỗng nhiên vỗ thiết hoa một làm cái bàn bỗng chốc bị đập cái chia năm xẻ bảy trên trán của ông lão cũng nhiều từng tia từng tia mồ hôi lạnh xem ra vị này không sai đại nhân là quyết tâm muốn vậy chúng ta khai đao, cái này thời điểm chúng ta đều bị nhìn chầm chầm, lương thảo chuyển di cũng đã tới đã không kịp, như thế chỉ có thể kịp thời dừng tổn hại. Hạ giá đi. Thật dài thở dài một hơi, nói ra mấy chữ này phản phất đã dùng hết khí lực của hắn. Cái này thế nhưng là không có biện pháp, dù là lại đau lòng, cái này thời điểm hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Thân là một cái thành công thương nhân, tối kỵ nên ngừng không ngừng, do dự. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, vạn nhất cái này mới tới không sai thật muốn đồng thủ, chỉ bằng vào bọn hắn một nhà có thể gánh vác không ngừng. Lão gia, chúng ta hạ giá bao nhiêu? Đã những cái kia mới mở cửa hàng bán 200 văn, vậy chúng ta liền bán 150 văn, mau chóng đem trong tay lương thực trời tay. Còn có, để tất cả hỏa kế đều ra ngoài nghĩ biện pháp bán lương, tại vị này không sai đại nhân đến trước đó, đem chúng ta lương thực toàn bộ ném rơi, không cho hắn nửa điểm thừa dịp cơ hội. Thẩm đại nhân, thẩm đại nhân. Mà cùng lúc đó, ngay tại thành nội nhắm mắt nghỉ ngơi thẩm ngọc, đột nhiên nghe được Bành Nham thanh âm hưng phấn. "Thẩm đại nhân, thành nội thương nhân lương thực xuống giá, bắt đầu chỉ là một nhà, về sau tất cả mọi người hàng." "Hàng bao nhiêu?" "Xuống đến một đấu trăm văn, không ít bách tính đều nhao nhao trôi qua mua." "Một đấu trăm văn, quá cao." Lắc đầu, Thẩm Ngọc sau đó phân phó nói, "Chúng ta tiếp tục hàng, xuống đến 80 văn. Sau đó để ngươi người mau lại đây mua, đem không khí làm bắt đầu." "Tốt." Liên tục không ngừng gật đầu, Bành Nham đã minh bạch Thẩm Ngọc sáo lộ đây là dương mưu, hết lần này tới lần khác những người kia còn chỉ có thể tiếp lấy. Lại qua một đoạn thời gian, Bành Nham lại lần nữa xuất hiện tại Thẩm Ngọc trước mặt, hưng phấn nói, đại nhân, nơi đó lại hàng. Hàng bao nhiêu? 60 văn một đấu. Vẫn là quá cao. Lại hàng, trực tiếp xuống đến 40 văn. ngẩng đầu, Thẩm Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó nói, ngươi lại treo lên tấm bảng, duy nhất một lần mua ba đấu gạo, chúng ta còn miễn phí đưa một đấu. À. Còn không có nghe nói bán lương thực còn có thể bán như vậy, mua 3 đấu còn đưa một đấu, cái này không bồi thường ngọn nguồn rơi a, à, a à cái rắm, nhanh đi. Vâng, đại nhân. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, Bành Nham vội vàng mà đi, qua hơn nửa ngày về sau, Bành Nham lúc này mới lại lần nữa vội vàng xong lại, Thẩm đại nhân, bọn hắn bên kia đã xuống đến 20 văn một đấu, Thẩm đại nhân, chúng ta nếu không lại hàng. Đem lương thực trực tiếp xuống đến 10 văn một đấu không, 20 văn một đấu đã không sai biệt lắm, lại hạ xuống đi những này thương nhân lương thực liền nên thổ huyết. Đại nhân sẽ còn quan tâm bọn hắn tâm không đau lòng. Kinh ngạc nhìn thẩm ngọc một chút, đại gia nhận biết thời gian cũng không ngắn, ai không biết ai vậy, người bây giờ ước gì bọn hắn thổ huyết a, à, bọn hắn tâm không đau lòng bản quan tự nhiên mặc kệ, thế nhưng là những thương nhân này rất tinh minh, lại coi trọng nhất lợi ích. Lắc đầu, thẩm ngọc hơi có chút lo lắng nói, những cái kia gạo phần lớn là bọn hắn trước đó độn hạ, chân kim bạch ngân mua được, cũng không phải bạch cướp, kia như thế nhưng là trong lòng của bọn hắn thịt. Như thế hạ giá, đã đến bọn hắn ranh giới cuối cùng bên trong làng ranh, chỉ sợ hiện tại đã là thăm hụt tiền bán gào to. Nếu là lại hàng, bản quan sợ hoành sinh ba chiếc, cho nên không cần lại thăm dò. Chậm chậm về sau, thẩm ngọc lúc này mới phân phó nói, bành nham, ngươi lập tức đem có thế triệu tập nhân thủ toàn bộ triệu tập lại đi mua lương. 20 văn một đấu, đem bọn hắn tất cả lương thực toàn mua xuống. Mua lương. Kinh ngạc quay đầu nhìn thẩm ngọc một chút, Nguyên bản Bành Nham coi là kế hoạch của đối phương chính là bức những này thương nhân lương thực hạ giá, sau đó để phổ thông bách tính đều có thể mua được đâu. Hiện tại mua lương là chuyện gì xảy ra, bọn hắn không nói nghèo đinh đương vang, nhưng bỗng lộc phát hạ đến bình thường cũng liền lập tức sống phóng túng, vốn liếng rỗng tuyết Để bọn hắn lấy tiền đi mua lương, nói đùa a, à, còn không bằng để bọn hắn cầm đao đi đoạt. Thẩm đại nhân, chúng ta thật muốn lấy tiền mua lương. Nói nhảm, không phải đâu, không mua lương, chẳng lẽ muốn đi đoạt a? À? Ngươi xem một chút những cái kia bách tính quần áo tả tơi, cái kia còn có nửa văn tiền. Nếu không mua lương đến cứu tế nạn dân, ngươi muốn bọn hắn tất cả đều chết đói a? À? Cái này. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng vấn đề mấu chốt là không có tiền. Tới thời điểm triều đình cũng không có có tiền lương phương diện chi viện a. À? Nếu là có, hắn cũng không có khả năng không biết. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, Bành Nham có chút không tốt ý tứ nói, Thẩm đại nhân, chúng ta không có có tiền. Ai nói dùng tiền của các ngươi? Ta có. Ngươi có ngươi làm sao có thể có trước đó bọn hắn điện tiền ti sớm liền đem vị này thẩm đại nhân trong trong ngoài ngoại đều tra xét một lần có thể nói đem hắn tra xét cái ngọn nguồn rơi từ hắn làm quan đến nay cho đến bây giờ đều rất sạch sẽ có thể nói căn bản chưa từng tham ô qua cũng chưa nghe nói qua trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình huống chi hắn tại tên đề bản vàng trước đó chính là cái thư sinh nghèo nhà không dư tài ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi loại kia trông cậy vào trong nhà chi viện kia càng là trò cười coi như bằng hắn điểm này bỗng lộc cầm còn không có mình hơn một nửa, cứ như vậy còn lấy tiền mua lương thực, có thể mua cộng long a, à, không hiểu đi, ngươi nhưng biết bản quan hơn một năm nay là thế nào qua. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thẩm ngọc cốc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự hồ hồi tưởng lại hơn một năm nay sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, thẩm ngọc cũng không hiểu có chút cảm khái. Hơn một năm nay sinh hoạt, thật sự là đặc sắc vượt xa mình trước đó bình thản sinh hoạt. Ngươi cho rằng bản quan tiền từ đâu mà đến, toán hà cự khấu vốn liếng, thiên huyết giáo từng cái cứ điểm vốn liếng, đó cũng đều là phong phú rất. Còn có những cái kia đã từng vây công bản quan giang hồ những cao thủ, bọn hắn tiền trên người, đều để bản quan bỏ vào trong túi. Những này giang hồ những cao thủ, nhưng phạm là có chút danh khí, nếu là mạo mùi cái ngàn tám trăm lượng đi ra ngoài, đều không tốt ý tứ hành tẩu giang hồ. Bọn hắn tiền trên người, nhưng so sánh ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Còn có thể dạng này. Cái này một chút, Bành Nham cũng nhớ ra rồi, tại bọn hắn điện tiền ti sưu tập đến trong tình báo, hơn một năm nay thời gian vị này thẩm đại nhân cũng không có ít giày vò chỉ là muốn mạng hắn liền vô số kể, những cái kia bị hắn xử lý giang hồ những cao thủ, không có một ngàn cũng có tám trăm. Mà lại chính như thẩm ngọc lời nói, nhưng phạm là lăn lộn giang hồ, chỉ cần có chút danh khí, bao nhiêu đều có chút vốn liếng. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng đều sẽ ở trên người lắp đặt không ít. Giờ khắc này, bành nham tự hồ thấy được một đầu lập lòe phát sáng kim quan đại đạo tại trước mắt mình, đầu năm nay còn có sao đoạt những cái kia giang hồ những cao thủ đến tiền càng nhanh sao. Bành giáo úy, ngươi nói bọn hắn tới giết ta, ta đem tiền của bọn hắn phóng tới trong túi tiền của mình, không quá phận a. À? Không quá phận, không có chút nào quá phận. Tự hồ minh bạch thẩm ngọc phát tài chi đạo, bành Nhàm cũng theo đó khẳng định nhẹ gật đầu. Khi thẩm đại nhân, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Hừ, ngươi đoán. Chương 212 Ngươi suy nghĩ nhiều. Nguồn Mê truyện audio com Thẩm đại nhân, thống khoái, thật sự là thống khoái. Liên tiếp mấy ngày, liên tiếp bôn ba xuống tới, Bành Nham không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy nhiệt tình đầy đủ, đục trên thân hạ phản phất có được dùng không hết khí lực. Cùng một chỗ chung đụng càng lâu, hắn lại càng thấy được vị này thẩm đại nhân thần kỳ. Những cái kia lương thực là thế nào biến thành bùn đất, đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng không cần minh bạch, chỉ cần có thể làm đến lương thực, ai quản vị này thẩm đại nhân là thế nào làm được. Nếu là có thể thuận lợi giải quyết bắt địa sự tình, kia sau khi trở về hắn cũng không thiếu được chỗ tốt. Tại Bạch Nguyên Thành, Bành Nham dùng tiền cơ hội bán hết sạch những này thương nhân lương thực lương thực, sau đó lưu lại một bộ phận nhân thủ tại nơi này mở kho phát thóc cứu tế nạn dân. Sau đó, liền lập tức theo Thẩm Ngọc chạy vội đến kế tiếp thành trì lập lại chiêu cũ, lại lừa tới không ít lương thực. Cái này mấy ngày bọn hắn thậm chí con mắt đều không có hợp mấy lần, bận điệu chân không chạm đất, nhưng vẫn như cũ là vui tại trong đó. Nhìn thấy kia từng túi thuế thóc, trong lòng lực lượng cũng càng ngày càng đủ. Về phần dạng này thủ đoạn hợp lý hay không, hừ, cái này một không có trộm hai không có cướp chính bọn hắn nguyện ý bán quái ai cái này nạn đói chi niên có thể đem lương thực làm ra không quan tâm dùng cái gì phương pháp đều đáng kính nể huống hồ nhìn thấy những cái kia gian thương đau lòng bộ dáng bành nham mình không hiểu cảm giác có chút tối thoải mái không có để các ngươi tán gia bài sản liền đã không tệ các ngươi liền vùng trộm vui đi ngồi tại một chỗ trong quán trà một đoàn người miễn cưỡng nghỉ tạm một chút đoạn thời gian này bôn ba nói thật sở hữu người cũng đều mệt mỏi mượn uống trà thời gian bọn hắn cũng hơi làm tu chỉnh thẩm đại nhân chúng ta đón lấy đến tiếp tục a à? không lắc đầu thẩm ngọc có chút dở khóc dở cười nói ngươi thật sự cho rằng những cái kia tung hoành nhiều năm đại hào thương là kẻ ngu không thành bọn hắn thế nhưng là từng cái nhạy cảm rất dạng này tiểu thủ đoạn nhưng một nhưng hai lại không thể liên tục lại bốn bọn hắn rất nhanh liền sẽ nhìn thấu không ứng còn nói bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã phát hiện không đúng lại nói bản quan trong tay cũng không có thừa bao nhiêu tiền bất quá cũng may lương thực chúng ta trụ tập không ít hẳn là có thể cứu tế không ít nạn dân. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc, để Bành Nham nguyên bản kích động không thôi tâm nháy mắt tỉnh táo lại tới. Mặc dù khoảng thời gian này bọn hắn gom góp hai là không ít, nhưng đối mặt toàn bộ Bắc Sơn vượt nhiều như vậy dân đói, không thể nghi ngờ vẫn là có chút hạt cát trong sa mạc. Muốn hoàn toàn cứu tế nạn dân, không phải cần càng nhiều lương thực không thể. Mà những đại thương nhân đó nếu là không mắc mưu, cái này lương thực muốn từ chỗ nào đến, tổng không thể thật đi đoạt đi. Thẩm đại nhân, vậy chúng ta đón lấy đến nên làm cái gì, khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy, những này dân đói đợi không được. Mỗi một ngày, đều có thể có hàng ngàn hàng vạn người đổ xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Gấp cái gì, biện pháp luôn luôn có. Trong mắt tinh quang lóe lên, thẩm ngọc lạnh lùng cười một tiếng, hắn tiếp xuống thủ đoạn coi như không thế nào quan minh. Bất quá, đối phó những này nạn đói chi niên còn trữ hàng đầu cơ tích trữ gian thương, thẩm ngọc cũng không cảm thấy mình có nửa điểm áp lực tâm lý. Bành nham, bản quan để ngươi điều tra những này đại thương nhân lương thực kho lương, ngươi điều tra thế nào? Đã điều tra ra một bộ phận đến, nhưng còn có một bộ phận bọn hắn giấu rất bí ẩn, nhất thời nữa khắc chỉ sợ khó mà điều tra ra được. Đợi lát nữa. Tự hồ lập tức phát giác không đúng, bành nham vội vàng hỏi thẩm đại nhân ý là, ngươi thật muốn đối những cái kia phú thương kho lương động thủ. Thẩm đại nhân, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ dù sao dùng chính là đường đường chính chính thủ đoạn, bọn hắn liền xem như ăn phải cái lỗ vốn, cũng chỉ có thể đánh rớt trăng hướng trong bụng nuốt chỉ khi nào thẩm đại nhân dùng sức mạnh bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết nhìn xem thẩm ngọc chẳng hề để ý bộ dáng bành nham liền chênh lệch móc tim móc phổi người trẻ tuổi này làm sao lại không rõ hiện tại bắc sơn vực khả năng một đống lửa liền sẽ hình thành liệu nguyên liệt hỏa cần chính là ổn người trẻ tuổi này làm sao lại phân không rõ nặng nhẹ đâu là thật không tốt mang a à, tới thời điểm đại thống lĩnh để bọn hắn hảo hảo phối hợp về phần trước đó giữa bọn hắn không thoải mái đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm trước tiên có thể buông xuống nhưng bây giờ, không phải bọn hắn trong bóng tối chơi ngán chân, mà là vị này thẩm đại nhân tự mình tìm đường chết. Thẩm đại nhân, những này đại thương nhân lương thực thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, tuyệt không cho phép coi thường. Bọn hắn nếu là liều chết phản kích, toàn bộ Bắc Sơn vực đều đem rung chuyển bất an. Mà lại đại nhân đoạt mạnh, thậm chí không được bao lâu liền sẽ lời đồn đại khắp nơi trên đất, nói đại nhân tâm ngoan thủ lạc ăn hối lộ trái pháp luật, trắng trận cướp đoạt bách tính lương thực, làm không tốt sẽ còn dẫn phát dân loạn. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản quan làm sao lại đoạt đâu, tóm lại ngươi liền đợi đến tiếp thu lương thực tốt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thẩm ngọc trầm mặt không nói. Tay cầm không gian trữ vật hắn, làm sao lại dùng đoạt dạng này không có kỹ thuật hàm lượng biện pháp. Chỉ cần tiến vào bọn hắn kho lương bên trong, không được bao lâu, hắn liền có thể bằng sức một mình đem bên trong cho chuyển rỗng. Đoạt, nào có mình như thế trộm được nhanh, tới thoải mái. Để các ngươi ném đều không biết là thế nào rớt, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sở dĩ trước đó muốn chơi trước mua lương cái này một tay, đơn giản là cho bọn hắn một cái ảo giác để tự cho là thông minh bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Dạng này, cho dù hắc y vệ tại trắng trận điều tra bọn hắn kho lương vị trí, bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ý, sẽ chỉ cảm thấy thẩm ngọc tại lập lại chiêu cũ. Mà bực này điêu trùng tiểu kỹ, bọn hắn như thế nào lại lại vào bẫy. Còn muốn từ bọn hắn nơi này giá thấp đem lương thực mua qua đi, nghĩ hay lắm. Mà lại, thẩm ngọc cũng tuyệt đối tin tưởng, một khi mình lại lần nữa bày quầy bán hàng mua lương, những người này không chỉ có sẽ không theo tiếng, ngược lại sẽ đại bút ăn mình lương thực. Đến thời điểm, những này lương thực tất nhiên sẽ vận đến bọn hắn kho lúa bên trong chứa đựng bắt đầu. Cứ như vậy, bọn hắn những cái kia ẩn tàng kho lúa, coi như hắc y vệ không có tra được, cũng sẽ bại lộ ở trong mắt chính mình. Đến thời điểm, hừ hừ, một hạt lương thực cũng không cho bọn hắn lưu lại. Khách quan, uống chút nước. Ngay tại thẩm ngọc đoán mò thời khắc, điếm tiểu nhị đem mấy bát trà thô đã bưng lên. Đa tạ. Tiếp nhận đối phương đưa tới chén nước, thẩm ngọc đang chuẩn bị uống một ngụm thời điểm, trên người tỷ độc ngọc châu một chút tách ra chói sáng màu đỏ, nước này bên trong có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Thẩm đại nhân cẩn thận, trà này bên trong có độc. Ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh bành nham đột nhiên biến sắc, phanh một cước đá nát trước mắt cái bàn, nhưng cái này thời điểm cũng đã chậm. Sở hữu người bao quát bành nham ở bên trong, đều có chút lung lay muốn lắc. Bành nham còn tốt, dù sao hắn thân là đại tông sư cao thủ, muốn hạ độc được hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng người đứng bên cạnh hắn nhưng không có thâm hậu như vậy công lực, đã một cái tiếp một cái đổ xuống, những người này sắc mặt không chỉ có tái nhợt, còn có chút phát tím, trúng độc đã cực sâu. Mà Thẩm Ngọc giờ phút này nhìn một chút người chung quanh phản ứng, cũng cùng theo lắc lư, nhìn tựa hồ muốn so bành nham còn không chịu nổi. Hừ, cái gì cầm kiếm xong tuyệt, cũng bất quá như thế, tả hữu bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, còn cần đến chúng ta xuất thủ a. À. Vậy cũng phải nhìn xem đây là ai độc, cái này thế nhưng là độc vương lĩnh bí dược. Nước trà này bên trong không độc, nhưng hương trà lại có độc, vô sắc vô vị để người khó lòng phòng bị đừng nói hắn cái này một tên tiểu bối, liền xem như chúng ta dạng này lão giang hồ, cũng tám thành sẽ trúng chiêu. Tại cái lộn ở giữa, mười mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, đem bọn hắn một đoàn người toàn bộ vây lại. Hai vị đại tông sư, hơn mười vị tông sư cảnh cao thủ, thủ bút lớn như vậy. Nhìn đã có người ngồi không yên, không muốn bọn hắn đi tiếp nữa. Liền như thế chọn người vừa muốn đem hắn lưu lại, bọn hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Chương 213 Còn muốn cùng ta đấu Nguồn mê truyện audio com thẩm ngọc quả nhiên như nghe đồn bình thường tuổi trẻ thật sự là đáng tiếc nhìn trước mắt thẩm ngọc hai vị đại tông sư lắc đầu thở dài một mặt tiền bối cao nhân đối giang hồ tiểu bối thượng phẩm đầu luận đủ dáng vẻ không có gì tốt đáng tiếc động thủ đi giống như vậy tuổi trẻ thiên tài dết mới thống khoái người bên trên vẫn là ta bên trên nếu không cùng một chỗ các ngươi có thể hay không đừng như thế nói nhảm lần thứ nhất thẩm ngọc thấy muốn động thủ người như thế dày và khốn khổ động thủ liền động thủ, còn lão sư lại nhảy cái không xong, đặt nơi này đồ nghịch tồn tại cảm A, à, đã các ngươi không động thủ, vậy ta liền không khách khí. Cùng lúc đó, bị thẩm ngọc lặng lẽ cầm ở trên tay lạc hồn châu, nháy mắt tách ra oánh oánh quang mang. Lạc hồn châu lực lượng gột rửa, một cổ đáng sợ tinh thần xung kích hướng tứ phương. Trong chốc lát, đối diện mọi người cảm giác thật giống như đại não bị trùng điệp đánh một chút, ý thức vì đó không còn, cả người cũng đều sững sờ tại nơi đó cho dù là hai vị đại tông sư cao thủ cũng tương tự không ngoại lệ, lạc hồn châu lực lượng, cũng không phải bọn hắn hiện tại đủ khả năng tiếp nhận, nhất là tại loại này không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Mà liền tại cái này khoảng cách, thẩm ngọc xuất kiếm. Một kiếm này huy hoàng mà cấp tốc, giống như cửu thiên ngân hà ống ánh, kia là khó mà hình dung một kiếm. Một kiếm này mới ra, phản phất đang trong nháy mắt đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều dành thời gian, ngưng ở một điểm, chỗ bộc phát lực lượng càng là mạnh mẽ để người tuyệt vọng. Loại này cảm giác, giống như đối mặt không phải một người mà là nguyên một phiến thiên địa một khi rơi xuống không có cái gì có thể tại cổ lực lượng này hạ chèo chống thế tất sẽ bị vỗ nát bấy giờ khác này đừng nói là chính diện thẩm ngọc những người này cho dù là hắn bên cạnh bành nham cũng bị một kiếm này sợ nói không ra lời há to miệng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng kinh hô hắn biết thẩm ngọc người trẻ tuổi này rất lợi hại nhưng chân chính nhìn hắn xuất thủ còn là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình thật bị kinh diễm đến một kiếm này đáng sợ, nếu là mình ứng đối, lại nên dáng dấp ra sao mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Bành Nham trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ mình dưới một kiếm này căn bản không thắng được. Vị này thẩm đại nhân, tuổi quá trẻ đến tột cùng là thế nào luyện. Ngay tại sở hữu người trong thoáng chốc, một kiếm này thẳng tắp rơi xuống, trong chốc lát dẫn động kinh đào hải lãng. Vô hình khí lãng, gột rửa hết thảy, đem chung quanh tất cả đều xung kích liễn xiển. Kiếm rơi, hết thảy đều dưới một kiếm này tan thành mây khói hai vị đại tông sư, hơn 10 vị tông sư cảnh cao thủ, dưới một kiếm này đều tiêu vong, thậm chí liền phản kháng cũng không kịp làm ra. Sờ lấy chỗ cổ vẫy xuống máu tươi, một người trong đó mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía phía trước. Hắn không thể tin được, bọn hắn một nhóm nhiều như vậy cao thủ, vậy mà lại thua, mà lại thua nhanh như vậy. Thậm chí tại bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác đầu não một mảnh trống không, chờ lại có ý thức thời điểm bọn hắn liền đã thua, thua thất bại thảm hại. Hừ, trông thì ngon mà không dùng được, cũng bất quá như thế mà thôi. Hư lạnh một tiếng, Thẩm Ngọc nhàn nhạt nhìn những người này một chút, sau đó liền nhanh chóng giúp bệnh nham bọn hắn giải độc. Loại độc này rất bí ẩn mà lại độc tính tức là mãnh liệt, cũng may đối có được chu tình băng thiềm các loại bảo vật Thẩm Ngọc mà nói, đều là vấn đề nhỏ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được thánh tâm quyết. Thánh tâm quyết. Cái kia truyền thuyết người tu luyện có thế trường sinh bất tử, thậm chí khiến người chết phục sinh thánh tâm quyết, trong đó còn bao hàm nhiều loại quỷ dị công kích chiêu thức tâm pháp thánh tâm tứ kiếp có thể hay không khiến người chết phục sinh, thẩm ngọc không dám cam đoan. Nhưng chỉ cần còn thừa lại một hơi, cái này thánh tâm quyết tuyệt đối có thể đem người lại kéo trở về. Chật chật, đồ tốt a, à, thẩm đại nhân, đa tạ. Tại hơi chậm chậm về sau, bành nham mới hướng thẩm ngọc nói lời cảm tạ. Nói đến bọn hắn cũng rất hổ thẹn, thân là hắc y vệ tinh nhuệ nhất đáng sợ nhất điện tiền ti, bọn hắn vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lại làm cho dưới người bộ mà không biết. Thẳng đến độc phát, mới ý thức tới không đúng, vừa vặn nếu không phải thẩm ngọc tương trợ bọn hắn lúc này khả năng liền bị đoàn diệt cái này một chút bọn hắn coi như thiếu thẩm ngọc một cái ân tình mà lại là cứu mạng ân tình nhân tình này khó trả nhất các ngươi cảm giác thế nào hiện tại đã không sao thẩm đại nhân là muốn xuất phát không sai xem ra có ít người là ngồi không yên càng như vậy có một số việc bản quan càng phải làm thời gian không đợi người thu thập một chút theo ta đi lọc giang thành vâng đại nhân một đoàn người tại đơn giản thu thập về sau, lập tức bôn tập tiến về Lộc Giang Thành. Lộc Giang Thành chính là toàn bộ Bắc Sơn vực nhất đẳng thành lớn, thậm chí sau so Bắc Sơn vực trong thủ phủ tâm chỗ trường Sơn Thành còn muốn phồn hoa một chút. Truyền ngôn thành nội lớn nhất tứ phương thương hội, cửa hàng có thể khắp toàn bộ Bắc Sơn vực, thậm chí liền Bắc Sơn vực bên ngoài, đều có bọn hắn cửa hàng tại, chân chính phú giáp một phương. Chỉ bất quá, lúc này tòa này thành lớn phồn hoa cũng nhiều rất nhiều tiêu điều, khắp nơi đều là đói khổ lạnh lẽo viền dưới đường phố ăn xin bách tính, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là quần áo tả tơi. Bắc Sơn vực tình huống trên thực tế đều không khác mấy, khắp nơi đều là chạy nạn bách tính. Bọn hắn máy móc thức chết lặng theo đám người đi, hy vọng tìm tới một cái có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn địa phương. Nhưng to như vậy Bắc Sơn vực khắp nơi đều là như thế, chỗ nào còn có có thể khiến người ta ăn cơm địa phương, chết đói tại ven đường hàng hà sa số chỗ. Bành Nham kỳ thật nói đúng, ở thời điểm này, có thể bán mình đổi một miếng cơm ăn, nhưng thật ra là một loại may mắn, tối thiểu còn có thể tiếp tục sống, có quá nhiều người, xuất liên tục bán mình cơ hội đều không có. Lễ nghĩa liêm sĩ, nhân tính đạo đức tại đói cùng tuyệt vọng trước mặt không chịu nổi một kích. Nếu là trước đó, Thẩm Ngọc khi nhìn đến từng đám nạn dân lúc, sẽ còn phân phó sở hữu người đem miệng của mình lương cho bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám lãng phí thời gian, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, làm đến đủ nhiều lương thực. Chỉ có dạng này, mới có thể cứu càng nhiều người. Lão gia, mật thám đến báo, mới tới khâm sai đại nhân nhập thành. Lộc Giang Thành đứng đầu nhất trong thanh lâu, một người trung niên ngay tại một cái trong lầu các nhắm mắt lại nghe tiểu khúc, còn vừa đánh nhịp, cả người thảnh thơi thảnh thơi mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ. Bất quá, tại nghe được ngoài phòng người thông báo âm thanh lúc, tên trung niên nhân này mới lạnh nhạt mở mắt, có chút thản nhiên nói, biết. Những thứ ngu xuẩn kia bị người đồ nghịch xoay quanh, trong tay lương thực cũng bị mua không còn, thật là sống nên. Thương trường như chiến trường, bọn hắn thua đó là bọn họ không có bản sự, bất quá vị này người trẻ tuổi có chút ý tứ. Chỉ là đáng tiếc a, à đều là không coi là gì tiểu thủ đoạn mà thôi, thật sự cho rằng chúng ta tứ phương thương hội sẽ giống như bọn hắn xuẩn A. Tay tại trên mặt bàn điểm đến mấy lần, sau đó trung niên nhân mới lạnh lùng nói, phân phó, thành nội nếu là có người giá thấp bán lương, vậy chúng ta cùng theo hạ giá. Nhưng giá cả hàng quy hàng, người đi tìm mấy người làm bộ người mua, tay trái ngược lại tay phải, một hạt lương thực cũng không cho phép thật cho ta bán đi. Vâng, lão gia. Bên ngoài nhà người đối với cái này không có bất kỳ dị nghị gì, chỉ là cẩn thận phụ họa. Còn có, chờ những cái kia giá thấp bán lương người đem giá cả hàng không sai biệt lắm, cho ta đi mua lương. Có bao nhiêu, liền thu bao nhiêu, tuyệt đối không nên sợ dùng tiền, ta muốn thu bọn hắn một hạt lương thực đều không có. Tiểu tử, còn muốn đấu với chúng ta, thắng ngươi ngay cả quần cộc đều không thừa. Lão gia yên tâm, lão nô minh bạch, lão nô cam đoan ngày thứ hai bọn hắn lương thực, liền sẽ xuất hiện tại chúng ta kho lúa bên trong. Tốt, như thế rất tốt. Hai lòng nhẹ gật đầu, trung niên nhân mới thẳng nhiên nói, đi làm việc đi. Giờ khắc này, trung niên nhân lộ ra rất là hưng phấn, tâm tình càng là tốt không thể tốt hơn, cả người thậm chí đi theo kia nhàn nhạt tiếng đàn hừ nhẹ. Trong phòng cách một tầng lụa mỏng buồn trong bên trong, chỉ là nghe được hai người đối thoại về sau, ngay tại đánh đàn tuổi trẻ thiếu nữ nhìn không được nhíu mày, động tác trong tay cũng không khỏi hơi chậm chậm. Chương 214 Tạ sẽ dốc hết toàn lực Nguồn Mê truyện audio com Thẩm đại nhân, chúng ta cái này giá cả đã duy trì một đoạn thời gian, chúng ta không còn hạ giá a. À đi vào lộc giang thành về sau đám người bọn họ lặp lại chiêu cũ lại bắt đầu mua lương chỉ là để bệnh nhằm có chút ngoài ý muốn chính là vị này thẩm đại nhân sáu lộ thay đổi bọn hắn lương thực từ 500 trăm văn một đấu đã hạ xuống 200 trăm văn một đấu thế nhưng là đến trình độ này mặc cho cái khác thương nhân lương thực làm sao hạ giá vị này thẩm đại nhân chính là không còn nhả ra giống như chính là cắn chết cái này giá cả như vậy không dao động hạ giá tại sao phải hạ giá ngươi nghĩ rằng chúng ta làm như vậy còn có thể lừa gạt đến người a à? lắc đầu, hạ giá là không thể nào hạ giá, cái này giá cả dù là lại cao một chút, những cái kia thương nhân lương thực cũng tuyệt đối sẽ vào tay. Đúng rồi, để ngươi điều tra sự tình tra như thế nào? Thẩm đại nhân, những cái kia thương nhân lương thực đúng như là ngươi sở liệu, bọn hắn cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Hoặc là tại thanh lâu kỹ quán, hoặc là ở nhà tận tình hưởng lạc. Nhà của bọn hắn cực điểm xa hoa, mỗi ngày lãng phí lương thực đều là một cái khả quan số lượng. Nhưng bọn hắn tình nguyện đem lương thực rửa qua, cũng không nguyện ý bố thí cho những cái kia dân đói nói đến nơi này, bành nham trên mặt cũng nhiều mấy phần lãnh ý, tiếp tục lạnh lùng nói, có thật nhiều dân đói liền canh giữ ở bọn hắn ngoài cửa, chờ đợi những này đại hộ nhân gia thùng nước rửa chén đổ ra. Rất nhiều người đều là coi đây là sinh, sống hẹn mọn mà đáng thương. Cửa sông lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Nhẹ tay xoa khẽ vuốt lấy chui kiếm, thẩm ngọc trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý, những người này trong nhà lương thực, hắn còn liền muốn định. Trừ cái đó ra đâu, các ngươi mua lương mua đến a? À? Không có. Lắc đầu, Bành Nham trầm tĩnh nói, nhưng cho đến bây giờ, chúng ta đều không có mua được một hạt lương thực. Những này thương nhân lương thực không biết vì sao, mặc dù đem giá cả treo lên tới, nhưng lại căn bản mua không được lương thực. Bọn hắn coi như bán, cũng chỉ bán cho mấy người mà thôi, chúng ta hoàn toàn mua không được. Bình thường, người ta đây là tại cùng chúng ta diễn kịch đâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói những người này khứu giác linh mẫn, hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn, những người này làm sao có thể không phát hiện được. Quả nhiên, phản kích cái này không liền đến sao. Nhìn xem đi, rất nhanh liền sẽ có người tới tranh mua chúng ta lương thực. Mua chúng ta lương? Kia đại nhân, chúng ta bán a. Bán, vì sao không bán? 200 văn một đấu, thiếu một phốc dáng đều không mua. Bản quan trước đó tiêu xài tiền, hiện tại không được nghĩ biện pháp kiếm về đến a. Giang Thương. Cái này một chút, Bành Nham liền biết Thẩm Ngọc dự định, được rồi, làm ăn làm được mức này, những cái kia phú thương nào có ngươi giang nha. Đúng rồi, Thẩm đại nhân giống như có người tại chúng ta thiết những cái kia tiệm lương thực bên kia vùng trọng nghe ngóng ngươi. Là tiểu cô nương, mà lại là cái đẹp đặc biệt tiểu cô nương. Chúng ta điều tra, là mộng vận lâu mới tới khúc nghệ đại gia Vũ Thanh cô nương. Vị này Vũ Thanh cô nương nhưng rất khó lường, tại toàn bộ hoàng triều đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại, thật không biết hắn làm sao lại đến Lộc Giang thành. Ồ. Ngoài ý muốn nhìn ra phía ngoài một chút, có người đang hỏi thăm hắn vậy thì thôi, vẫn là cái nổi danh như vậy tiểu cô nương, cái này có chút ý tướng không đúng, liền xem như Mỹ Nhân Kế, theo sáu lộ tới không phải là ở nửa đường đi lên cái đột nhiên gặp nhau, sau đó bằng vào Mỹ Mạo cùng Danh Khí, thiên lôi câu địa hỏa. Hoặc là dứt khoát khổ tình một điểm, tìm không có danh khí gì nhưng tuổi trẻ Mỹ Mạo trực tiếp tới cái bán mình tán cha, tranh thủ đồng tình. Cái nào sẽ ngốc ngốc từng nhà hỏi, cái này mua lương chính là không phải không sai đại nhân người, đây không phải mình tìm bại lộ a, à, chẳng lẽ đầu năm nay, Mỹ Nhân Kế đổi mới rồi cách chơi. Thẩm đại nhân, có phải hay không là ngươi lưu lại phong lưu nợ? nhìn về phía thẩm ngọc ánh mắt lộ ra một vòng tìm tòi nghiên cứu chi sắc khi thế nhưng là vũ thanh cô nương không biết bao nhiêu người tình nhân trong mộng cái này chuyện tốt làm sao lại xuống dốc đến mình trên đầu vị này thẩm đại nhân cũng đủ có thể bọn hắn tân vất và khổ tại nơi này bôn ba ngươi ngược lại tốt còn có thời gian thông đồng tiểu cô nương mà lại là xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cái này quá phận nói đùa cái gì ta cái này từng ngày đều cùng các ngươi ở cùng một chỗ nào có kia nhàn công phu đem người mang tới, bản quan ngược lại muốn xem xem nàng đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Tốt. Nhẹ gật đầu, bành nham sau đó đi ra ngoài, không lâu công phu, liền mang theo một cái 17-18 tuổi dung mạo cực đẹp thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ này trên mặt được một tầng lụa mỏng, da thịt trắng nõn trong suốt như ngọc, một đôi mắt phản phất biết nói chuyện bình thường, nhưng lại phản phất thấu một vòng vung đi không được sầu bi. Bất quá thấy thiếu nữ đồng thời, thẩm ngọc cũng hơi nhíu cao mày. Bởi vì ở sau lưng nàng, còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một ma ma thiếu nữ bản thân yếu đuối, không như có cái gì võ võ công cao thăm mang theo, nhưng tên kia ma ma liền không đồng dạng. Khi thấy thẩm ngọc thời điểm, tên này ma ma trên thân kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế, để người không hiểu hoảng sợ. Dù chưa xuất thủ, nhưng đã là lớn tiếng dọa người. Cái này thời điểm bành nham cũng kịp phản ứng, tay lặng lẽ đặt ở bên hông trên đao. Trước đó hắn là thật không biết, cái này 40-50 tuổi ma ma vậy mà là cái đỉnh tim cao thủ cái này che giấu khí tức thủ pháp thật là lợi hại nếu không phải nàng chủ động bại lộ bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra tới người chính là tân nhiệm khâm sai đại nhân thẩm đại nhân nhìn về phía thẩm ngọc thời điểm đối phương tự hồ rất khẩn trương thanh âm bên trong cũng nhiều vài tia run rẩy bất quá thiếu nữ thanh âm rất êm tai có một cổ kỳ ảo cảm giác lọc vào tai sau không khỏi để cho lòng người vui vẻ riêng là thanh âm này cũng làm người ta có chút miên man bất định không sai chính là bản quan cô nương này tới là có gì chỉ giáo thẩm đại nhân, ta tới là khuyên thẩm đại nhân không cần lại bán lương. Vừa lên đến, thiếu nữ liền vội vàng nói, ta biết thẩm đại nhân bán lương là muốn dùng thủ đoạn lừa gạt những này thương nhân lương thực hạ giá, nhưng một chiêu này đã bị bọn hắn xem thấu. Sáng nay ta tại mộng vận lâu trong lúc vô tình nghe được một tin tức, tứ phương thương hội người sẽ không lại theo vào, bọn hắn hạ giá cũng chỉ là lừa gạt thẩm đại nhân mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn sẽ không bán một hạt lương thực. Không chỉ có như thế, bọn hắn không chỉ có sẽ không bán lương, mà lại sẽ đem thẩm đại nhân trong tay lương thực toàn bộ mua đi, để đại nhân không có lương thực có thể dùng. Đại nhân, ngài thân phụ Bắc Sơn vượt hàng ngàn hàng vạn dân đói. Đại nhân đến tới tin tức đã truyền ra ngoài, không ít bách tính đều đã hiểu rõ. Nói xong, thiếu nữ hướng thẩm ngọc nhẹ nhàng cúi đầu, ngôn từ khẩn thiết, thanh âm bên trong lộ ra một cổ lo âu nồng đậm. Bất quá dạng này một màn, cũng làm cho thẩm ngọc hơi sững sờ. Hắn vừa vặn từng nghĩ tới nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới đối phương vậy mà mới mở miệng nói là cái này thẩm đại nhân, hiện tại ngài chính là những cái kia dân đói hy vọng, mà một khi đại nhân trong tay không có lương thực có thể dùng, hy vọng sụp đổ phía dưới, hậu quả khó mà lường được, cho nên, dân nữ khẩn cầu đại nhân không được hành động theo cảm tính. Cô nương, người lo lắng ta biết. Yên tâm, bản quan tuyệt sẽ không để bắt sơn vực bách tính thất vọng. Trong lúc nhất thời, thẩm ngọc cũng đoán không ra đối phương ý đồ đến, đương nhiên không có khả năng cùng với nàng thành thật với nhau, chỉ có thể tùy tiện lừa gạt hai câu. Về phần lương thực nha, nên bán còn được bán, hắn còn chỉ vào cái này lương thực móc ra những cái kia đại thương nhân lương thực kho lúa đâu. Thẩm đại nhân, những này là ta một điểm tâm ý, còn xin thẩm đại nhân nhận lấy. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ đem trên người bao khỏa lấy xuống đến, đưa cho thẩm ngọc. Những này là... Mở ra đối phương bao khỏa, thẩm ngọc hơi kinh hãi. Bên trong thả chính là kim phiếu, một sấp một sấp kim phiếu. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ vẫn là cái phú bà, rất có tiền loại kia. Hiện tại cho những này là muốn làm gì, sẽ không là muốn bao hết mình a à. nhìn xem trước mắt mỹ mạo thiếu nữ giống như cũng không phải không thể thẩm đại nhân những này là ta mấy năm nay tích xúc khoảng thời gian này ta cũng sẽ một mực đợi tại bắc sơn vực kiếm lấy tiền bạc cũng sẽ giao đến thẩm đại nhân trên tay ta chỉ là một giới ca nữ ngày bình thường cũng chỉ sẽ đánh đàn tấu khúc tay không đề cập tới vai không thể chọn có thể làm cũng chỉ có những này hy vọng có thể giúp được thẩm đại nhân nói đến nơi này thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thẳng thẩm ngọc kia sáng lạng ánh mắt để thẩm ngọc có chút không tốt ý tứ ta biết thẩm đại nhân là một quan tốt, cũng cần thẩm đại nhân có thể đem cái này chút tiền hảo hảo lợi dụng, lấy cứu tế nạn dân. Cái này, ngươi, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trong tay cái này một bao bao lấy kim phiếu triểu nặng, để người có chút sách bất động. Ngươi yên tâm đi, không được bao lâu, bác sơn vượt liền sẽ khôi phục ngày xưa bình thản phồn hoa. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên ngoài, trong mắt phản phất lộ ra vô tận sát ý, cuối cùng, thẩm ngọc sau đó khẳng định nói ta sẽ dốc hết toàn lực. Chương 215 Hoài nghi Nguồn. mê truyện audio com thẩm đại nhân quả nhiên không ra ngươi sở liệu có người đem chúng ta lương thực toàn mua xuống tại đưa tiễn vũ thanh cô nương về sau không bao lâu bành nham liền phát hiện liền có đại lượng người bắt đầu đến bọn hắn nơi này mua lương thực một mua còn mua không ít không cần bao lâu thời gian những người này liền đã đem bọn hắn trong tay lương thực mua bảy tám phần mà một mực quan sát đến phía ngoài bành nham cũng lập tức đến đây hướng thẩm ngọc báo cáo thẩm đại nhân những người này mặc dù là nhìn như là phân tán mua một người mua một chút, nhưng kỳ thực bọn hắn hẳn là một nhóm người. Khinh thường cười cười, một đám tôm tép nhảy nhét, tại bọn hắn điện tiền ti trước mặt diễn kịch, đây không phải múa rượu qua mắt thợ A, à, thật tình không biết, điểm ấy trò vặt đều là bọn hắn chơi còn lại, một chút liền bị bọn hắn xem thấu. Tốt, bành nham, lương như nhạc, hai người các ngươi tự mình đi nhìn chầm chầm bọn hắn, xem bọn hắn đem lương thực đều vận đến cái gì địa phương. Bình thường vừa gạo nguyên bản liền có lương trữ hàng, như thế một nhóm lớn lương thực hẳn là sẽ không hướng nơi đó vận, không phải người kho lương không thể, ta muốn chính là nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, thẩm ngọc nhẹ tay nhẹ nắm tại trên chui kiếm, một cổ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tứ phương thương hội kho lương, các ngươi hắc y vệ một mực không có tra được tại cái gì địa phương, bản quan cần biết xác thực vị trí, minh bạch chưa? Thẩm đại nhân yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta muốn là làm không xong, liền không mặt mũi nào trở về gặp mặt đại thống lĩnh. Xong thẩm ngọc chấp tay, bành nham sau đó tranh thủ thời gian xuất phát về phần thẩm ngọc vì cái gì nhất định phải ra được đối phương kho lương chỗ bành nham trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán không thể không nói vì này thẩm đại nhân thật sự là thật to gan nhưng hiện ở thời điểm này cũng không lo được nhiều như vậy trước tiên đem lương thực đoạt tới tay mới là trọng yếu nhất sắp điên đại gia liền cùng một chỗ điên tốt xảy ra sự tình dù sao có người cao đỉnh lấy nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là tòng phạm mà thôi thẩm đại nhân tìm được trôi qua một thời gian thật dài về sau Bành Nham vội vàng chạy về, lập tức đối Thẩm Ngọc nói. Thẩm Đại Nhân, ta một đường truy tung, phát hiện bọn hắn đem lương thực chuyển đến một chỗ trong trang viên. Mà lại nơi đó phòng ngự xâm nghiêm vô số cao thủ, chỉ là Đại Tông Sư cũng không dưới hai vị. Như đoán không sai, nơi đó hẳn là chúng ta muốn tìm địa phương. Theo ngươi nói, tìm tới vị trí sau chúng ta liền lập tức trở về đến, không có tiếng một bước dò xét để tránh bại lộ. Nói thật, hiện tại Bành Nham trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá là một chỗ thương hội kho lúa mà thôi, cần xuất động như thế lớn chiến trận A, hai vị đại tông sư đóng giữ, sợ là toàn bộ tứ phương thương hội có thể lấy ra được, cũng liền hai vị này đại tông sư đi. Có lẽ, bên trong còn có bọn hắn không biết bí mật, mà lại có một chút cũng khiêu khích bành nham hoài nghi, căn cứ bọn hắn hắc y vệ tình báo, tại cái này dân đói khắp nơi trên đất thời điểm, lẽ ra chính là những cái kia thương nhân lương thực đại lượng giá cao bán lương thời điểm. Nhưng tứ phương thương hội tại đoạn thời gian này bên trong tựa hồ an tĩnh có chút quá phận, không chỉ có không bán lương, ngược lại vẫn tại thu mua lương thực ngươi nói hắn trữ hàng đầu cơ tích trữ nhưng cái này mua lương giá cả không khỏi cao chút mua còn không bán kia chẳng phải nện trong tay a à, nhà ai thương hội có thể làm như vậy nếu là trước đó dạng này tình báo cũng chưa từng gây nên chú ý của hắn nhưng hiện bây giờ một khi hoài nghi liền cảm giác khắp nơi đều là vấn đề tốt ta biết nhẹ gật đầu thẩm ngọc ra hiệu mình đã biết đắc ý quên hình phía dưới tứ phương thương hội quả nhiên là đem lương thực chuyển đến bọn hắn kho lương bên trong chỉ cần kho lương tìm được còn lại liền dễ dàng nhiều hơn thẩm đại nhân, nơi đó phòng vệ quá mức xâm nghiêm, lương thực đến nơi đó, chúng ta đang muốn biết ra coi như khó khăn. Nhìn xem thẩm ngọc hiện tại một mặt bình tĩnh, thấy thế nào cũng không giống là nóng nảy bộ dáng, ngược lại là đem bành nham gấp đến độ không nhẹ. Không có lương thực, bọn hắn lấy cái gì yên ổn lòng người. Thẩm đại nhân, muốn hay không điều binh? Điều binh? Người muốn làm gì? Gây nên dân loạn A. À. Đập bành nham bả vai, thẩm ngọc minh bạch đối phương tự hồ nghĩ sai, bất quá hắn cũng không giải thích cái gì yên tâm, ngươi bây giờ cần phải làm là an tâm chờ đợi, lương thực sẽ có, hết thảy tất cả cũng sẽ có. Có chút cười một tiếng, Thẩm Ngọc liền không nói nữa, lặng lặng chờ lấy thời gian một chút xíu trôi qua. Nguyệt Hắc Phong cao, mới là động thủ thời cơ tốt. Tứ phương thương hội lương thực, hắn còn muốn định. Thời gian một chút xíu trôi qua, bàn đền đúng hạn mà tới. Dưới bóng đêm, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên địa trừ vài miếng bị gió mang theo lá cây bên ngoài liền cái gì cũng không có lưu lại đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, nhanh đến cơ hồ ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Rất nhanh, đạo thân ảnh này liền đứng tại một chỗ xa hoa ngoài trang viên, lặng lặng quan sát lấy bên trong, mà thân ảnh cũng lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt, chính là đã sớm nhớ thương nơi này thẩm ngọc. Nhắm ngay một người, thẩm ngọc lấy xét đánh chi thế thuận tay đem đánh ngất xỉu, sau đó bắp thịt trên mặt một trận biến ảo, liền biến thành người này bộ dáng. Sửa sang lại một chút quần áo, thẩm ngọc thoải mái đi ra ngoài, không có nửa điểm khiếp đảm. Nơi này cơ quan dày đặc, vô số cao thủ nhưng đối với cơ quan đại sư trình độ hắn những này cơ quan trả lại không được mặt bàn huống chi hắn hiện tại còn đỉnh lấy một trương người một nhà mặt rất nhanh hắn liền thuận lợi tiến vào trong đó bắp thịt trên mặt cũng mấy chuyến biến hóa đổi thành nơi này từng cái thủ vệ bộ dáng cũng may nơi này thủ vệ ở giữa cũng không quen thuộc mà lại lẫn nhau giống như cũng cơ bản không giao lưu cũng làm cho toàn bộ quá trình trở nên so trong tưởng tượng thuận lợi hơn khi hắn bước vào tận cùng bên trong thời điểm nói thực ra hắn bị khiếp sợ đến nơi này chồng chất như núi lương thực, thô sơ giản lược nhìn lại dường như hồ nhìn không thấy cuối. Hắn biết tứ phương thương hội có lương, nhưng chưa hề nghĩ tới bọn hắn lương thực có thể nhiều đến loại trình độ này. Dù là tứ phương thương hội là bắc sơn vực lớn nhất thương nhân lương thực, cũng không về phần sẽ tại bình thường chuẩn bị nhiều như vậy lương thực, trừ phi bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thật sớm liền bắt đầu trữ hàng lương thực. Hay là, còn có một khả năng khác, chính là những này lương thực căn bản đại bộ phận chính là từ khác địa phương lấy được. Không biết thế nào, thẩm ngọc một chút nghĩ đến lộc giang thành phụ cận năm lĩnh kho tòa nào bắc sơn vượt hai đại kho lúa một trong bây giờ rỗng tuếch năm lĩnh kho lúc trước nạn đói vừa mới bắt đầu thời điểm triều đình phản ứng kỳ thật rất kịp thời lập tức liền hạ lệnh mở kho phát thóc kết quả chờ mở ra kho lúa thời điểm lại phát hiện kia vốn nên nên lương thực chồng chất như núi năm lĩnh kho cùng đông nguyên kho hai tòa kho lúa trong đó lương thực sớm đã không cánh mà bay cái này hai tòa kho lúa bên trong lương thực trừ phía ngoài cùng một tầng là dùng tới làm làm bộ dáng lừa gạt người bên ngoài, bên trong chồng chất lương thực sớm đã bị chuyển không có. Cái này một chút, không chỉ có là toàn bộ Bắc Sơn vực lòng người bàn hoàng, ngay cả bắc cảnh quân đội cũng bắt đầu có chút bất ổn. Muốn biết, cái này hai tòa kho lúa không chỉ có là ngày bình thường dùng để chứa đựng lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sử dụng, còn gánh vác hướng bắc cảnh quân đội cung cấp lương thảo tác dụng. Cho nên, khi sự tình sau khi phát sinh, chỉ có lương thực đương nhiên trước muốn ưu tiên cung cấp bắc cảnh quân đội, lấy ổn định quân tâm không phải, nhưng là muốn ra đại loạn. Cái này để nạn đói trở nên càng thêm không thể khống, cuối cùng tạo thành hiện tại bộ dáng. Vì thế bị giết quan viên vô số kể, ngay cả Bắc Sơn vực tổng đốc đều bị trực tiếp rút lui chức, kia năm lĩnh kho lương thực đến tột cùng là thế nào không có, nếu là quan thương cấu kết, quan thế hẳn là quyền thế hiển hách, quyền cao chức trọng. Khi thương, tự nhiên cũng tất nhiên nếu là tài lực hùng hậu, thế lực khổng lồ. Dạng này, lương thực vận ra mới có thể bán ra ngoài cũng chỉ có dạng này đại thương hội mới có năng lực một hơi đem những này lương thực ăn hết mà không khiến người hoài nghi tứ phương thương hội không thể nghi ngờ có dạng này tư cách hơi nheo mắt thẩm ngọc luôn cảm thấy trong này không đơn giản nếu là vì cầu tài vì sao không gặp tứ phương thương hội mua lương cái này thời điểm không phải là kiếm tiền thời cơ tốt a à, trữ hàng nhiều như vậy lương thực không sẽ chờ lấy hiện tại thời cơ này đến vừa vặn giá cao bán tháo a à, thấy thế nào tứ phương thương hội giống như đều có vấn đề chờ một chút cái này hương vị là đột nhiên thẩm ngọc chấp mũi một trận run run tự nhiên ngửi thấy cái gì kỳ quái hương vị không đúng đây là dầu hỏa kho lúa bên trong vậy mà lại có dầu hỏa mà lại số lượng tự hồ không ít tự hồ tất cả lương thực bên ngoài đều nhuộm dần một tầng dầu hỏa đây là mấy cái ý tứ một khi sự tình không ổn liền muốn trực tiếp một mồi lửa đem nơi này toàn bộ thiêu hủy a à, cái này tứ phương thương hội quả nhiên là có vấn đề bất quá rất nhanh thẩm ngọc trước hết đem trong lòng nghi hoặc đè xuống ngược lại nhìn về phía đống kia tích như núi lương thực mặc kệ tứ phương thương hội là có vấn đề gì muốn điều tra bọn hắn vậy cũng phải trước lùi ra sau dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem những này lương thực chuyển ra ngoài có những này lương thực cứu tế nạn dân chắc hẳn có thể chống đỡ một đoạn thời gian hắn bao nhiêu có thể buông lỏng một hơi bất quá cho dù là tay cầm không gian trữ vật hắn muốn đem cái này chồng chất như núi lương thực toàn bộ làm đi ra cũng phải tốn nhiều sức lực bất quá hắn tối nay có nhiều thời gian cả đêm thời gian hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ. Chương 216 Làm Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm đại nhân, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Chỉ là một đêm công phu, nguyên bản trống trải trong phòng liền chất đóng từng túi lương thực, tất cả gian phòng cơ hồ đều bị chất đầy, nhìn bệnh nham trận mắt khóc mồm. Hắn vừa vặn đã hỏi, căn bản không có người thấy có người vận lương tới, thậm chí đều không có dư thừa người xuất hiện qua. Tại bọn hắn điện tiền ti tinh nhuệ trước mặt, có người nếu là có như thế lớn động tác, Căn bản không có khả năng giấu được bọn hắn Nhưng những này lương thực Làm sao lại trong vòng một đêm xuất hiện Tiện tay tại lương túi bên trên đâm một chút Trắng bóng gạo thuận lỗ hổng chảy ra Cái này một màn càng là kích thích bành nham nói không ra lời Để hắn theo bản năng bóp mình một chút Lương thực là thật Hết thảy tất cả cũng đều là thật Không phải đang nằm mơ Bành nham, bành nham, những này lương thực đủ à Nhìn trước mắt lương thực Thẩm Ngọc cũng là cảm khái ngàn vạn Tại kế hoạch của hắn bên trong Tứ phương thương hội chỉ là mình hạ thủ trong đó một mục tiêu mà thôi. Chỉ vì tứ phương thương hội kho lương quá mức bí ẩn, Hắc Y Vệ căn bản không có tra được tại cái gì địa phương. Mà lại, tứ phương thương hội chính là Bắc Sơn vực lớn nhất thương nhân lương thực, đương nhiên muốn đem bọn hắn làm mục tiêu thứ nhất. Vì phòng ngừa đánh cỏ động trắng, ép đối phương chó cùng rất dậu, còn không thể dùng sức mạnh, cho nên chỉ có thể dùng khác thủ đoạn, đem kho lương vị trí lừa gạt ra. Về phần cái khác thương nhân lương thực kho lương, kỳ thật cũng thật sớm liền bị Hắc Y Vệ để mắc tới những cái kia thương nhân lương thực giấu lương thực địa phương cũng không có như vậy bí ẩn, đã sớm rơi vào hắc y vệ tai mắt bên trong. Đến thời điểm, tứ phương thương hội nơi này chuyển xong, thẩm ngọc lại lần lượt đi những người khác nơi đó chiếu cố một lần, đủ để đem bọn hắn hiện tại bức thiết cần thiết lương thực kiếm ra tới. Thật không nghĩ đến, một cái tứ phương thương hội bên trong vậy mà lại ẩn giấu nhiều như vậy lương thực. Thẩm ngọc thông qua không gian trữ vật, sinh sinh dời một ban đêm mới vận xong, đến hừng đông thời điểm kém chút đều bị phát hiện. Kết quả cái này một nhà chuyển xong, lương thực nhiều đầy đủ giải bọn hắn khẩn cấp, còn lại kia mấy nhà ngược lại không nóng nảy vào xem. Thẩm đại nhân, đủ rồi, đầy đủ. Thô sơ giảng lược nhìn một chút, nếu là đây đều là lương thực, mặc dù không đủ để lắng lại nạn đói, nhưng lại hẳn là có thể chèo chống đến triều đình thứ nhất bút chẩn tai lương khoản đến. Chỉ cần triều đình chi viện đến, còn lại liền đơn giản. Không quá kích động về sau, bành nham tự hồ ngửi thấy một chút dị dạng hương vị, cẩn thận phân biệt về sau đột nhiên nhíu chặt lông mày. Dầu hỏa lương thực bên trên làm sao lại có dầu hỏa hương vị thẩm đại nhân cái này đây là từ tứ phương thương hội lấy được lương thực nơi đó tất cả lương thực bên trên đều bị đổ dầu hỏa người biết cái này ý vị cái gì a à? mang ý nghĩa một khi nơi đó xảy ra vấn đề gì tứ phương thương hội liền có thể trực tiếp một mồi lửa đem tất cả lương thực thiêu hủy một hạt đều không thừa cái gì thân là điện tiền ti giáo úy bành nham bản thân tự nhiên là rất thông minh mà lại là phi thường thông minh cái chủng loại kia nếu là vụng về người cũng làm không được hắn hiện tại vị trí này. Tứ phương thương hội dị thường vốn là nói rõ vấn đề, nhà ai thương nhân lương thực sẽ tại lương thực bên trên dội lên dầu hỏa, sẽ còn tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới trực tiếp thiêu hủy đâu, cái này nào chỉ là không hợp lý. Mà lại cái này lương thực không khỏi cũng quá nhiều chút, chỉ bằng tứ phương thương hội làm sao có thể làm ra nhiều như vậy lương thực. Thẩm Ngọc nói với hắn những chuyện này, ý tứ cũng rất rõ ràng, đón lấy đến bọn hắn cái gì đều không cần làm, tất cả tinh nhuệ toàn bộ nhìn chầm chầm tứ phương thương hội. Được rồi, trước không cần nghĩ nhiều như vậy, lập tức phái người cấp cho lương thực, sau đó đem nơi này lương thực dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển về các nơi lấy cứu tế nạn dân. Thẩm đại nhân yên tâm, ti chức nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem những này lương thực vận chuyển về cần địa phương. Thẩm Ngọc chỉ là động động miệng, còn lại một đám người bắt đầu bận rộn cứu tế nạn dân cũng không phải một cái đơn giản sống, hắc y vệ nghiệp vụ cũng không thuần thục, còn được cần địa phương quan phủ phối hợp. Bất quá Thẩm Ngọc thân phận vừa lấy ra, sở hữu người lập tức đúng chỗ hiện tại Lộc Giang thành Tri Châu cũng là như ngồi bàn chông, lại nghe được có lương thực về sau, lập tức chạy như bay đến. Chuyện khó khăn nhất người ta đều giải quyết, về phần chuyện sau đó đều dễ làm. Bọn hắn Lộc Giang thành trên dưới nếu là ngay cả điểm ấy cũng làm không được, khâm sai đau trong tay thế nhưng là sẽ giết người. Lão gia, lão gia, không xong. Giờ phút này, tại Lộc Giang thành bên trong một chỗ xa hoa trong trang viên, quản gia bộ dáng người vội vàng chạy tới, trên mặt viết đầy kinh hoảng. Mà tòa trang viên này chủ nhân, tứ phương thương hội hội trưởng Vạn Thành, một cái xem xét chính là mặt mũi tràn đầy tinh minh trung niên nhân hắn giờ phút này đang nhìn sổ sách tinh tế tra lấy một bút bút sổ sách mỗi khi cái này thời điểm luôn luôn hắn nhất là buông lỏng thời điểm cửa hàng bên trên ngươi lừa ta gạt hắn thấy nhiều vẫn là sổ sách tốt một bút bút liền đặt ở nơi đó coi như những chữ số này là giả cũng tuyệt đối không gạt được ánh mắt của hắn huống chi hôm qua hắn vừa vặn lại vào tay một nhóm lớn lương thực trong lòng đắc ý khoản này lương thực thế nhưng là chính hắn kiếm đều có thể rơi xuống trong túi sách của mình nghĩ đến những thứ này, tâm tình của hắn lập tức liền tốt rất nhiều. Có tiền, lại có thể đi vũ thanh đại gia nơi đó nghe một chút nàng khúc nghệ. Mỗi một lần đi nơi đó đều là một loại hưởng thụ, tự như thân thể kỳ ảo bình thường, tất cả phiền não toàn bộ biến mất. Bất quá nơi đó quá quý còn không mặc cả, không có biện pháp, ai bảo người ta giá trị cái kia tiền đâu. Hắn không nguyện ý ra, có là nguyện ý bỏ ra số tiền này. Mà liền tại cái này thời điểm, hắn nghe được quản gia tiếng hô hoáng, cả người nguyên bản hảo tâm tình cũng bị phá hư không còn một mảnh vội cái gì sùng mặt đối quản gia một trận quát lớn vạn thành có chút không kiên nhẫn nói cái gì không xong nói rõ ràng là mới tới không sai đại nhân bọn hắn bọn hắn ngay tại phát thóc phát thóc những mày những người này lương thực không phải đã bị mua rỗng a à, làm sao còn có lương thực lão gia mấu chốt là bọn hắn lương thực bọn hắn lương thực giống như cùng chúng ta kho lương bên trong rất giống kia lương túi bên trên thậm chí có chút tiêu ký lấy chúng ta tứ phương thương hội tiêu chí cái gì một câu nói kia như là trọng chú ý bình thường nện trong lòng của hắn bên trên, để vạn thành sắc mặt nháy mắt biến ảo. Rất khó tưởng tượng, một người sắc mặt vậy mà có thể trở nên nhanh như vậy. Theo ta đi kho lương, nhanh. Ý thức được không đúng, Vạn Thành lập tức mang theo quản gia chạy vội đến kho lương chỗ. Khi bọn hắn thấp thỏm bất an mở ra kho lương thời điểm, bên trong sớm đã rỗng tuyết, cái gì cũng không có còn lại. Lương thực đâu, chúng ta lương thực đâu? Cái này một màn, khiến Vạn Thành tròn mắt đều nứt, thanh âm tức giận bên trong còn lộ ra một tia sợ hãi. Ngày hôm qua rõ ràng còn vụng trộm tới kiểm tra qua nơi này, làm sao có thể trong vòng một đêm, liền biến mất không thấy. Nhiều như vậy lương thực liền xem như vận, không có mấy ngày thời gian cũng vận không hết đi. Lão gia, bất giận, tuyệt đối không nên đã thương thân thể. Bất giận, ngươi để ta làm sao bất giận, những cái kia lương thực là chính chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, vạn thành tâm loạn như ma. Muốn biết những này lương thực cũng không phải chính bọn hắn, mà là có người gửi tại bọn hắn nơi này, ném đi hậu quả hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu để cho những người kia biết lương thực tại trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tất cả mọi người phải chết, mà lại là chết rất thảm cái chủng loại kia. Mồ hôi lạnh thuận cái trán chảy xuống tới, giờ khắc này, vạn thành thậm chí có một loại đem lương thực cướp về xúc động. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem loại này xúc động cho đè xuống. Vì kia tuổi trẻ không sai đại nhân bọn hắn đã từng có nghe thấy, kia há lại người bình thường có thể đối phó lúc trước hắn liền thu được gió, có người tại trước đây không lâu đối vị này thẩm đại nhân thăm dò qua. Kết quả hai vị đại tông sư, hơn 10 vị tông sư cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả một kiếm đều không có chống đỡ xuống tới, liền toàn bộ bị giết. Dạng này dũng mãnh chiến lực, quả thực để hắn vì đó run rẩy. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không đem lương thực còn trở về. Bọn hắn bằng bản sự lấy được lương thực, dựa vào cái gì phải trả. Ngươi nói lương thực là của ngươi chính là của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai về phần trắng trận cướp đoạt hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại nếu là thật dẫn người đi đoạt cam đoan không được bao lâu thời gian tự liền mình cũng cùng một chỗ góp đi vào vị này thẩm đại nhân âm có đánh thỏ bản sự vậy hắn cũng thế nhưng là nghe nói qua hoặc là không đồng thủ vừa đồng thủ ngay cả người ta gia nghiệp đều không buông tha cam đoan có thể vơ vét một văn tiền đều không thừa lương thực đến người ta trong tay mặt làm sao có thể lại phun ra lão gia bọn hắn cứu tế nạn dân không có khả năng liền cứu tế lộc giang thành chỗ này cái khác lương thực nhất định sẽ chuyên chở ra ngoài nhìn thấy vạn thành không ngừng biến ảo sắc mặt bên cạnh quản gia nhỏ giọng nói bằng không thông tri dư sơn trộm chúng ta nửa đường Ngươi nói là để bọn hắn quay đầu nhìn về phía quản gia vạn thành trong mắt cũng lấp lóe vẻ điên cuồng hiện tại hắn đã không đường có thể lui làm ngươi lập tức đi làm Chương 217 Thỏa thích lục soát Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm đại nhân, thẩm đại nhân ngay tại thẩm ngọc bề bộn nhiều việc cấp cho lương thực đối lấy được lương thực làm lớn thể thống kế thời điểm bành nham đột nhiên lao đến người của ta tại phái phát lương thực thời điểm phát hiện cái này đây là nam lĩnh kho để mà phong giam lương thực kho ấn hẳn là đang giả vờ lương thực thời điểm trong lúc vô tình còn sót lại tại bên trong kho ấn nhìn thấy bành nham trong tay kho ấn thẩm ngọc hơi nhíu cau mày cái này kho ấn làm sao lại còn sót lại tại lương thực bên trong chỉ sợ là có người cố ý hành động chính là muốn nói cho người khác cái này lương thực bắt nguồn từ năm lĩnh kho vấn đề này bành nham tự nhiên cũng nghĩ đến xem ra lúc trước năm lĩnh kho bị chuyển không còn cũng không riêng gì quan thương cấu kết đơn giản như vậy thẩm đại nhân nếu ngươi lấy được lương thực thật đến từ tứ phương thương hội vậy chúng ta liền hoàn toàn có thể khẳng định tứ phương thương hội bên trong lương thực tuyệt đại bộ phận chính là đến từ năm lĩnh kho vậy liền lập tức động thủ bắt người đại nhân chờ một chút vội vàng đánh gãy thẩm ngọc bành nham nhỏ giọng nói tuy nói những này lương thực bắt nguồn từ năm lĩnh kho nhưng bây giờ dù sao đều tại chúng ta trong tay mà không tại tứ phương thương hội kia ngươi có thể hay không nói điểm chính lằng nhà lằng nhằng trọng điểm chính là cầm tặc cầm tan, hiện tại chúng ta không có biện pháp cầm bẩn thật đúng là cầm tứ phương thương hội không có biện pháp không có tan vật hơi nhếch khóe môi lên lên ý tứ đường công thẩm ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng kia nguy hiểm nụ cười để người cảm giác khắp cả người phát lạnh khi thấy cái nụ cười này thời điểm bành nham liền biết vị này thẩm đại nhân là lại muốn chuẩn bị hố người vậy nếu là đang muốn có một nhóm lương thực tại tứ phương thương hội đâu, có phải là liền có thể đem người cầm xuống? Cái này, thẩm đại nhân ý là. Cái này một chút, bành nhằm nhớ tới thẩm ngọc kia kỳ lạ bản lĩnh. Đối phương có thế trong vòng một đêm vô thanh vô tức đem lương thực từ tứ phương thương hội làm tới, tự nhiên cũng có bản lĩnh lại đem lương thực sách về đi. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, vậy coi như là trọng tội, ai đến cũng không tốt dùng. Cứ như vậy, toàn bộ tứ phương thương hội đều có thể cùng nhau niêm phong tứ phương thương hội thế nhưng là bắc sơn vực lớn nhất thương nhân lương thực tiệm lương thực trải rộng bắc sơn vực các nơi các thành nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có chút tồn lương chỉ cần cầm xuống tứ phương thương hội liền có thể lập tức đem bọn hắn ở các nơi tồn lương bỏ vào trong túi dạng này liền có thể để các nơi lập tức có lương chẩn tay nháy mắt giải quyết tình hình khẩn cấp có lương liền có thể yên ổn dân tâm có lương liền có thể ổn định cục diện bàn cờ này cũng liền sống đợi cho Lộc Giang Thành lương thực vận chuyển về các nơi về sau, bắt địa kia vấn đề liền có thể giải quyết một nửa, còn lại bọn hắn hoàn toàn có thể chậm rãi rảnh tay làm. Nghĩ thông suốt những này, Bành Nham lập tức trở nên kích động, đau của hắn đã đói khát khó nhịn, hận không thể lập tức xông vào tứ phương thương hội, đem nơi đó vơ vét không còn một mảnh. Ngẩng đầu, Bành Nham đè xuống trong lòng kích động, mang theo hưng phấn nói, chỉ cần thẩm đại nhân ngươi có biện pháp, chúng ta lập tức liền có thể bắt người, niêm phong tứ phương thương hội, tịch thu hết thảy tài sản. Tịch thu hết thảy ta muốn chính là cái này. Nếu mày, đối mặt phương thức như vậy, thẩm ngọc kia thế nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú. Cái này tứ phương thương hội, hắn còn liền lấy định. Bành nham, ngươi lập tức đem tinh nhuệ nhất đội ngũ cho ta mang lên, vây quanh tứ phương thương hội. Chờ ta tin tức, chỉ cần ta để các ngươi động thủ, các ngươi liền lập tức động thủ. Dứt lời về sau, thẩm ngọc thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến tứ phương thương hội tổng bộ chỗ. Vâng, thẩm đại nhân, chờ một chút, đại nhân, chúng ta liền trực tiếp đi nhìn qua thẩm ngọc trời đi phương hướng, bành nham có chút lộn xộn. Tốt xấu ngươi trước tiên đem tan vật nhét vào tứ phương thương hội, sau đó bọn hắn mới tốt động thủ. Vạn nhất bọn hắn đem tứ phương thương hội bao vây, bên trong ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt. Đến thời điểm vừa tìm không có chứng cứ, kia chẳng phải lúng túng a? À, bất quá ngẫm lại khoảng thời gian này thẩm ngọc sở tác sở vi, tự hồ chưa từng đánh không có nắm chắc cầm. Cắn răng, bành cảm thấy có thể đánh cược một lần. Tại vị này thẩm đại nhân bên người đợi càng lâu, lại càng thấy được hắn thần bí, có thể làm được những này giống như cũng không kỳ quái. Người tới, sở hữu người tập hợp theo ta xuất phát. A Nghĩa, lập tức cầm ta thủ lệnh, lấy khiến Lộc Giang thành hắc y vệ trên dưới đều tập hợp, mục tiêu tứ phương thương hội, lập tức xuất phát. Nói cho Lộc Giang thành hắc y vệ thiên hộ, nửa canh giờ không đến người, giết chết bất luận tội. Vâng, đại nhân. Một đoàn người mênh mông cùng cùng thẳng đến tứ phương thương hội mà đi, lớn như thế trận thế tự nhiên cũng treo đến không ít người chú ý hướng nơi này. Lão gia, lão gia, không xong. Lộc Giang thành chỗ này xa hoa trong trang viên, tứ phương thương hội hội trưởng Vạn Thành, chính trung rẫy nhìn xem sổ sách, hoàn toàn không có trước kia tự tin và thoải mái. Lập tức ném đi nhiều như vậy lương thực, nếu là đoạt không trở lại, hắn liền phải nghĩ biện pháp mình bổ sung. Nhưng cái này nạn đói chi niên, lương thực so sánh giá cả hoàng kim, dù là đem toàn bộ tứ phương thương hội điền vào đi đều chắn không lên lấy cái lỗ thủng. Húng chi những người kia chỉ là đem lương thực đặt ở bọn hắn nơi này lại không cho bán, bản thân đã nói lên vấn đề. Người ta quan tâm căn bản không phải tiền, bọn hắn muốn những này lương thực không thể lưu thông ra ngoài, là muốn bắt sơn vực nạn đói mãnh liệt hơn. Ý đồ của bọn hắn đã lộ ra một gốc của băng sơn. Cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ, không khác bảo hổ lục gia. Nhưng trước đó bọn hắn cho bản giá quá cao, cao đến để vạn thành không cách nào cự tuyệt, thậm chí vì đó bí quá hóa liều. Chính là bởi vì ẩn ẩn đoán được những người này là ai, hắn mới có thể sợ hãi. Bảo hổ lục gia, những này lão hổ thế nhưng là sẽ ăn người. Ném đi bọn hắn lương thực, chờ đợi mình sẽ là cái gì có thể nghĩ? mà cái này thời điểm, quản gia lại lần nữa vội vàng mà đến, đối phương trên mặt kia hốt hoảng biểu lộ để Vạn Thành tâm lại lần nữa rung lên, lại làm sao, nhà ta lại để cho tặc ghi nhớ a? À? không phải, là Hắc Y Vệ, lão gia, Hắc Y Vệ đem chúng ta tứ phương thương hội bao vây, cái gì? khinh người quá đáng! nghe xong lời này, Vạn Thành là thật nổi giận. hiện tại toàn bộ lộc giang chẩn tay sử dụng lương thực, đều là bọn hắn tứ phương thương hội, Hắc Y Vệ còn muốn tới làm gì? đem bọn hắn lương thực lấy đi thì cũng thôi đi hiện tại chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ tứ phương thương hội đều nhớ thương quá khi dễ người cho dù là hao lông dê cũng không có bắt lấy một con liều mạng như vậy hao con thỏ gấp còn cắn người đâu đi đi xem một chút mang theo quản gia cùng số lớn cao thủ vội vàng đi ra ngoài bên ngoài bành nham đội ngũ đã toàn bộ điều động đem nơi này bao vây lại các vị đại nhân vì sao muốn vây quanh ta tứ phương thương hội vạn thành không người trả lời sở hữu người chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn kia lạnh lùng biểu lộ để vạn thành trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn là cái thành công thương nhân, nhãn lực tự nhiên là vô cùng tốt. Một chút liền có thể nhìn ra nhóm người này ngựa đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyệt không phải lọc gian thành những cái kia phổ thông hắc y vệ có thể sánh ngang. Chư vị đại nhân, thế nhưng là ta tứ phương thương hội làm sự tình gì, trêu đến đại nhân không nhanh. Cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người, vạn thành vội vàng móc ra đánh kim phiếu đưa về phía bành nham bên này. Đại nhân, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, nếu ta tứ phương thương hội có không chu toàn chỗ, còn cần đại nhân nhiều hơn đảm đương. Bất quá hắn hiển nhiên là đánh sai tính toán, những kim phiếu này không người đưa tay, tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn xem hắn. Nơi này an tĩnh đáng sợ, an tĩnh để vạn thành hoảng hốt. Bành nhằm cũng muốn trả lời, nhưng không có đạt được thẩm ngọc chuẩn xác tin tức trước, hắn vẫn là ngậm miệng không nói, giả cao lãnh tốt. Tại sao phải vây quanh ngươi tứ phương thương hội, bởi vì ngươi tứ phương thương hội bên trong có năm lĩnh kho lương, lý do này có đủ hay không? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Vạn Thành giật mình, lại làm cho bệnh Nham trong lòng vui mừng. Thẩm đại nhân, phải chăng có thể hành động? Lập tức hành động, truyền bản quan mệnh lệnh, lập tức điều tra tứ phương thương hội, không cần bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Chờ một chút, đại nhân, có phải là có hiểu lầm gì đó? Chúng ta đều là lương dân a, làm sao lại có năm lĩnh kho lương? Nói đùa, coi như trước đó đã từng có lương, nhưng bây giờ lương thực đều để các ngươi lấy đi, chúng ta tứ phương thương hội cái kia còn có lương. Lục soát, có bản lĩnh các ngươi lục soát a, lăn đi hắc y vệ làm việc nếu có trở ngại người giết chết bất luận tội hắc y vệ liền có thể kiêu căng như thế a à? lạnh lùng nhìn hầm hầm bành nham vạn thành cũng khó được cứng trắng lên một thanh kia nếu là lục soát không ra đến sẽ làm thế nào nếu là lục soát không ra đến bản quan tự mình xin lỗi ngươi đi lên trước thẩm ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm vạn thành kia băng lạnh ánh mắt tự như đau bình thường xuyên thẳng ngực tốt đại nhân cái này thế nhưng là ngươi nói lục soát đại nhân ngài có thể thỏa thích lục soát chương 218, Ta xem ai còn dám cản. Nguồn Mê truyện audio.com. Thẩm đại nhân, Lục Sát a. Nhìn thấy Vạn Thành như thế bình tĩnh bộ dáng, Bành Nhàm cũng có chút hoài nghi. Đại ca, ta được hay không a, đừng đến lúc đó cái gì cũng không có tìm ra đến. Lục Sát, người ta cũng nói để chúng ta thỏa thích Lục Sát, vậy các ngươi liền cẩn thận Lục Sát. Quay đầu nhìn mình bên người Hắc Y vệ, Thẩm Ngọc La lớn sở hữu người không cần bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng ngàn vạn không thể oan uổng người tốt nha. Hỏng? cái này một chút đến phiên vạn thành không bình tĩnh không khác vị này không sai đại nhân tự hồ ăn chắc hắn cái này khiến hắn trong lòng rất không chắc mà tại cái này trong nháy mắt vạn thành đột nhiên cảm giác mình tự hồ rất xuống hố còn là hắn chủ động nhảy vào đi người ta có thể tại trong vòng một đêm đem lương thực lấy đi mẹ nó liền có thể lại cầm trở về mình làm sao lại không nghĩ tới đâu mà lại trực tiếp đều không cần trở về kho lương mà là trực tiếp vận đến nơi này đến thời điểm vừa tìm bên trong chứng cứ vô cùng xác thực mình coi như là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Chờ một chút, không thể lục soát. Nghĩ đến những này, Vạn Thành lập tức mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vội vàng ngăn ở sở hữu người trước mặt. Hắc y vệ làm việc, ngươi cũng dám ngăn cản, bắt lại. Ai dám động đến hội trưởng chúng ta? Cái này thời điểm, đi theo Vạn Thành bên người cao thủ cùng nhau hướng về phía trước động một chút, một cổ vô hình áp lực đập vào mặt. Tự như chỉ cần bành nham dám động thủ, Vạn Thành bên người cao thủ liền dám chơi với bọn hắn mệnh bất quá đối diện với mấy cái này, thẩm ngọc là tuyệt không hư. Nhẹ tay nhẹ đặt ở trên chui kiếm, một cổ phóng lên tận trời khủng bố kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện, như như mưa giông gió bão đánh tới. Giờ khắc này, sở hữu người đối mặt tựa như không phải một người, mà là thiên địa tự nhiên. Là kia biến cả chi thượng quyển lên ngàn trường sóng lớn, bất luận cái gì ngăn tại trước người, đều đem bị đập thịt nát xương tan. Tại cổ này tự như thiên địa chi uy lực lượng phía dưới, lực lượng cá nhân là như thế hèn mọn mà nhỏ bé, thậm chí để người đời không nổi phản kháng đảm lượng tại thẩm ngọc đối diện những này cao thủ cùng nhau biến sắc bọn hắn thậm chí cảm giác mình nhìn không được có chút phát trung tứ phương thương hội cho tiền mặc dù không ít nhưng mạng nhỏ tự hồ quan trọng hơn một chút đạp đạp liền ở thời điểm này số lớn quân đội hướng bên này chen chúc mà đến ven đường không tránh kịp người đi đường trực tiếp bị đụng ngã bao phủ mà cái này một màn cũng nhìn thẩm ngọc sát khí bốn phía ti chức hộ quân thống lĩnh cố khinh chu gặp qua thẩm đại nhân đi đầu một người một thân nhung trang mặt mũi tràn đầy điêu luyện chi sắc đang đến gần về sau trực tiếp từ lập tức xuống tới, đối Thẩm Ngọc thi lễ một cái, nhưng thanh âm bên trên lại nghe không ra có bao nhiêu tôn kính. Nhìn thấy đối phương kia phách lối bộ dáng, lại nhìn một chút giờ phút này Thẩm Ngọc biểu lộ, bành nham khẽ lắc đầu. Có ít người là mình muốn chết, là kéo cũng kéo không trở lại. Lộc Giang thành hộ quân thống lĩnh, là Lộc Nguyên Châu một châu quân đội tối cao thống lĩnh, cũng là gần với Tri Châu Tây cầm thực quyền đại nhân vật. Dưới tay người này quân đội hơn hai vạn người, chân chính quyền cao chức trọng nghe giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế quan cùng mình không sai biệt lắm lớn. Nhưng Bành Nham mình thân là điện tiền tiên người, vốn là gặp quan lớn ba cấp, nói trắng ra là, đối phương nhìn thấy mình cũng phải cúi đầu. Nhưng những này địa phương bên trên người tự hồ tại nơi này làm mưa làm gió lâu, thật sự cho rằng tất cả mọi người muốn cho bọn hắn mặt mũi, vừa lên đến liền dám phách lối như vậy. Hắn cũng không nhìn một chút đối mặt chính là ai, vị này thẩm đại nhân cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Chờ xem, đợi chút nữa có người khóc thời điểm. Xin hỏi thẩm đại nhân, vì sao muốn vây quanh tứ phương thương hội thẩm đại nhân có biết tứ phương thương hội tiệm lương thực khắp toàn bộ bắc sơn vực một khi xảy ra vấn đề gì toàn bộ bắc sơn vực đều sẽ trung chuyển cái gì thời điểm địa phương bên trên sự tình trần ngư dạng này hộ quân thống lĩnh đến nhúng tay ngẩng đầu nhìn đối phương một chút thẩm ngọc kia lạnh lùng ánh mắt bên trong không mang một tia tình cảm địa phương bên trên từ trước đến nay là quân chính tách rời cho dù là một vực tổng đốc có thể trực tiếp điều động quân đội cũng không nhiều mà tương ứng các nơi trú quân quyết không thể nhúng tay địa phương sự vụ, đây là nguyên tắc. Thẩm Ngọc căn bản không cùng đối với hắn nói chuyện gì loạn thất bát tao sự tình, mà là trực tiếp dùng đại nghĩa ép. Huống chi đối phương không lệnh mà điều binh, tội danh đều không cần tìm. Thẩm đại nhân hiểu lầm, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay chính vụ. Chỉ là bây giờ Bắc Sơn vực nạn đói, đại quân ta cũng thiếu khuyết lương thảo, tứ phương thương hội đã đáp ứng hướng chúng ta cung cấp một chút quân lương, cho nên. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, Cố Khinh Chu thản nhiên nói, xin hỏi thẩm đại nhân nhưng có xác thực chứng cứ. Nếu là không có chứng cớ, nơi này chỉ sợ không thể động. Triều đình đại quân tự nhiên có triều đình cung cấp lương, cái gì thời điểm cần một cái thương hội, bản quan có thể hiểu thành các ngươi quan thương cấu kết a. À? Ngươi. Triều đình hiện tại không có lương thực có thể dùng, tứ phương thương hội quyên lương, vậy dĩ nhiên là nâng hai tay hoan nghênh, làm sao đến ngươi nơi này liền biến vị nữa nha. Tránh ra, cái này tứ phương thương hội bản quan lục xác định. Quay đầu nhìn về phía Bành Nham, Thẩm Ngọc Hơi có chút không vui nói, thất thần làm gì, lục soát A. À. Bành giáo úy sẽ không phải là sợ một cái hộ quân thống lĩnh A. À. Thẩm Đại Nhân cũng quá để mắt hắn, đừng nói là hắn, liền muốn xem như cấp trên của hắn, bản giáo úy nên không nể mặt mũi, cũng giống vậy không cho. Người tới, theo ta đi vào. Ngươi, các ngươi. Từ hắn trở thành hộ quân thống lĩnh đến nay, còn là lần đầu tiên có người tại Lộc Giang Thành như thế không nể mặt hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Thẩm Đại Nhân, nơi này dù sao cũng là Lộc Giang Thành kia lại như thế nào kiếm trong tay chậm rãi giơ lên thẩm ngọc đã là sát cơ lộ ra ngoài cố thống lĩnh người nhưng biết đây là cái gì thường phương bảo kiếm ở đây tam phẩm trở xuống người bản quan đều có thể tiền cảm hậu tấu dù là tam phẩm trở lên người cũng có thể đi đầu cầm xuống người bất quá quan cư tứ phẩm cũng dám ở bản quan trước mặt sủ loạn là ai đưa cho ngươi lá gan tránh ra ngươi hơi có chút bận tâm mắt nhìn thẩm ngọc kiếm trong tay cố khinh chu thân thể vẫn là rất thành thật lui về sau nửa bước thẩm đại nhân, ngươi chớ có sai lầm. Nói nhảm nhiều như vậy, bành nham, cho bản quan cầm xuống. Giờ khắc này, thẩm ngọc trực tiếp một điểm mặt mũi cũng không muốn cho, ai có rảnh cùng ngươi cái này mù chậm trễ công phu. Ngăn cản khâm sai, lãnh binh va chạm khâm sai vệ đội. Hành quân quá trình bên trong còn va chạm bách tính, khiến nhiều tên dân chúng chịu tổn thương. Bành nham ngươi phải thật tốt thẩm vấn, bản quan nghĩ biết là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Thẩm đại nhân yên tâm, tiếng chúng ta nơi này liền xem như làm bằng sắt chúng ta cũng có thể để hắn hóa. Ngươi dám? Cái này một chút cố khinh chu không bình tĩnh, không phải liền là phát sinh một chút khóe miệng a, à, về phần muốn trực tiếp đem hắn cầm xuống a, à, mà cái này thời điểm, đối diện Bành Nham đã chậm rãi đi tới. Đối mặt từng bước ép sát hắc y vệ, cố khinh chu trực tiếp rút ra đao của mình. Theo động tác của hắn, phía sau hắn mang tới mấy ngàn kỵ binh, cũng nhau nhau rút ra đao trong tay. Sát khí vô hình tràn ngập, kia đen nghiệt kỵ binh phản phất muốn kiềm chế người không thở nổi, nơi này liền tự như một tòa to lớn thùng thuốc nổ một đống lửa liền có thể để nơi này nháy mắt bạo tạc ba ngay tại cái này thời điểm thẩm ngọc xuất thủ trong tay kiếm trực tiếp chụp về phía đối phương chỉ là vừa đối mặt đem hắn cho đập tới trên mặt đất hơn nửa ngày đều chưa thức dậy một cái tông sư cảnh cao thủ may mắn thẩm ngọc không có rút kiếm không phải hắn căn bản không có khả năng sống sót tới cầm xuống tướng quân nhìn thấy cố khinh chu lúc này bộ dáng phó tướng trực tiếp nổi giận sách đau la lớn chúng tướng sĩ theo ta giết người. Đáng tiếc, tên này phó tướng còn chưa từng nói xong, một thanh kiếm liền đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Người này, trùng điệp lập tức té xuống tới. Máu tươi tứ tán tiêu xạ, như thế sát phạt quả đoán, cho dù là những kỵ binh kia cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bản quan chính là khâm sai, đại biểu là triều đình. Ai như còn dám loạn động so như mưu phản, dết hết không xá, người này chính là hạ tràng. Theo thẩm ngọc dứt lời, chung quanh hắc y vệ cùng nhau rút ra đao trong tay hơn trăm người quy mô, dĩ nhiên khiến mấy ngàn kỵ binh không dám loạn động. Bành Nham, ngươi tới đón chi này quân đội, như có dị động người, giết. Còn có, đem vị này cố tướng quân cũng cùng một chỗ mang lên hảo hảo thẩm, bản quan tin tưởng, từ trong miệng hắn hẳn là có thể hỏi ra không ít lời nói đến. Thẩm đại nhân, ti chức minh bạch. Thẩm Ngọc không có trực tiếp giết cố khinh chu, Bành Nham liền minh bạch tính toán của đối phương, vị này thẩm đại nhân là nghĩ từ cố khinh chu trên thân hỏi ra thứ gì. Bất quá lấy hắn chuyên nghiệp để phán đoán, cố khinh chu coi như biết cũng biết đến có hạn có thể hỏi ra đồ vật cũng không nhiều phía sau chân chính người làm sao lại đi tại ngoài sáng bên trên về phần vị này cố tướng quân nói như thế nào đây có phải là đầu óc có hố là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có súng bắn chim đầu đàn ngươi không biết a à, vị này thẩm đại nhân đi vào bắc sơn vực nhưng một mực chưa từng làm to chuyện đang cần lập uy đối tượng đâu ngươi liền mắt ba ba nhảy ra ngoài nên mắt nhìn bên cạnh vạn thành thẩm ngọc thản nhiên nói người tới tìm kiếm cho ta ta xem ai còn dám cản nếu có trở ngại người, giết. Xong, lần này thật sự là xong. Giờ khắc này, Vạn Thành kém một chút liền khóc lên. Ai có thể nghĩ tới Cố Khinh Chu có thể rác rưởi như vậy, vừa đối mặt không chỉ có để người cho cầm xuống, ngay cả binh quyền đều chiếm. Ngươi nói ngươi bình thường nhìn xem rất hoành, thời khắc máu chốt thế nào liền như thế phế đâu. Chương 219 Ngươi sẽ làm sao tuyển? Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm đại nhân, tìm được. Tại thẩm ngọc ám chỉ phía dưới, bành nham cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem lương thực cho tìm được liền đới lấy máu chốt chứng cứ cũng đem ra những người này tan cũng lấy được chứng cứ vô cùng xác thực nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ nhìn thấy những này vạn thành trực tiếp trận tròn mắt các ngươi cái này vu oan không khỏi cũng quá không đi tâm đi hắn liền xem như dấu cũng sẽ không trực tiếp giấu ở trong khố phòng nam lĩnh kho lương thực làm sao lại xuất hiện tại tứ phương thương hội vạn hội trưởng ngươi giải thích thế nào đây đây là vu oan hãm hại chúng ta là lương dân làm sao lại làm chuyện như vậy? Cái này thời điểm, Vạn Thành đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, nhìn không được lớn tiếng nói, thẩm đại nhân, chúng ta thương hội một mực là giữ khuôn phép làm ăn, chưa từng có làm điều phi pháp qua. Những năm này, sinh ý trên trận khó tránh khỏi đắc tội một số người, cái này nhất định là có người hãm hại chúng ta tứ phương thương hội. Còn xin đại nhân minh xét, không được bị người mê hoặc. Vu oan hãm hại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hư lạnh một tiếng, Thẩm Ngọc khinh thường nói, Nam lĩnh kho chính là Bắc Sơn vực hai đại kho lúa một trong, vạn hội trưởng cũng dám động thủ, không thể không nói, vạn hội trưởng thật là có can đảm lượng. Bành Nham, người này giao cho ngươi, bản quan muốn biết hết thảy. Thẩm đại nhân yên tâm, ti chức minh bạch. Song Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Chỉ cần có thể cậy mở vạn thành miệng, Bắc Sơn vực phía sau màn thế lực liền có thể bị cậy mở một góc. Vạn sự khởi đầu nan, cái này khó khăn nhất chính là bắt đầu. Chỉ cần có một góc bị khiêu động, cái khác liền dễ làm nhiều. truyền bản quan lệnh tứ phương thương hội trọng vận năm lĩnh kho chi lương chứng cứ vô cùng xác thực, lấy khiến các nơi lập tức niêm phong tứ phương thương hội sản nghiệp, tất cả tứ phương thương hội thuế ruộng lập tức dùng cho chẩn tay. mặt khác, thay bản quan cho các nơi thương nhân lương thực kế tiếp thiết mời, nói cho bọn hắn, bản quan hy vọng bọn họ có thể dùng đầy đủ hợp lý lương thực đổi các nơi tứ phương thương hội những cái kia sản nghiệp. lường như cha mẹ chết vạn thành một chút, thẩm ngọc có chút cười một tiếng. không chỉ có tứ phương thương thuế ruộng hắn muốn còn được để bọn hắn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Còn có, thay bản quan nói cho những này thương nhân lương thực. Có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền không thể kiếm. Tứ phương thương hội vết xe đổ, bản quan hy vọng bọn họ có thể khắc trong tâm khảm, tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Không phải, bản quan sẽ từng cái bái phỏng bọn hắn. Vâng, đại nhân. Ngươi, các ngươi. Mấy câu nói đó, giống như đau nhọn bình thường cắm vào bộ ngực hắn, còn quấy mấy lần hắn là vạn vạn không nghĩ tới, vì này không sai đại nhân niên kỹ không lớn, tâm là thật hung ác, thủ đoạn còn đen như vậy. Một đầu một đầu cho bọn hắn tứ phương thương hội an bài rõ ràng, hắn không chỉ có là muốn tứ phương thương hội lương, vẫn là mượn tứ phương thương hội đến gõ các nơi thương nhân lương thực. Mấu chốt nhất là, tứ phương thương hội các nơi sản nghiệp sợ rằng sẽ các nơi chia cắt hầu như không còn. Một cái quái vật khổng lồ đổ xuống, có thể cho ăn no một bọn người, những người này cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái đại hào cơ hội. Chờ nhà mình sản nghiệp toàn bộ bị chia cắt xong, tứ phương thương hội về sau liền xem như nghĩ đứng cũng không đứng lên nổi, đều là tiền của hắn, mệnh của hắn. Lão gia. Khí cấp công tâm phía dưới, vạn thành một cái mê muội kém chút quẳng xuống đất, may mắn bên cạnh quản gia tay mắt lanh lẹ một chút đỡ đối phương. Phốc. Mà liền tại cái này thời điểm, vạn thành không chỉ có không có bị nâng đỡ, ngược lại một ngụm máu tươi phun tới. Mà tại không người nhìn thấy góc độ, quản gia một chưởng len lén đánh vào vạn thành trên ngực. Hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm một chưởng này vừa nhanh vừa vội vạn thành bỗng chốc bị trọng thương ngươi ngươi lão gia ngươi chớ có trách ta có ít người không giống ngươi sống ta cũng chỉ có thể xin lỗi đang khi nói chuyện quản gia xuất liên tục mấy chưởng một chưởng mạnh hơn một chưởng bất quá chính vì vậy động tác của hắn cũng khó tránh khỏi hơi lớn lập tức liền bị bên cạnh thẩm ngọc đã nhận ra không đúng một kiếm chém qua, nhưng lúc này quản gia đã thu tay lại, xong cái này một cái phương hướng lộ ra một tia khó mà phát giác nụ cười, thản nhiên chịu chết. Tốt, tốt cực kỳ, dám ngay ở bản quan mặt giết người. Cái này, cái này một màn cũng đem bành nham kích thích không nhẹ, dám ngay ở mặt của mình giết người diệt khẩu, những người này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Vội vàng tiến lên dò xét một chút vạn thành lúc này trạng thái, cái này tra một cái về sau, bành nham sắc mặt càng khó coi hơn. Tâm mạch vỡ vụn, hết cách xoay chuyển, chết chắc. Thật sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Tay khoác lên vạn thành mạch đập bên trên, cái này một chút Thẩm Ngọc lông mày liền nhíu lại. Mạch đập cơ hồ bé không thể nghe, mà lại ngay tại cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng này một hơi, lập tức liền muốn không chịu nổi. Thẩm đại nhân, ngươi. Thẩm Ngọc lúc này động tác nhìn xem tự như không có gì, nhưng sau đó bành nham liền phát giác không đúng. Người đều đã gần như sắp chết rồi, vì cái gì vị này Thẩm đại nhân còn lôi kéo hắn không buông tay. Cúi đầu nhìn một chút Thẩm Ngọc, lại nhìn một chút tựa hồ sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận vạn thành. Chờ một chút, sắc mặt hồng nhuận. Cái này một chút tại bành nham trong lòng nhất lên thao thiên cự lãng, đối phương sắc mặt hồng nhuận, hô hồ hấp bắt đầu nhẹ nhàng, rõ ràng là cứu trở về. Muốn biết, vừa vặn hắn thế nhưng là tự mình dò xét qua, vạn thành tâm mạch vỡ vụn, căn bản không có khả năng sống sót tới. Vị này thẩm đại nhân, đến tột cùng là thế nào làm được? Bành nham, vạn thành đã chết, đối ngoại công bố tin tức đi. Ngẫn đầu, thẩm ngọc từng chữ từng câu nói, thanh âm bên trong lộ ra một cổ nghiêm túc. Cái này, ti chức minh bạch. Bành Nham tự nhiên biết đối phương ý tứ, vạn thành chết rồi, cũng chỉ có thể là chết rồi, dù là trên thực tế hắn còn sống. Rất nhanh, vạn thành liền bị người mang ra ngoài, tất cả mọi người đang nhanh chóng niêm phong toàn bộ tứ phương thương hội. Tất cả lương thực, vàng bạc, sản nghiệp, một chút xíu cũng sẽ không thừa. Chuyện nơi đây thẩm ngọc không có tự mình nhìn chầm chầm, mà là cùng bành nham lặng lẽ rời đi, bọn hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm khác một phương mặt không biết trôi qua bao lâu, một mực ở vào hôn mê bên trong vạn thành mở ra ánh mắt của mình, có chút mê mang nhìn xem mình bên trên. Nơi này là nơi nào? Tại điểm cuối của sinh mệnh, hắn chỉ thấy hướng mình xuất thủ quản gia, một khắc này hắn là tuyệt vọng. Đi theo bên cạnh mình hai mươi mấy năm, hắn chưa bao giờ từng nghĩ cái này đối với mình trung thành cảnh cảnh quản gia có một ngày sẽ phản bội mình, mà lại sẽ ra tay với mình, vừa ra tay liền muốn mạng của mình. Chờ một chút, không đúng, ta không phải đã. Một chút kịp phản ứng, Vạn Thành lập tức xoay người mà lên. Không ai so với hắn càng rõ ràng quản gia trưởng lực mạnh bao nhiêu, biển xanh tam điệp lãng một trưởng mạnh hơn một trưởng, ba trưởng điệp gia đủ để khai sơn toái thạch. Chỉ bằng mình, căn bản không có khả năng sống sót tới. Chẳng lẽ lại là quản gia cuối cùng lương tâm phát hiện? Mà cái này thời điểm, hắn cũng nhìn thấy bên cạnh một mực lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn thẩm ngọc cùng Bành Nham, lập tức cảnh giác. Là các ngươi đã cứu ta. Bất quá sau đó Vạn Thành cũng kịp phản ứng, không nghĩ tới cuối cùng cứu mình vậy mà lại là bọn hắn thật đúng là buồn cười a à? có phải là thật bất ngờ không sai đích thật là bản quan cứu ngươi vạn thành bản quan nếu là không cho ngươi chết ngươi liền xem như muốn chết cũng là hy vọng xa vời ngươi là người thông minh ta cũng làm cho hắc y vệ điều tra qua ngươi nhiều năm như vậy ngươi cũng không tính là quá xấu tương đối tại những cái kia gian thương mà nói ngươi coi như được có chút lương tâm cười nhẹ nhìn về phía đối phương thẩm ngọc thản nhiên nói chỉ cần ngươi chịu phối hợp bản quan có thể bảo đảm ngươi một mạng bảo đảm ta một mạng ha 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 đại nhân, ngươi thật sự cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài tử A, ta không nói còn có thể còn sống, ta nói liền phải chết, điểm này ta hiểu. huống chi ta nói muốn chết, ta không có nói, người nhà của ta còn có sống. Đại nhân, ngươi nói đổi thành lời của ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển. Chương 220 Không thể nào ngươi Nguồn Mê truyện audio com Thẩm đại nhân, hỏi ra, đích thật là hắn. Nói ra câu nói này bành nham rất khẩn trương, cơ hồ là cắn răng nói, bởi vì cái này danh tự đại biểu đồ vật quá nặng nề, nặng nề đến cho dù là hắn, cũng không thể không thận trọng lại thận trọng. Trước đó hắn phùng mình hỏi thăm vạn thành, còn sông thẩm ngọc vỗ bộ ngực nói, coi như làm bằng sắt cũng có thể bắt hắn cho nướng hóa, thế nhưng là cái này vạn thành chính là không hé miệng. Tại vạn thành xem ra, chỉ cần hắn nới lỏng miệng, chờ đợi mình cũng chỉ có bốn đường một đầu. Sinh tử uy hiếp hạ, thường thường có khó có thể dùng tưởng tượng ý chí lực. Cho nên, mặc cho điện tiền tiên người dùng ra muôn vàng thủ đoạn, hắn đều cắn răng chống đỡ đi xuống đáng tiếc, có một số việc, không phải hắn không muốn nói, liền có thể không nói. Tại điện tiền ti đem vạn thành làm cho thoi thóp, nhiều lần lâm sụp đổ thời điểm. Thẩm Ngọc lấy lạc hồn châu, tăng thêm cửu âm chân kinh nhiếp hồn thuật, từ trong miệng hắn thuận lợi đạt được chân chính muốn tin tức. Mà như vậy dạng tin tức, để bệnh nham quá sợ hãi, thậm chí có chút chân tay lúng cúng. Cùng tứ phương thương hội cấu kết cùng một chỗ quan viên có rất nhiều, muốn chuyển không năm lĩnh kho chỉ dựa vào một hai người tuyệt không khả năng, trước đó bị cầm xuống quan viên chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, những người còn lại bên trong, đại bộ phận vẫn như cũ là quyền cao chức trọng tồn tại, thân cư Bắc Sơn vực chức vị quan trọng. Mà tại những người này bên trong, nhất quyền cao chức trọng thuộc về tay cầm Bắc Sơn vực binh quyền bình độ Hầu Lâm Chiêu. Cũng chính là người này, để Bành Nham mấy lần đổi sắc mặt. Nghe được tin tức này, Bành Nham còn hoàn toàn không tin. Bình độ Hầu Lâm Chiêu chỗ Lâm gia kia thế nhưng là tướng môn thế gia, thế hệ trung lương. Lâm gia đời đời kiếp kiếp thủ vệ Bắc Cương, chiến tử sa trường người vô số kể. Mười năm trước bắt cảnh đại chiến, Lâm gia một nhà sáu vị tướng quân chiến tử năm vị, chỉ còn Lâm Chiêu một cái nam đinh, có thể nói Lâm gia cả nhà trung liệt. Tại Bành Nham xem ra, đây tuyệt đối là vu oan hãm hại. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng có thể, duy chỉ có người của Lâm gia không có khả năng, Lâm gia chi trung tâm thế nhân đều biết. Tình huống rất có thể là ngay cả vạn thành chính mình cũng bị người lừa gạt, hắn coi là sai sử hắn là bình độ hầu, trên thực tế có thể là người khác giả mạo. Bất quá tại vạn thành nói ra câu nói này thời điểm, thẩm ngọc lại tin hơn phân nữa một cái tung hoành cửa hàng nhiều năm phú thương có thể từng bước một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem tứ phương thương hội chế tạo thành bây giờ quy mô vạn thành người này tự nhiên không phải một nhân vật đơn giản nếu là ngay cả phía sau sai sử mình người đều không biết là ai kia vạn thành liền tuyệt đối không kiếm nổi hôm nay cái địa vị này cho nên đáp án này cho dù lại không có khả năng chỉ sợ cũng có rất lớn tỷ lệ là thật cuối cùng bành nham còn không hết hy vọng lại lần nữa thẩm vấn lộc gian thành hộ quân thống lĩnh cố khinh chu kết quả đạt được giống nhau như đúc kết quả có thể để cho đường đường hộ quân thống lĩnh thực tình ủng hộ thậm chí không tiếc cùng khâm sai trở mặt cũng chỉ có kia cả nhà trung liệt lâm gia trường đình quân bình độ hầu thế nào lại là hắn vì sao lại là hắn ngẩng đầu bành nham vẫn là có chút không tin nhưng sự thật đều tại không phải do hắn không tin nhưng nếu phía sau đây hết thảy thật sự là lâm chiêu đang thao túng phiền phức nhưng lớn lắm người này tay cầm binh quyền tại bắc sơn vực có thể nói là dưới một người trên vạn người địa vị gần với bắc sơn vực tổng đốc có thể nói là uy phong hiển hách nhưng mấu chốt là trước đó bắc sơn vực tổng đốc bởi vì kho lúa thâm hụt mơ mơ hồ hồ liền bị cầm xuống nghe nói đến bây giờ còn tại bị thẩm tra bên trong nói một cách khác trên thực tế hiện bây giờ bắc sơn vực là vị này bình độ hầu lâm chiêu định đoạt giờ khác này không chỉ có là bành nham cảm thấy có chút mưa gió sắp đến ngay cả thẩm ngọc cũng cảm thấy lúc này bắc sơn vực thật giống như bị một tấm lưới lớn bao phủ mà lại cái này tấm lưới lớn ngay tại càng thu càng chặt theo vạn thành chính mình nói, những này lương thực từ khi bọn hắn vẫn đến về sau, vẫn giấu ở bọn hắn bí mật tu kiến kho lương bên trong, chưa hề từng động tới. Cho dù là nạn đói tiến đến, bên ngoài giá lương thực tiêu thăng, vị này bình độ hầu vẫn như cũ không chịu bán một hạt lương thực, mà là liền làm như vậy nhìn xem. Nói cách khác, vị này bình độ hầu làm nhiều như vậy lương thực căn bản không phải cầu tài, vậy bọn hắn muốn nhiều như vậy lương thực muốn làm gì? Trừ phi, là dùng làm quân lương. Cái này một cái suy đoán, trực tiếp để thẩm ngọc có chút không rét mà run nhất là bây giờ cái này nạn đói chi niên, chỉ cần có đầy đủ lương, có là người nguyện ý bán mạng, tùy tiện liền có thể kéo trăm vạn đại quân. Hai đại kho lúa bị trực tiếp thăm hụt rơi, không chỉ có đem lương thực đem tới tay, liền đới lấy Bắc Sơn vực tổng đốc tòa này núi lớn cũng thuận thế chuyển ngã, từ đó về sau Bắc Sơn vực lại không cản tay, có thể nói là nhất tiễn sông điêu. Lợi hại, bội phục. Thẩm đại nhân, lần này chúng ta thật phiền toái. Nhíu chặt lông mày, Bành Nham đột nhiên cảm thấy không biết nên như thế nào hạ thủ. Cũng may vị này thẩm đại nhân chỉ là vùng trộm đem vạn thành cứu, người ở bên ngoài xem ra, vạn thành đã chết, tất cả mọi chuyện đều bị che giấu. Không phải, hắn sợ bình độ hầu lâm chiêu sẽ lập tức chó cùng trước dậu. Một khi trường định quân xuất thủ, bác sơn vực tất nhiên nháy mắt đại loạn, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có liền có thể luân hãm. Tại không có phủ tổng đốc cản tay, lại có vô số quan viên cấu kết tình huống dưới. Mấy đời kinh doanh, cả nhà trung liệt lâm gia, tuyệt đối có vốn liếng này cùng năng lực. Bình độ hầu lâm chiêu, thiếu niên tổng quân, chiến công hiển hách. Về sau bởi vì một ít chuyện cho nên một trận có chút tinh thần sa sút, lại về sau liền từ Bắc Cương điều đến Bắc Sơn vực, thống lĩnh Bắc Sơn vực Trường Định quân. Trường Định quân mặc dù không thuộc về Bắc Cảnh quân đoàn, nhưng cũng là nhất đẳng quân đội. Chiến lực bưu hãn, không thua tại những cái kia yếu một chút Bắc Cương quân đoàn, mà một khi Trường Định quân buông tay đánh cực một lần thậm chí chỉ huy Bắc thượng, các đức Bắc Cương cùng Bắc Sơn vực ở giữa liên hệ, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi còn nếu là lúc này hồ tộc thừa cơ xâm phạm đường lui đoạn tuyệt phía dưới bắc cương trăm vạn đại quân nguy rồi bắc cương nếu như mất hồ tộc thiết kỵ liền có thể tiến thẳng một mạch đến thời điểm bắc địa tất nhiên là một mảnh thối nát thậm chí nửa cái hoàng triều đều đem lâm vào chiến loạn bên trong một khi đến kia thời điểm đó chính là thay ngang khắp đồng máu chảy thành sông hơn phân nửa hoàng triều bách tính đều đem trôi giạt khắp nơi tạo thành ảnh hưởng chính là hiện tại bắc sơn vực nạn đói gấp mười vương nghĩ tới cái kia hình tượng bành nham liền không nhịn được trùng mình một cái mồ hôi lạnh kém chút đem phía sau lưng đều ướt nhẹp. Không được, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Thẩm đại nhân, ngươi tự hồ cũng không lo lắng. Cái này thời điểm, Bành Nham đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc, hy vọng vị này Thẩm đại nhân có thế có biện pháp. Nhưng kết quả hắn lại nhìn thấy vị này Thẩm đại nhân không chỉ có không có gấp, ngược lại là tài thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Cái này một màn, để Bành Nham kém chút không khí chửi ầm lên hắn bây giờ gấp ngoài miệng đều nhanh nổi bóng, ngươi cái này một mặt bình tĩnh tính chuyện gì xảy ra, hợp lấy chỉ có một mình ta lo lắng sung a, đại ca, lửa cháy đến nơi, ngươi đây cũng ngồi xuống được. Bình tĩnh. Đem chén trà trong tay để ở một bên, Thẩm Ngọc thản nhiên nói, tại ngươi xem ra, nếu là Kiêu Vân vệ cùng Trường Đình quân đối đầu, cái nào phần thắng càng lớn. Cái này, hẳn là Kiêu Vân vệ đi. Nói thật, Bành Nham cũng không dám khẳng định, bởi vì cả hai không có đánh qua, trước đó cũng không có khả năng đánh nhau. Nhưng là tại hắn xem ra, Kiêu Vân Vệ từng chính diện đánh qua ba vạn đại trướng Lan Kỵ, kia thế nhưng là hồ tộc mạnh nhất kỵ binh. Cùng nó so sánh, Trường Định Quân liền muốn kém hơn không ít. Nếu là có ba vạn đại trướng Lan Kỵ nếu là chính diện công kích, Trường Định Quân tuyệt đối không chiếm được lợi ích, lạc bại có thể là kết quả duy nhất, cho nên, bốn bỏ năm lên phía dưới, Kiêu Vân Vệ hẳn là càng mạnh một chút. Bành giáo úy, ngươi không có phát hiện từ vào Bắc Sơn vực về sau, chỉ có lương như nhạc đi theo bản quan bên người A. Vâng, Thẩm đại nhân, ngươi nói với ta về qua chuyện này, là ngươi để Hà ẩn sơn đi làm một số chuyện, cho nên hắn đến bây giờ cũng không có trở về. Đúng vậy a, à, kia Bành giáo úy có biết ta để hắn đi làm cái gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Ngọc Thản nhiên nói, ta để tay hắn cầm kim bài bí mật điều Kiêu Vân vệ nhập Bắc Sơn vực. Lúc này Kiêu Vân vệ chính vận sức chờ phát động, mà lúc này Trường Định Quân lại không biết chúng ta đã có động tác. Hữu tâm tính vô tâm, Bành giáo úy cảm thấy Trường Định Quân còn có uy hiếp a. T. nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh kiêu vân vệ lại bị điều động khó trách hạ ẩn sơn cái này phụ tá đắc lực không tại nguyên lai là điều binh đi nếu là kiêu vân vệ lúc này ngay tại bắc sơn vực kia hết thảy liền đều dễ làm thẩm đại nhân chúng ta lập tức xuất phát không hiện tại chúng ta hẳn là bị rất nhiều nhãn tuyến nhìn chằm chằm chân trước chúng ta xử lý tứ phương thương hội chân sau liền đi trường định quân muốn đổi lời của ngươi ngươi có thể không nghi ngờ a à. cho nên dưới mắt không thể đánh rắn động cỏ chúng ta trước xử lý dư sơn trộm để vị này bình độ hầu, buông lỏng một chút cảnh giác. Nói đến nơi này, thẩm ngọc trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Từ vạn thành trong miệng biết được, hắn bí mật thông tri Dư Sơn Trọng muốn tới đoạt lương thực, mà lại Dư Sơn Trọng còn không muốn mạng đáp ứng. Dư Sơn Trọng vô số cao thủ, danh xưng tới lui như gió, tung hoành Bắc sơn vực nhiều năm, không có gì là bọn hắn không dám làm, có thể nói là phách lối vô cùng. Bây giờ ngay cả chẩn tai lương thực bọn hắn cũng dám đánh chủ ý, bọn hắn cũng không sợ cho ăn bể bụng dư sơn trộm. Bản quan lương thực các ngươi cũng dám nghĩ cách, rất tốt. Hư nhẹ một tiếng, thẩm ngọc đem chén trà bưng lên đến nhấp một miếng, nhàn nhạt thanh âm bên trong lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt, khiến bành nham nhịn không được trùng mình. Bị vị này thẩm đại nhân theo dõi, tung hoành bắc sơn vực nhiều năm dư sơn trộm, không được bao lâu, chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử.